Đây, mọi người nghe câu chuyện chia sẻ của Huỳnh nhé, rồi những cái cảm nhận của Huỳnh về về Forex Center. Alo. Chào Huỳnh. Nghe rõ nhỉ? Alo, mọi người nghe rõ mà. Ok nhá. Ok đúng không? À, xin chào mọi người, mình là Huỳnh. Thì chắc thì mình biết tới cái lĩnh vực mà MMO chắc là từ năm bao nhiêu nhỉ? Từ năm 2014. 2014 thì cái hồi đó mình đã bắt đầu là mình kiếm được tiền từ MMO. Đến giai đoạn mà 2015 thì cái hồi đó là nó có hình thành về cái phần mà YouTube á, thì là mình cũng tham gia vào một team khá là mạnh ở trong chỗ Sài Gòn, thì mình cũng có chiến về YouTube, xong rồi cũng có làm về Nixai. Nói chung là cũng có một số cái mình có đạt một số cái thành công nhất định. Nhưng khi mà trải qua một thời gian thì mình cũng có một số cái phần nó gọi là cũng thua, nó cũng khá là nặng. Mình xuất thân là từ học về trường cao đẳng công nghệ thông tin. Khi mà mình ra trường và công việc đầu tiên của mình đó là mình đi làm sale. Trong cái khoảng mà thời gian mình làm sale ấy thì mình cũng có một khoảng thời gian là mình làm về sale, về chuyên về bất động sản, và cũng làm cho một cái team. Thực chất thì là cái team đấy ở bên bất động sản thì cũng có tiếng, và mình cũng học được khá nhiều là từ những cái người thầy của mình. Còn hiện tại thì bây giờ thì hiện tại thì mình đang làm về bên chỗ lĩnh vực về bảo hiểm nhân thọ. Sau một vài năm mình làm sale, nhưng mà xong rồi mình cảm thấy như kiểu mà mình không còn hứng thú với nghề của mình quá nhiều. Xong rồi tự nhiên là mình muốn nó gọi là một cái gì đó là mình là người vân nước, cho nên là mình muốn thoát ra khỏi mà cái gọi là cứ ngồi máy tính quá nhiều. Rồi mình đi làm bảo hiểm nhân thọ để như kiểu mà mình đi giao tiếp, nói chuyện với khách hàng của mình nhiều hơn. Học về thứ nhất là đọc hiểu nội tâm của khách hàng. Thứ hai là... Okay. Alo, mọi người có nghe không ạ? Ok, nghe nhá. À, vâng, vâng. Thì hiện tại là bây giờ mình mới đang gọi là trong lĩnh vực gọi là mình quay lại để như kiểu mà mình làm một cái công việc riêng cho mình á. Thì trước giờ thì mình vẫn có một cái công việc riêng, đó là làm chuyên về bên chỗ phụ kiện xe. Mình cũng có một xưởng độ xe sẵn. Đó. Thì hiện tại thì mình vẫn làm có hai công việc là song song. Thứ nhất là làm về bảo hiểm, thứ hai là làm về độ xe. Còn về cái phần như kiểu mà dropship ấy, thì thật ra ấy, nếu như mà nói ấy, thì là ngày xưa mình cũng có buôn bán về chỗ phụ kiện, cũng bán trên Sen Đỏ một thời gian cũng được khoảng hơn một năm. Thì mình cứ đi có đơn hàng thì mình đi, mình nhập hàng, mình lấy hàng xong rồi là mình bán thôi. Nhưng mà sau một cái khoảng thời gian đấy mình cảm thấy như kiểu cái con người mình nó cũng khá là dễ là thay đổi á. Mình cứ làm một cái gì một khoảng thời gian nó tự nhiên mình cảm thấy mình không còn đam mê nữa, là tự nhiên mình sẽ bỏ ngang à. Đó. Đó là về cái thứ nhất đấy là về cuộc đời của mình. Cái thứ hai về cái cuộc sống ấy thì đối với mình ấy thật ra ấy, nó cũng như cái kiểu gọi là mình đi làm á. Hiện tại thì bây giờ là mình chỉ muốn là thứ nhất là phát triển bản thân của mình. Cái thứ hai là mình gặp gỡ nhiều người ấy để mình đi gọi là học hỏi thêm kinh nghiệm của người ta, vì mình cũng biết mình cũng có một số cái nào mà hiện tại là mình vẫn chưa thành công trên cái con đường gọi là mình kiếm tiền, và bây giờ mình cũng đang đi mình học hỏi. Còn về cái phần dropship thì đấy cũng chỉ là một cái gọi là nó chỉ là một cái cực kỳ nó gọi là nhỏ. Còn mình thì mình vẫn thích là về affiliate hơn, chứ là còn về dropship thì mình thực chất là mình cũng không có thể nói là mình không có thích về dropship nhiều. Mình thích làm affiliate nhiều hơn. Đó.
về phần 4D ấy, thì là mình nhận được, mình biết tới 4D hình như là bắt đầu là từ cuối năm ngoái, khi mà cái hồi đó là mình có vào cái team của Quyết khi mà cái thời mà Hot Armada ấy, lúc đấy nó đang đang cái tháng tính ra là tháng tháng 6 hay tháng 7 của năm ngoái. Cũng tầm này năm ngoái đấy. Đúng rồi, cái đúng rồi, ngày ngày mai là cái tên miền của mình tròn 1 năm mà, ngày mùng 10 tháng À,7. đúng. Ok. Thì là mình mới biết tới là về Forly, thì là cái hồi đó mình có tham gia vào cái team của Quyết, thì mình cũng học được, K1. đúng rồi, K1, K1 thì mình cũng học được update. cũng khá khá là nhiều về kiến thức. Thứ nhất là cái kiến thức nó với quan trọng đối với mình, chứ còn thực ra về nếu như mà phần thực hành thì mình cảm thấy ai làm thì cũng được thôi, nhưng mà những cái kiến thức mà thứ nhất là chuyên sâu, thứ hai là như kiểu mở rộng cái tầm nhìn đó, cái đấy mới là một cái mà thật sự là mình rất là biết ơn về Quyết về cái phần đấy. Vì thật ra là mình cũng là một người dân kỹ thuật, cho nên mà mình cũng khá là nhạy bén, nếu như mà giả sử mà sử dụng công cụ này kia ấy, thì thật ra mình chỉ ngồi nghiên cứu một xíu là mình biết rồi, nhưng cái kiến thức thì chắc chắn là cái đấy là mình phải đi học hỏi rất là nhiều. Và cái kiến thức như thế nào ấy, để thứ nhất là mình thực hành được, cái thứ hai là mình có thể phát triển nó, cái thứ ba là mình mở rộng được cái tư duy, những cái như cái tầm nhìn của mình có thể suy nghĩ là 5 đến 10 năm sau là mình có thể đạt được những cái mục tiêu như thế nào. Thì thật ra cái đấy là chắc chắn là mình sẽ phải đi học, chứ mình không thể nào mà mình tự ngồi mà mình suy nghĩ ra được. Đó là một cái là mình cảm ơn Quyết rất là nhiều về cái phần đấy. Đó thì mình cũng chỉ có đôi điều nên kiểu mình chia sẻ như vậy thôi. Trong thời gian tới đây thì không biết là bạn mình có thể hỗ trợ Free hoặc là đi đồng hành để xây dựng cái đội nhóm gọi là xây dựng cái cộng đồng không? Có cái hướng đi vào việc xây dựng cộng đồng và phát triển cộng đồng cùng Admin không như À thế có. nào? Hiện hiện tại thì bây giờ ấy thì tất nhiên là mình cũng rất là muốn như kiểu đồng hành cùng với mọi người và hỗ trợ. Thứ nhất là mình hỗ trợ mọi người này, thứ hai là mình cũng như kiểu mà mình trao giá trị cho mọi người á, mình trao giá trị đi thì cái gì thì mình sẽ nhận lại những cái giá trị chính đáng thôi, thì cũng không sao cả, mình cũng vẫn muốn là mình hỗ trợ. Nhưng mà cái thời gian của mình ấy thì thật ra thì hầu như là mình sẽ rảnh về buổi tối là nhiều, chứ còn ban ngày thì hiện tại là bây giờ là mình cũng đi làm Tuyệt đó. vời. Được. Thì vừa xong là nghe bạn Huỳnh chia sẻ, anh Huỳnh có một cái bề dày kinh nghiệm làm MMO từ 2014 rất là lâu rồi đấy, và cũng là kỹ sư trong, có thể nói là kỹ sư trong vấn đề về công nghệ thông tin, rất là nhạy bén trong các vấn đề về công nghệ. Đây là một điều rất tuyệt vời chưa qua tôi biết. Thực tế đây là lần đầu tiên tôi biết về Huỳnh, cũng là lần đầu tiên Huỳnh lên team của Forex để chia sẻ. Thì chính bản thân chúng ta còn chưa biết nó hiểu với nhau thì cộng đồng ta không để hiểu được. Đây là cái điều chúng ta phải làm ngắn. Đấy, thì cái trong cái thời gian tới xíu nữa để mình có định hướng để cho anh mình, và trong thời gian tới này rất là mong muốn rằng cái giống như Huỳnh ở chỗ này là có một cái profile, người ta gọi là cái profile, cái CV rất là tuyệt vời để làm cái câu chuyện của bản thân mình. Rất là nhiều đã từng làm kỹ thuật đấy, sau đó là nhảy ra ngoài là để học hỏi thêm, đã có kinh nghiệm làm YouTube, có kinh nghiệm làm affiliate, có kinh nghiệm để triển khai các vấn đề về web. Thì những cái vấn đề về module này nếu mà truyền đạt lên trên cái blog thì thật sự đó là cái blog sẽ hiệu quả, có thể làm affiliate đa chiều. Tốc độ của admin có những điểm tương đồng với bạn Huỳnh này, và admin cũng như vậy, biết affiliate, biết MMO từ rất là sớm, và hiện tại bên mình có một cái trải nghiệm về affiliate nó cực kỳ lớn luôn đó. Từ asset trade, các team về email marketing đấy, affiliate về các vấn đề về hosting tên miền, affiliate bây giờ là các vấn đề về tài chính đều có những kết quả nhất định. Và cái tư duy về content của mình, tư duy về SEO của mình gần như là chẳng qua là đây mình muốn chọn cái gì để mình làm thôi, mà mình muốn chọn cái gì mà nó lâu dài, nó bền bỉ, chứ không phải là cái chỗ này muốn chia sẻ cá nhân thôi. Bản thân admin nếu như mà thực sự mà nếu mà theo team tài chính thì khả năng là bây giờ admin cũng khá là ok, ít nhất là bây giờ phải kiếm được 10-20 nghìn đô thực tế.
Tại vì có Mr. Tâm ở trong đội nhóm của mình rất là giỏi trong vấn đề về affiliate, không phải giỏi mà là nhạy bén. Nhạy bén và chọn đúng hướng. Tuy nhiên rằng cái đó là thời thế. Còn góc độ Bạch Minh là mình muốn xây dựng thành công cái Forex này nên tôi tốn rất là nhiều thời gian tâm huyết và dành thời gian cho nó cực kỳ nhiều. Và mình muốn rằng sau khi mà nó vào trong cái vấn đề quy trình vận hành rồi đấy thì bắt đầu mình sẽ nghiên cứu các vấn đề về affiliate để phát triển thêm thì nó mới cứng chân được, nó mới cứng chân được. Bản thân admin cực kỳ thích làm affiliate và chính bản thân admin tạo ra những cái nền tảng, những hệ thống này ấy, là gì, là cũng để cho anh em mình có một cơ hội kiếm tiền thêm, đó là affiliate mà. Và chỗ này rất là mong rằng là có sự đồng hành của Huỳnh để xây dựng các cái blog này, các cái site landing page này, các cái module về video trên YouTube chẳng hạn, để gì có thể là hướng dẫn cộng đồng sử dụng các tool, các cái phần mềm, các cái website, cái khóa học và các bộ tài nguyên giống như là ở bộ tài nguyên của Dubai vậy đó. Trong Forex và Admin vừa mới chia sẻ cái bộ tài nguyên đấy là nó mới là cái mầm mống để mình làm thôi, nó chưa có chuyên nghiệp, ebook chưa đẹp đấy, slide chưa đẹp, rồi là các cái content nó vẫn chưa chỉnh chu. Tuy nhiên nó là cái mầm mống, là cái điều mà những member cực kỳ cần. Riêng mà bán bộ content thật sự, cái bộ tài nguyên cho New Y thôi á, là mình kiếm tiền 100 triệu là bình thường. Đó là sự thật. Tại vì sao? Có những team nó chỉ là mua cái USB về, nó nạp nhạc vào trong đó để bán cho xe đi Bắc Nam chẳng hạn, đã giàu rồi. Đúng nào? Và chúng ta phải thừa nhận cái điều này. Trong khi đó là chúng ta có quá nhiều thứ, và cái cả mối cộng đồng này, cả mối hệ sinh thái này, cái điều mà Forex thiếu đó là cái hiểu của bản thân member đó, truyền đạt lại ra bên ngoài cộng đồng. Và có một cái điều mà mình rất là gay gắt trong cái vấn đề này á, dù anh làm cái content đó giỏi cỡ nào đi chăng nữa, bản thân anh kỹ năng kỹ thuật giỏi cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà anh không đưa được cái sản phẩm đó vào trong cộng đồng, vào trong thị trường ấy, thì vứt đi. Một cái ví dụ như thế này, bởi mình nghĩ rằng cái ví dụ này sẽ đánh thức tỉnh tất cả mọi người trong này. Mọi người nên nhớ rằng, mọi người nghĩ rằng là cái bài viết của mọi người, cái video của mọi người, cái kết quả của mọi người nó không tạo ra tiền. Mọi người nên nhớ rằng có những ý tưởng là ý tưởng thôi, nó tạo nên những điều kỳ tích vĩ đại ở trên thế giới này. Và có những người, người ta đi mua ý tưởng sáng tạo. Startup là một trong những dạng mua ý tưởng, nhưng mà startup ở Việt Nam thì nó hơi xôi thịt, có nghĩa là anh phải làm ra được, chứng minh cho tôi doanh thu. Còn startup ở nước ngoài là cái ý tưởng ấy thôi, ý tưởng đấy mà khả thi tôi sẽ đầu tư cho anh, đó mới là startup thực sự. Thì bản thân cái ý tưởng nhá, cái ý tưởng có thể viết ra bằng một dòng thôi. Ý tưởng là tôi muốn xây dựng mối cộng đồng mạnh và chia sẻ các vấn đề về nguồn hàng, kiến thức, từ đó tôi kiếm tiền từ đội nhóm. Đây, nếu như viết cái ý tưởng này của em đi ra cho tới khi mà hình thành một cái story về vật chất giống như ngày hôm nay ấy, nó là cả quá trình. Nhưng một cái ý tưởng nó ngắn như vậy, nhưng một cái ý tưởng này ở nước ngoài, thậm chí là ở Việt Nam đã bán được rồi. Ý tưởng về làm một cái khẩu trang mà có thể là ngăn ngừa Covid, và từ ý tưởng đó người ta sản xuất ra cái khẩu trang 4 lớp ấy. Thì cái ý tưởng nhá là một cái hình thức phi vật chất, được chưa ạ? Mà nó đã bán được rồi. Mọi người nên nhớ là một cái ý tưởng đã bán được rồi và kiếm được rất là nhiều tiền từ ý tưởng. Thì việc mà mọi người đã làm được hệ thống kênh, mọi người làm được video, mọi người làm được website, mọi người làm được blog, mọi người làm được một cái đơn hàng có kết quả, và trong cuộc đời của bạn có một cái thành công nhất định, dù đó chỉ là một đơn hàng, đó là một cái sản phẩm vật chất rồi. Những ý tưởng ấy mà không được đưa vào đời sống thì ý tưởng đấy, dù có nghĩa là ý tưởng lớn giống như là ra ngoài vũ trụ ấy, thì cũng là ý tưởng hão huyền, vứt đi. Ý tưởng bán được khi mà đưa vào trong cái thực tiễn đấy, đúng chưa nào? Và một cái hình thái phi vật chất đã đủ cực kỳ nhiều tiền rồi. Thì cái việc mà chúng ta có những kết quả này này mà chúng ta không đưa vào trong thị trường được á, không làm cho cộng đồng hiểu được, không làm cho khách hàng hiểu được, đúng không? Mình cũng vậy thôi, và tôi cũng vậy, và anh em mình cũng vậy. Anh mình làm ra blog, làm ra website, làm ra landing page, làm ra bộ tài nguyên, nhưng mà không đưa được vào trong cộng đồng, vào trong hệ thống ấy, thì anh em mình thức khuya cũng vứt đi, anh em mình làm blog cũng vứt đi, anh em mình làm video tốt cỡ
lượng mấy cũng mất đi, tại vì ấy mình không chịu marketing, không chịu bán hàng, không chịu PR, không chịu đưa cái vấn đề vật chất của mình vào trong thị trường. Và ở trong Foreign Center thiếu cái điều này một cách nghiêm trọng. Và mình ở đây trong này mình không có thiếu kiến thức, không thiếu quy trình, không thiếu cơ hội, không có thiếu kết quả. Thiếu là thiếu người. PR điều này sâu sắc hơn vào trong cộng đồng, sâu sắc hơn vào trong đội nhóm, lan tỏa cái sức mạnh này. Đó là cái điều mà mình muốn chia sẻ để cái ngay cái chỗ về câu chuyện của Huỳnh này làm cho mình có một cái điểm nhấn, mà cái này mình tâm sự với một bạn ở trong Fori. Cái ý tưởng còn bán được thì tại sao mà bạn bán được hàng rồi thì cái content bán hàng đó bạn sẽ bán được rất nhiều thứ khác nếu như mình biết cách, và biết cách mang cái vấn đề đó, mang cái blog của mình chẳng hạn, mang cái landing page của mình chẳng hạn, mang cái vấn đề đó đi vào trong thị trường ấy, mình sẽ là người giàu có, cực kỳ giàu có. Và cái điều này là cái điều mà mọi người phải nhận thức. Những cái này ra là chúng ta vào trong một cái công ty, trời ơi, công ty đấy sản phẩm rất là tốt, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường, bảo vệ tất cả mọi thứ, nhưng mà thất bại không bán được. Vì gì? Vì cả một hàng ngũ lãnh đạo người ta muốn lắm để bán được hàng, nhưng mà không ông nào chịu đi bán hàng. Tại vì ông không mang được cái giá trị được cho đến cộng đồng. Đúng không? Thà mà ông đi làm hết sức mình rồi nhưng mà cộng đồng người ta không đón nhận điều đấy thì thôi. Nhưng mà tôi tin chắc rằng ở trong Forbes những cái điều mà anh em mình đang có ở hiện tại đây này, cái câu chuyện của Duy, câu chuyện của Huỳnh, câu chuyện của tất cả các bạn sẽ được cộng đồng đón nhận. Ít nhất là câu chuyện của mình. Rồi mới đến kết quả. Rồi mới đến kiến thức về marketing. Xây dựng cộng đồng nó không phải là kỹ thuật, là toán học đâu, không phải là content, không phải là SEO top Google, không phải là kỹ thuật chuẩn hóa rồi là mô tả gì đâu. Đây là cái điều bí mật. Xây dựng đội nhóm nó là cái thái độ tinh thần, và mình hiểu được cộng đồng. Còn lại admin đã nói bao nhiêu lần rồi, cái kỹ thuật đấy chỉ cần học là sẽ được, cái kỹ năng học là sẽ được, nhưng mà cái tinh thần đó, và cái hiểu, thấu hiểu của thị trường đó, không những học mà chúng ta phải làm rất nhiều thì mới được kết quả. Và giống như ngày năm cũng giờ này năm trước, hơn tầm này năm trước, admin chia sẻ vô cùng nhiều luôn, zoom liên tục, zoom rất nhiều, chia sẻ rất nhiều kỹ năng, rất nhiều, để trong ngày hôm nay chúng ta tạo ra một đội nhóm như ngày hôm nay rất lớn, và đã đến lúc để chúng ta bung rồi. Và trong buổi này là chia sẻ rất là cảm ơn các câu chuyện của mình, đúng không ạ? Và tiếp theo anh em mình phượng lên được bật mic lên được chia rồi. Và mọi người nhớ nhá, nhớ thức tỉnh nhá. Nên ra cái việc đừng có thấy rằng là chúng ta không có kết quả nhiều, đừng bao giờ có kết quả nhiều. Cái điều mình thấy này, ông làm được bài viết hướng dẫn anh em làm dropship đấy, ông lan tỏa đến cộng đồng đi, ông sẽ giàu. Điều đấy là tôi đang làm và mình có những kết quả thật sự to lớn. Và affiliate nó là như thế. Affiliate là bản chất của affiliate là như vậy. Admin là một tháng hơn 3.000 đô affiliate. Vì sao? Gọi là một tháng đầu tiên mới luôn. Tại vì mình hiểu cái sản phẩm mình đưa vào. Mình đưa vào trong thị trường. Mình hiểu. Được chưa? Ok, và chỗ này Thắng bật mic được không nhỉ? Thắng bật mic được không? Và chúng ta phải hiểu cái điều này. Trước bây giờ anh giỏi cỡ mấy kỹ năng, kỹ thuật cỡ nào đi chăng nữa anh cũng mất đi. Thật sự luôn. Và tôi nghĩ rằng Huỳnh sẽ hiểu kỹ cái vấn đề này. Ông có thể làm YouTube nhưng mà cái content của trên cái kênh YouTube ông không được cộng đồng đón nhận thì ông cũng vứt đi. Nhưng bản chất nếu như mà ông không PR nó bằng cách này cách kia, kéo phễu này kéo phễu nọ, hoặc là tạo ra được những cái hiệu ứng đối với cái kênh YouTube đó, thì không bao giờ kiếm được tiền từ YouTube, thậm chí là content bởi bất cứ kênh affiliate nào. Và chỗ này á, anh em mình có cộng đồng trong tay, anh em mình có thể tạo ra sản phẩm và anh em mình là người bán, tại sao mình không giàu? Chỗ này thật sự luôn là nếu như chúng ta hiểu, chúng ta làm để một startup lớn luôn đó. Và chúng thành công bởi việc là chúng ta bổ zoom online như thế này. Đó là cái điều mình mong muốn. Thắng bật mic nói chuyện đâu nhỉ? Ok. Ok anh em, tại đây là một câu chuyện hình nhá. Đây là một người cắn. Tuyệt vời đấy. Qua hơi cắn. Okay. Nên nãy giờ cũng không có bật lên được. Thì cơ bản á, nãy giờ mà admin đã nói và chia sẻ những cái vấn đề mà liên quan đến cộng đồng á, thì Thắng cũng rất là
là gọi là cảm ơn HeadPin trong cái khoảng thời gian 2 năm qua, là cái điều đầu tiên. Tại vì cái việc mà xây dựng cộng đồng mà hiểu được cái giá trị của cộng đồng á, là HeadPin là chủ yếu thắng từ những cái ngày đầu tiên rồi. Từ cái lúc mà làm affiliate á, thì ở trong đây thì cũng có rất là nhiều bạn mới. Cơ bản là vậy, cũng có nhiều người biết thắng như là Duy, đó là như là Phượng, như là Phương Đông. Tại vì Phương Đông là hình như là biết thắng qua cái team cộng tác viên của thắng xong rồi mới qua đây mà. Theo thắng nhớ là vậy. Hồi xưa bên thắng cũng có một cái team gọi là VIP member, thì Phương Đông cũng có trong đó luôn hay sao á. Tại vì hồi xưa là cái nhóm nó kiểu như là một cái vệ tinh của Hori đó, bán hàng cho Hori mà. Thì những cái vấn đề mà liên quan đến cộng đồng thì chúng ta cần phải hiểu về nó một cách sâu sắc nhất thì chúng ta mới làm được. Tại vì vấn đề cộng đồng á, là nó tạo ra được rất là nhiều tiền. Tại vì các bạn, chúng ta có bán bao nhiêu cái sản phẩm hay là kiểu gì đó, nhưng mà khi mà chúng ta nắm được cái cộng đồng ở trong tay á, thì hoàn toàn chúng ta có thể làm chủ được cái cuộc chơi, là cái vấn đề đó. Nhưng mà để làm được cái điều đó thì chúng ta cần phải trang bị rất là nhiều thứ. Và đây là chúng ta mới bắt đầu để làm được cái bước đầu tiên. Tại ở trong đây thì Thắng chỉ muốn có một số lời khuyên cho các bạn ở trong này thôi. Ở trong đây thì chúng ta thực sự là kiến thức của chúng ta là quá ok rồi. Theo Thắng thấy luôn á, là cực kỳ ok. Đó, như là Duy, như là Phương Đông, như là Phước Huỳnh hay là Hải Quát gì đó. Thì nhìn nhận vô các bạn thì thấy được cái profile về marketing là ok lắm rồi. Mà cái việc mình là phải phô diễn ra. Ở trong đây á, có một cái mà mình hay thường xuyên nói. Đó là ở những team ở ngoài, những cái team đa cấp hay những cái team mà như thế này như thế nọ, nó rất là kém ở trong vấn đề marketing hay là những cái vấn đề liên quan đến digital. Nhưng mà được hay cái là nó hay khoe. Và khoe có phương pháp thì nó sẽ tạo ra được cái kết quả rất là tuyệt vời. Và thực sự là chúng ta phải sâu ra rất là nhiều. Ví dụ chúng ta có một cái inbox hay là giúp được một người đi. Đó, giúp được một người. Thắng có một cái bộ content liên quan cái việc mà member cảm ơn Thắng về cái việc mà Thắng hướng dẫn để ra đơn. Và chuyển đổi từ cái đó cực kỳ nhiều luôn. Là Thắng chỉ cần là 2 lớp làm free và 8 lớp sau mình thu tiền. Đó, hồi xưa Thắng làm affiliate là như vậy đó. Là cũng tuyển một nhóm từ 5, tối đa là 10 người. 7 người chứ, 10 người hồi đó chưa được 10 người đâu. Từ 5 đến 7 người thôi, và vô đó hướng dẫn người ta. Thì nó sẽ có tỷ lệ là làm được hay không làm được, và người ta sẽ có feedback lại cho mình. Và lúc đầu mình hướng dẫn người ta thì mình sẽ có một cái gọi là nếu mà các bạn cảm thấy hiệu quả thì mình sẽ phụ đầu trước, thì các bạn có thể cảm ơn tôi ở trên cộng đồng, kiểu như vậy. Và từ đó mình sẽ đánh bóng được cái tên tuổi mình dựa vào cái khả năng của mình. Và cái điều này nó bền vững cực kỳ luôn. Và đến cái thời điểm này thì Thắng có thật sự là có rất là nhiều người mà đến thời điểm này nhắn tin cho mình để cảm ơn về những cái điều mà mình chia sẻ từ trước kia. Tại vì các bạn có thể các bạn không biết chứ, vào những thời điểm mà Fori mới ra ở cái nhóm Dropshipping 1 là Thắng đã bắt đầu tập Zoom rồi. Và cái buổi Zoom đầu tiên của Thắng là như Duy, và Duy ở đây có thể chứng kiến, nói cực kỳ dở luôn. Và đến bây giờ mà giả sử Thắng còn lưu lại cái clip đó mà không dám nghe lại luôn. Nhưng đó không phải là vấn đề. Và cái việc mà mình nói dở hay là mình giao tiếp dở thì nó có thể rèn luyện được. Thực tế là nó có thể rèn luyện được. Và Thắng hay tâm sự với admin là tại sao mình nói tốt vậy. Đó. Thứ nhất là do mình rèn luyện thôi. Thắng dành ra, hồi xưa là Thắng cái thời gian đó là mình còn đi làm, và mình dành cái thời gian là khoảng tầm từ 11 giờ cho đến 12 giờ rưỡi hoặc là 1 giờ tự nói, tự ghi âm lại để xem mình nói tốt hay chưa. Và cái thời gian đó nó trải qua trong vòng 2 tháng liền. 2 tháng liên tục luôn nhé, chứ không phải là ngày 1, ngày 2. Và cái thời điểm mà Thắng học full khóa digital marketing là khoảng 1 đến 2 tháng là Thắng không có tạo ra được bất cứ đồng tiền nào. Có thể mình, các bạn có thể hỏi mình là biết, không tạo ra đồng tiền nào. Nhưng đến khi Thắng học xong và Thắng bắt đầu bung ra thì tạo ra được cực kỳ nhiều tiền. Bán rất là nhiều hàng, chốt rất nhiều sale. Và ở trong cái team nền, hồi xưa gọi là team nền tảng, có rất là nhiều người được Thắng chốt vô. Và hồi đó Thắng là người chốt cái team mà nền tảng là nhiều nhất. Đó là điều thực tế. Cái đó gọi là affiliate đó.
đó là mình trao giá trị để mình nhận lại được một cái gì đó, và đây là cái tôn chỉ của Fori. Tại vì Fori có một cái mà admin thường xuyên nhắc nhở mọi người, đó là đừng bao giờ mà đặt cái tư tưởng mà lùa gà lùa vịt, sâu kết quả không có thật. Đó, sâu từ những cái mà mình có thì nó mới bền vững. Và đến bây giờ thì Thắng đã theo như vậy. Chứ thực tế admin có rất là nhiều cái chỉ do rất là nhiều chiêu trò để làm mấy kiểu mà tạo ra một cái Shopee xong rồi book đơn lên vài trăm triệu. Và cái điều này làm được không? Hoàn toàn làm được. Và đi chốt Shopee. Hồi xưa admin có kể vào một cái ai đó, bạn của admin hay ai đó đó, làm về cái điều này. Và một tháng là chốt được vài trăm khóa Shopee. Và tiền thu lại là cả trăm triệu một tháng. Đúng rồi, có thật đấy. Có bền vững. Có thật mà. Câu chuyện có thật. Đó. Còn trong Fori luôn luôn cái mà để Thắng theo đến thời điểm bây giờ là rất là lâu rồi. Đó là cái tính thực tế của nó. Cái tính thực chiến của marketing. Và đây là cái điều mà Thắng rất là thích. Và cơ bản là về cái tư duy của Thắng thì Thắng luôn luôn là giống admin. Thực tế là luôn luôn đi theo sau admin về cái tư tưởng này. Tại vì mình không muốn lật trước. Tại vì mình biết nó là đúng rồi thì mình sẽ theo. Chứ không bao giờ mình nghĩ ra một cái gì mà nó to tát hết. Cứ đi theo được. Nói về chuyện tâm linh một tí. Hồi xưa có đi xem bói. Bảo là con có làm đi coi thầy bói. Bảo con có làm một cái... Con có làm kinh doanh đó. Đấy là cái tai, cái mic ấy, phải là cái mic đi, nhỏ, nhỏ quá, cái mic không có bật, tắt rồi. Tôi nghe mọi người nghe rõ chưa? Bây giờ đi đã này. Rồi, chắc mới tháo ra nó mới vậy đó. Ok, thì trong thời gian tới thì ở trong cái team này thì nó cũng không quá đông. Nhưng mà toàn là những cái người rất là giỏi và tiềm năng. Thì Thắng thì cũng không dám chắc là hơn mọi người về cái mặt nào. Nhưng mà về cái kinh nghiệm về Fori Center thì có khả năng là Thắng sẽ hơn mọi người rất là nhiều. Tại vì Thắng cũng là một cái người mà đời đầu mà. Thì trong thời gian tới mà mọi người mà có vấn đề gì, thứ nhất là về Zoom như thế nào. Rồi hướng dẫn member như thế nào cho hiệu quả thì mình có thể trao đổi. Và nếu mà admin bận thì Thắng hoàn toàn có thể là support mọi người để cho Fori phát triển. Tại vì Thắng rất là tâm huyết Fori. Thực tế là vậy, theo thời điểm này mặc dù rất là bận nhưng mà vẫn ráng theo. Mọi người thấy là không có buổi Zoom mà tôi bỏ, mà trong vòng 2 năm qua tôi duy trì như thế này rồi đó. Đây mà thực tế là 2 năm qua là tôi duy trì, là giả sử tôi có đi làm tôi cũng ráng đeo cái tai nghe tôi nghe Zoom. Không có phát biểu được tôi cũng ráng mà đeo tai nghe để tôi nghe Zoom, để không bỏ sót được những kiến thức nào. Và đây là cái mọi người nên học. Tại vì mỗi cái buổi Zoom của admin là một cái giá trị khác nhau. Tại vì mọi người có thể mọi người không để ý đâu. Tại vì tôi nghe Zoom trong vòng 2 năm qua rồi. Không có buổi Zoom nào giống buổi Zoom nào cả. Nó khác nhau hoàn toàn. Mỗi buổi Zoom là một kiến thức mới. Còn về cái phần quy trình thì nó có thể giống nhau. Thì cái đó là chắc chắn rồi. Nhưng mà về cái tư duy, mỗi buổi Zoom sẽ là một cái tư duy khác nhau. Đó là cái mọi người phải ráng mà theo. Giả sử có bận lắm thì cố gắng mà theo dõi. Tại vì một buổi Zoom thì nó cùng lắm là có 3 tiếng là nhiều nhất. Và nếu ngắn thì khoảng tiếng rưỡi. Và một ngày dành ra 1 tiếng rưỡi để mình nạp thêm kiến thức. Gọi là mình ở trong cái đọc sách người ta gọi là cho não ăn đó. Thì nó là một cái điều rất là tuyệt vời. Và trong cái thời gian tới thì mong, tại đây là cái team mà Special 2.0 đúng không? Thì đây là một cái bước chuyển mới của Fori trong năm nay. Và đây là cái thời gian mà vận hành cuối năm. Thì mong muốn là mọi người sẽ cố gắng. Là tôi muốn là mọi người sẽ xuất hiện lên trên tất cả cộng đồng. Ai cũng được cộng đồng Fori Center biết tới. Và khi mà họ biết chúng ta thì thực tế tiền nhiều lắm. Đến lúc đó các bạn sẽ tự hiểu luôn. Chứ giờ tôi cũng nói là tiền bao nhiêu. Vì các bạn biết là khi mà một member nó đã tin tưởng mình á, mình bảo học cái gì hay là làm cái gì, họ đều nghe theo. Thực tế nó là vậy luôn. Hồi xưa tôi có chốt từ mà VIP này, xong đến nền tảng á, là chỉ cần là họ theo mình cho họ cái gì đó là họ sẽ tin tưởng chúng ta gần như là tuyệt đối luôn á. Gọi là kiểu như thần tượng mình luôn á.
hồi xưa có một số member ở trong Fori là nó không hẳn là thần tượng admin mà để vô đâu, có thể là thần tượng chị, thần tượng Hảo này, hay thần tượng là chị Thương này, đó mà vô từ cái tính chân thật như vậy. Đó, rồi vô trong đây thì họ sẽ tiếp xúc với admin và cái điều này nó kiểu như là được tăng level, họ sẽ thấy được một cái tư duy khác hơn. Và trong cái Fori này mình luôn luôn có một cái gọi là thang giá trị và mọi người nên bám vô. Đó, trong thời gian tới thì mọi người hãy cố gắng bám vô cái mà gọi là thang giá trị ấy. Đó, cái này thì admin chắc chưa có nói nhiều về cho các bạn, nhưng mà thực tế là cái thang giá trị nó được vạch ra rạch ròi qua cái bộ tài liệu của Fori Center đó. Và bạn nào mà tinh đấy một tí thì sẽ biết. Còn nếu mà chưa biết thì có thể là học thêm. Ở trong đây chắc là không biết là các bạn đã học cái khóa công thức thành công chưa. Thì khả năng là có một số bạn chắc là chưa học đâu. Tại vì đi từ special là từ VIP thời trang lên thì khả năng là hình như là chưa học. Thì tôi cũng không rõ lắm nữa. Đó thì có cái đó thì tốt nhất là nên. Tại vì cái đó là cái khóa mà tôi học nhiều nhất trong Fori Center. Tính đến thời điểm này thì tôi đã học cái khóa đó học đến tận 20 lần rồi. Xem lại 20 lần chứ không phải là học. Đó, học thì học có một lần đầu xong rồi ghi chép, xong lần sau là kiểu mình quên xong mình coi lại thôi. Đó là những cái vấn đề trong Fori Center mà mọi người cần phải lưu tâm. Và thắng chúc trong thời gian tới thì mọi người có thể cùng nhau. Và trong đây chúng ta đang là đồng đội của nhau và chúng ta ngang quyền nhau trừ admin ra thôi. Đó thì chúng ta ngang nhau và chúng ta có quyền là thảo luận và đưa ra cái ý kiến để cho team phát triển hơn. Và một team mà mạnh là khi mọi người phải có được một cái ý kiến, một cái sáng kiến hay là một cái ý tưởng mới thì nó mới mạnh được. Rồi chào mọi người nhé. Rồi nhường mic là cho admin nhé. Ok, cảm ơn Thắng nha. Cảm ơn Thắng đã chia sẻ, và những cái chia sẻ của Thắng là những cái rất là, một trong những người là đi cùng admin rất là lâu rồi. Đó, và cũng là những người mà có nhiều cái kết quả trong Fori, và một trong những gọi là thành công ở trong Fori đấy. Đối với Thắng là mục tiêu vừa xong rồi không Thắng ngay. Có comment, có bình luận đó là ngày xưa vô Fori đó là mục tiêu là của Thắng này, mình nhớ không nhầm là muốn mở một cái shop và muốn học về marketing, muốn học về website. Thế thôi, đơn thuần. Chứ chưa có một cái mục tiêu lớn là hệ thống gọi là nhà cung cấp hay là nguồn gì đâu. Mời cho khi vào trong Fori thì gần như là số lượng những cái kiến thức Thắng học rất là chăm chỉ và học tất cả những cái kiến thức của admin và tham gia rất là nhiều Zoom, rất là nhiều khóa học và rất là nhiều những cái điều mà bí mật ở trong Fori mà mình chia sẻ về xây dựng kinh doanh hệ thống. Tất nhiên một người toàn năng kỹ năng ấy, thật sự là rất là nhiều kiến thức ở trong Fori mà Thắng được ghi nhận, đặc biệt là cả vấn đề về website rất là ok, rất là tốt đó. Bạn có thể, nếu mà anh em nào mà theo dõi Thắng thì gần như là Thắng là người có thể xây dựng toàn diện hệ thống kênh theo đúng ý tưởng, theo mô hình phễu, đúng không? Cũng sở hữu cái cộng đồng thậm chí cái cộng đồng dropship Việt Nam, tại vì cái tên nó là tên chuẩn SEO ngày xưa admin đã nói rồi, nhưng mà admin là chăm sóc cái group là cộng đồng dropship thực chiến Fori Center, còn cộng đồng của Thắng còn nhiều hơn, đúng không nào? Tại vì admin là xây dựng building thương hiệu, còn Thắng xây dựng cộng đồng dropship Việt Nam, và bây giờ nó hơn 12.000 người từ lúc mà tham gia Fori, với cộng đồng rất lớn, tương tác rất mạnh, rất khủng khiếp đấy đó. Và đó là kiến thức ở trong Fori, một cái module về xây dựng hệ thống kênh, module về xây dựng group. Và bây giờ là thời gian đó là có rất là nhiều bạn tạo ra group và có số member từ 1.000 đến 10.000 người, rất nhiều. Và đấy là cái câu chuyện thực tế. Và hôm nay, đúng không, ngày hôm xưa Hải cũng có khoe là em mới tạo ra cái nhóm mà bây giờ nó hơn cả gần 100 người vào tham gia. Cái này là cái mặc định chuẩn SEO là chắc chắn lên, chắc chắn lên. Và cái này là chúng ta nhìn nhận. Và Thắng bây giờ là đang sở hữu 3-4 cộng đồng, và tổng số lượng cộng đồng của trong cái group của Thắng, cả Zalo và đến Facebook, cũng phải đến rơi vào khoảng 20.000 người trong thành viên của cái group
những cái nhóm mà sáng tạo nhá, đây là một cái kết quả mà không thể nào mà chúng ta phủ nhận được, rất là tuyệt vời. Ok, và những cái chia sẻ của Thắng có những cái ý đồ buộc mọi người vào trong những vấn đề, và đó là cái mà anh em mình cần phải học. Như vừa xong ấy là Thắng nói rằng là cái công thức thành công của Thắng là học của Equin là Thắng học rất là nhiều lần, 10-20 lần học rất nhiều, tại vì cái công thức thành công là bản chất, công thức thành công là bản chất của marketing, của digital marketing là công thức thành công. Và chính hệ thống Forex Center, chính anh em mình vào Special 2.0 là từ đâu ạ? Từ Special 1.0, sau đó em đi lọc phễu, đúng không? Và anh em mình rơi vào cái phễu này và cho vào cái Zoom này, đó là bản chất của phễu. Và kinh doanh là phễu là đỉnh cao, và trong cộng đồng của mình là bây giờ là một cái bể cá rơi vào 40-50 nghìn người, chưa kể các cái cộng đồng có insight tương tự. Nếu như mà đứng ở góc độ tư duy là ăn cắp á, là cứ tham gia vào những cộng đồng mà nó gì, nó không có kiểm duyệt thành viên, mình lọc về nhóm của mình và sử dụng phễu để mình chuyển hóa giàu. Cái việc ấy, cái tư duy là như thế này này, cái việc ấy, người ta đi nhặt nhặt ve chai ấy, đúng không, nó còn khó và tốn công hơn việc mà chúng ta lọc phễu ở internet. Chúng ta phải đi nhặt rác này, bới rác, bới các cái đống rác, đi phải đi nhặt nhạnh, phải đi mua lại của những người mà người ta bỏ ra những cái ve chai, sau đó là về nhặt phân loại, sau đó chúng ta mới bán. Còn ở trên internet, member là người, là người là tiền, và trên đấy anh em nào có kinh nghiệm làm affiliate rõ ràng, ông chỉ cần chia sẻ kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm, và sau đó ông đưa vào trong nhóm ông lọc, đưa vào trong nhóm ông lọc tư duy thế nào thế này, và ông lọc ra được những người mà mua hàng của ông, nó dễ hơn rất nhiều, không phải đạo đội nắng dầm mưa, không phải là gì ạ, đây gọi là nhặt rác theo cái gọi là special ấy, 4.0 là chỗ này đấy, đúng không? Và chúng ta là người trí thức là nằm ở chỗ này, cao cấp ở chỗ này, còn lại tiền trên internet nhiều ạ, vô cùng nhiều. Ai hiểu bản chất này nên này mình nói rằng bây giờ là không thành công nữa thì mình sẽ làm những cái khác rất nhỏ và một mình tôi làm thôi. Tôi ta tự tin là một tháng tôi kiếm được từ 4-50 triệu là bình thường, gấp 5 lần lương của mình. Thực tế là như vậy. Một tháng là ít đấy. Có những một ngày này mình kiếm như vậy luôn ấy. Một ngày tầm 5-60 triệu là mình đã từng đạt đến cái ngưỡng là như vậy. Một ngày 60 triệu, một ngày 70 triệu. Một ngày đó. Nên là tôi tin chắc rằng cái điều mình làm là đúng chính xác. Và trên internet rất nhiều, trao giá trị này rất nhiều. Giả sử mỗi bạn ở trong này thật sự luôn, admin hỗ trợ anh mình kiếm 100 triệu, tôi chỉ xin mỗi người 10 triệu thôi. Thì một ngày nào đó anh mình đặt ngưỡng 100 triệu đi, và mọi người donate lại cho admin khoảng tầm 10 triệu này. Trong nhóm này chúng ta có khoảng rơi vào khoảng tầm bao nhiêu? Khoảng 12 người, 11 người, admin một ngày có hơn 100 triệu. Đúng không? Còn cái bài toán ra làm sao để anh em mình kiếm được 100 triệu, đấy là chúng ta đồng hành phát triển. Đơn thuần nó là như vậy, nó là thực tế. Và internet là như vậy. Cộng đồng trong member đó, em đi nói rất là nhiều rồi. Vừa Zoom, vừa chia sẻ kinh nghiệm, vừa nói về vấn đề định hướng là cho special này chúng ta làm gì để kiếm tiền. Ngoài việc bán hàng, cộng đồng người ta như vậy, người ta cần gì? Người ta cần kiến thức, người ta cần kiến thức, người ta rất cần kiến thức. Người ta cần tài nguyên, người ta cần công cụ, người ta cần hướng đi, người ta cần sự đồng hành, người ta cần cái động lực, chia sẻ những cái động lực. Và đó là new buy người ta đang cần, chính bản thân chúng ta cũng cần, đúng chưa nào? Và nhu cầu đấy, cần là nhu cầu đấy, có nhu cầu rõ ràng rồi. Bây giờ việc của một người kinh doanh gọi là không cần biết từ kinh doanh là có nhu cầu thì anh bán cho người đấy có nhu cầu thế thôi. Trong cái câu chuyện kinh doanh dù là vĩ nhân vĩ đại kiểu gì cũng vậy thôi, khi mà phát sinh nhu cầu anh sẽ cung cấp vào trong thị trường đó một cái yếu tố để gì ạ, cung cấp cho cái nhu cầu, giải quyết cái nhu cầu của họ, anh sẽ kiếm được tiền. Kinh tế vĩ mô là như vậy, vĩ mô nó cũng như thế luôn, ai cũng hiểu, nhưng mà ai là người làm? Và chúng ta là người làm cái này, đúng không? Và nói rất là nhiều, đúng không? Và trong đến đây là một là làm, hai là không làm, thế thôi. Và mình chỉ có hai con đường, hai sự lựa chọn, chúng ta không có từ chối được.
Mà em thật sự luôn nói đến đây, nếu mà anh em nào ấy, thật sự mà nếu mà cái team này là team ở ngoài á, ông nào mà nghe được, trời ơi, nó phát sinh luôn á, phát sinh chíu chíu vậy á. Có nghĩa là người ta làm rất nhiều nhưng người ta thất bại. Người ta sẽ đụng chạm vào trong một cái vấn đề và phát sinh ra được yếu tố. Đó là chính tại sao mà ở trong Forin giành được nhiều sự thiện cảm của member, giành được sự thiện cảm của rất là nhiều học viên và không ai ý kiến gì. Và thậm chí là cái tư duy này, cái kiến thức này, cái buổi Zoom này của admin có thể mem bất kỳ member nào cũng cần. Và mình nói những cái điều nó rất giản dị và chính bản thân mình cảm thấy trời ơi, nó giản dị vậy ta. Mà sao mà người khác nói không có hiểu ta? Tại vì không đủ độ chín, không đủ tư duy, không đủ kinh nghiệm, không đủ kỹ năng và chưa bao giờ làm nên người ta không tin. Còn lại đó, cái câu chuyện mà marketplace nó cũng như vậy thôi. Cái marketplace là phân phối ở trên các cái marketplace, đăng nhiều chắc chắn ra đơn, điều đấy là điều chứng minh. Và chứng minh này ấy, nó là hệ quả. Đúng không anh mình học toán học? Đúng không nào? Việc là marketplace có đơn đồng nghĩa với việc là chúng ta làm một cái gì đó cùng trong một cộng đồng đó, chúng ta cung cấp ở trong cộng đồng đó, nó cũng sẽ có đơn như vậy. Và thay vì chúng ta bán một cái sản phẩm lời 20, mình bán một cái sản phẩm lời 200, 300 nghìn, sau đó là lời 2, 3 triệu. Tại sao không? Và đó là affiliate, đó là kinh doanh, đó là special. Những cái điều bí mật trong những cái điều giản dị nhất nhưng mà không ai nhìn nhận ra. Đó lúc mình suy nghĩ trời, xong có những ngày mình kiếm tiền dễ trời, 20-30 triệu. Có những ngày không kiếm ra một đồng nào, nhưng mà có những ngày 20-30 triệu trong một chưa hết nửa ngày nữa. Trời, tiền kiếm vô cùng nhiều luôn. Và chúng ta nhìn nhận, đây là cái vấn đề về quy trình. Còn lại sản phẩm gì, chúng ta cứ làm và chúng ta nâng cấp theo thang giá trị. Có thang giá trị trong tay, cộng với cái tư duy này ấy, mình sẽ tin chắc điều mình sẽ làm trong thời gian tới nó sẽ thành công. Đó là bí mật, đó là bản chất của kinh doanh. Bản chất của kinh doanh như là mà internet nhiều tiền lắm, nên mới nói rằng đấy là làm affiliate, làm kinh doanh trên internet ấy, nó nhàn hơn việc rất là nhiều người ở ngoài kia đang đi làm đúng không, nhặt rác ấy, làm phế liệu ấy. Tuyệt vời lắm. Đó là cái điều mà admin làm cho mọi người dấn sâu mà. Trong nội dung ngày hôm nay cực kỳ nhiều vấn đề. Nãy đã nói là ý tưởng người ta mà bán được thì kết quả của bạn đó là cái sản phẩm vật chất, đúng không? Nó là một dạng sản phẩm số, tức là nó là một cái hình ảnh, nó là một cái content, nó là một cái kết quả, nó là một cái câu chuyện mà chúng ta thể hiện vào trong cộng đồng của chúng ta thành công. Cộng thêm cái module vừa sau admin nói rằng đây là bản chất của kinh doanh này, là cung cấp thứ mà mình có vào nơi có nhu cầu. Và cái mà các bạn có ở đây không phải là nhiều người có. Một là bạn có kiến thức, hai là bạn có câu chuyện của bạn, ba là bạn có kết quả. Và trong Forin có gì? Forin có một cộng đồng, có những cái người, đúng không? Người ta cần điều này lắm. Và hai cái đồng bằng mát với nhau ấy, ví sẽ nhảy số. Đơn giản là như vậy. Ok, bây giờ đến Phượng nhá. Phượng chia sẻ được chưa nhờ em ơi? Dạ được rồi, á rồi. Ok. Em chào mọi người nha. Rồi, do bị tụt view rồi. À, cũng như mọi người biết là em tham gia vào The Dog Ship từ cuối tháng 12 năm ngoái. Có nghĩa là em hoạt động mới cuối tháng 12 năm ngoái thôi. Còn thực chất là em tham gia cũng khá lâu rồi, từ hồi tháng 9 cơ. Tháng 9 hôm qua một anh mà chắc admin cũng biết là anh Kiến Hùng á. Là hồi đó là em đang ở nhà chồng, đang cũng bán tạp hóa. À, anh cũng đi chào hàng vô nhà thì là bạn của với chồng em bây giờ này, thì ấy mới kêu là ở đi làm the rock, kêu vợ là thôi ở nhà đang bầu chăm con nhỏ thì đi làm the rock ship đi. Nhắn tin hỏi tham khảo một vài anh Hùng một vài cái thì anh đưa link the rock ship vào free như này. Thì lúc đấy thì em cũng chưa làm đâu, tại vì mình cũng ít thời gian ấy.
nên là chăm con nhỏ các thứ thì mình cũng để đó mình thì vô tình mình qua được một buổi chung của admin trong cái nhóm member á, thì mình thấy là ở cái này nó hay, chi phí mình cũng không phải là bỏ ra quá nhiều, nên bắt đầu mình lăm le mình làm trong thời kỳ lúc mà trước khi mình tham gallery á, thì mình cũng là sinh viên năm nhất mới lấy chồng thôi. Về nhà chồng thì quán bán quán tạp hóa thì tất cả chi phí phụ thuộc về gia đình chồng. Lúc mà khoảng thời gian mà sinh bé thì mình có vào trong giai đoạn trầm cảm. Cô đang chia sẻ cuộc đời của cô ạ. Tới bây giờ á, tính tới bây giờ là em vẫn còn đang bị trầm cảm và sau sinh nữa mọi người. Bệnh nó bây giờ là mỗi tháng phải đi gặp bác sĩ điều trị tâm lý. Nói chung là khá là ổn em. Em đang ngồi chỗ nào nó khá là ổn. Ồn ạ. Hơi ổn đúng không ạ? Lên cái góc nào là nó đỡ ổn. Thì nó tạo âm rất là nhiều á. Anh em nghe không rõ được. À rồi, để em. Cô Lan thì nào lấy chồng đây? Chị Hằng ơi, hơi ổn. À để thôi, cái bài này rồi đi tắt cho cô. Dạ chị, à mọi người chờ em xíu nha. Hai nha, con đi ngủ đây. Ba mọi người nha. Ơi. Rồi. Mọi người nghe rõ không ạ? Rồi ok, nghe rõ nha. Nghe rõ dạ. Nhưng mà lúc đấy nó rất là ồn luôn. Dạ, tại nhà con bé cháu nó còn thức nên là hơi ồn xíu ạ. Ok. Rồi thì giống như là nếu mà nói về cuộc đời của em thì giống kiểu nó hơi giống kiểu một cuốn tiểu thuyết luôn. Là từ hồi nhỏ là thì em cũng đang theo kiểu bố mẹ cũng bỏ nhau sớm, thì ở với ông bà thì mình cũng buôn bán hàng với ông bà từ bé, làm hoa rồi bán rau, bán đồ ăn sáng, bán quần áo ngoài chợ á. Đến khi mình học đến đại học thì mình lấy chồng thì về nhà chồng là khoảng mình có em bé, có bầu, có bé xong rồi mình ở nhà chồng. Lúc đấy là chi phí phụ thuộc tất cả đều là phụ thuộc vào gia đình chồng hết, thì cái khoảng thời gian đó kiểu mình cũng trầm cảm á mọi người. Sinh xong bé là mình bị trầm cảm sau sinh. Nó rất là nhiều khi mình nghĩ đến nhiều cái nó tiêu cực lắm. Xong rồi một thời gian thì mình quen biết được cái anh cũng đi chào hàng, cũng quen biết admin nè, anh mới kêu là thôi ở nhà thì có thời gian rảnh thì làm dropship đi. Dành thời gian ra làm dropship thì mình cũng xin link vô tham gia từ khoảng tháng 9 năm ngoái. Nhưng mà mình cứ để đấy thôi, tại vì mình cũng chưa tham khảo gì nhiều. Đến cuối tháng 12 này, mình bắt đầu vô tình một buổi Zoom của admin. Thì mình mới thấy cái Zoom đó là hay và rất ý nghĩa luôn, nó truyền động lực cho mình rất là nhiều. Và mình thấy các anh chị kết quả rất là nhiều luôn. Và bắt đầu mới lên live, mình nhắn tin, mình hỏi admin về các kiến thức. Sau đó mình bắt đầu học, mình nhắn tin với admin một thời gian dần, rồi bắt đầu mình học khóa VIP member. Từ VIP member mình học các kiến thức, kiến thức như là marketing, rồi chiến lược làm market play như thế nào, rồi về các lập các trang thương mại điện tử như Shopee, Instagram. Rồi từ một đứa mà kiểu tính mình nó cũng hay bật chợt ấy, nên là hồi đấy là mình cứ kiểu admin cũng hay nhắc là em vô nhóm em học những cái video anh hướng dẫn đi nha. Chắc admin chắc cũng nhắc nhiều, cũng tầm 4 lần đấy. mình chu tâm mình học. Và đến giờ thì mình đồng hành cùng admin chắc cũng được 7 tháng.
Thì cách mà mình thấy khiến những cái mà mình tác tâm thật sự là một thứ là admin rất là truyền huyết cho mình. Giống như mọi người biết là admin cũng là từng là thầy dạy của mình từ hồi cấp 3 khi mà đi thi đại học á. Nên là mình thật sự là rất rất là nể phục luôn. Okay. Và hôm nay thì Phượng có vẻ như nói chuyện nó thoải mái hơn này. Và trong Zoom ấy, là chúng ta cần sự thoải mái như vậy. Chứ không phải màu mè thì chúng ta đừng có màu sắc. Màu sắc là thể hiện cái kỹ năng là chúng ta xử lý. Còn lại khi mà chia sẻ trong Zoom chúng ta cần cái sự thật lòng như thế. Và anh em mình cảm thấy rằng dễ hiểu ạ. Và khi mà chúng ta càng cố gắng tỏ ra là mình chuyên nghiệp ấy, thì chúng ta càng để lộ những sơ hở. Và bí mật Zoom ấy là có sao nói vậy. Ô, còn lại anh muốn giỏi trong Zoom anh cần có nhiều kiến thức. Anh cũng cần nhiều sự trải nghiệm. Thì mặc định anh sẽ giỏi. Còn là chúng ta mà cảm thấy rằng chúng ta cứ muốn cố tình thể hiện sự chuyên nghiệp lên thì nó càng để lộ rất nhiều vấn đề. Đúng không ạ? Và đây không phải thi chắc tay, đây chúng ta không cần phải chuẩn bị nhiều. Chúng ta cần sự chuẩn bị một cái tinh thần. Và mình kể những cái câu chuyện mình và người ta rất là thích nghe. Bí mật trong Zoom, admin đã tham gia, đã mở. Không phải tham gia mà mở Zoom. Đến bây giờ là đếm không biết được bao nhiêu nữa. Anh em mình có thể hình dung là một buổi tối có thể là mở 3 Zoom liên tục cho 3 đối tượng khác nhau. Đúng không? Là đến 2 giờ sáng đó. Số lượng mở Zoom của mình bây giờ đếm không hề nổi nữa luôn mà. Cực kỳ nhiều. Và mình biết tâm lý ở trong cộng đồng khi mà nghe Zoom người ta bị tác động rất là mạnh. Chính bản thân anh em mình cũng bị tác động luôn. Chính bị bản thân anh em mình còn bị cuốn hút. Chính bản thân anh em mình còn bị tạo động lực. Nên là mình phải hiểu cái điều này để mình nhìn nhận, đánh giá đồng đội, đồng chí đồng đội của mình làm, những người đồng hành của mình làm, đồng nghiệp của mình, họ làm. Và mình rút kinh nghiệm và mình cũng như vậy. Tại sao trong Zoom người ta lại thích bạn này hơn, không phải là mình. Đúng không? Thì mình phải thay đổi lại cách chia sẻ. Mình, đấy, những cái câu chuyện chia sẻ như vậy là nó là cái điều mà member người ta cần lắm lắm. Thật sự là người ta cần điều đó. Đúng không? Chứ không phải là người ta cần cái sự mồm về kỹ thuật đâu. Kỹ thuật là sau này. Thật sự. Đấy nên ra là vừa xong là anh em mình nghe cái chia sẻ của Phượng. Cái câu chuyện rất là tuyệt vời đấy. Nhưng mà còn chưa sâu. Nhưng mà cái thể hiện như vậy là ổn. Đối với cái Zoom đầu tiên của Phượng là Phượng không biết nói gì luôn. Kiểu như là không đứng hình ấy. Đúng không? Trên cái Zoom mà 40 mấy người là đứng hình không biết. Hay là 60 mấy người là không biết nói gì luôn. Đúng không? Run đồ các thứ nhưng mà không được gì về Zoom đúng không, cứ thoải mái đó. Thì cái câu chuyện như vậy nó sẽ truyền cảm hứng, truyền động lực cho rất là nhiều người và nhiệt cái câu chuyện đấy của mình để người ta thành công. Thì đó là cái điều tuyệt vời đó. Ok, đó rất là tuyệt vời, cảm ơn Phương vì cái câu chuyện này của em. Và hôm sau kể rõ hơn cái câu chuyện này nữa nhé. Mình tin chắc luôn đấy, ngày mai thôi đây lên Zoom nữa chúng ta chia sẻ lại những câu chuyện của mình vẫn muốn nghe. Tại vì mình chưa hiểu rõ. Câu chuyện này nó giống như là câu chuyện là yêu vậy. Khi mình đã yêu thích cái việc mà Zoom rồi. Dù admin kể một cái câu chuyện đến 100 lần mọi người vẫn muốn nghe. Đó là bí mật. Tại vì sao? Mọi người chưa hiểu được hết cái ông này như thế nào. Và câu chuyện này của Phượng ngày hôm nay kể vài phút, ngày mai kể tiếp. Thì lại thêm những cái chi tiết vào nữa mình lại hiểu rõ hơn. Và mình cảm thấy cái người này nó thú vị. Và câu chuyện, kể cả câu chuyện của Duy nữa. Duy rất là vắn tắt, rất là kiệm lời, không biết nói gì. Nhưng mà mai mình nói thêm những cái chi tiết, mình cảm thấy có động lực. Và ngày hôm nay bạn Huỳnh vừa xong chia sẻ nữa. Chưa bao giờ mình nghe, làm sao mình hiểu được. Đúng không? Và ngày hôm nay mình nghe, mình mới thấu hiểu được. Ở anh em của mình, thật ra là có những người như vậy. Và nghe câu chuyện của Thắng cũng như thế. Đúng không nào? Ngày mai ông Thắng cũng kể chuyện tiếp đó. Vẫn là những câu chuyện đấy nhưng mà mình cảm thấy lúc nào có động lực, mình cảm thấy lên nhóm là mình thấy vui. Đó là lên nhóm là mình cảm thấy là trời ơi xíu là mình muốn là mình làm thức xuyên đêm cũng được. Đó là tinh thần. Đó là Fori. Đó là điều tuyệt vời. Có thể ngày mai Fori không còn nữa nhưng mà cái tinh thần này nó phải giữ còn mãi. Cho tới khi này sau này mình làm những cái khác mình thành công hơn. Đó mới là cái mà chân đái, chân thành. Chứ không phải đơn thuần là làm cái cộng đồng để ra kiếm tiền. Thật sự ngày mai quyết admin phá sản, quyết đào phá sản. Nhưng mà nếu như mà vào Zoom tinh thần vẫn như thế, mình phải xác định với nhau như thế nha.
đấy, và tâm trạng cảm xúc là như vậy. Rất cảm ơn các cái câu chuyện của anh em mình. Ok Hải, bây giờ là chắc vừa mới đi làm về, em bật mic lên nói chuyện nhá. Ok chào anh Nhất nhá. Dạ à, mọi người nghe rõ mà. Ok, tại bên em đang mưa nha. Không không mưa đâu, đây quạt đấy. Nghe tiếng gió à? Gió nha. Ok. Dạ. Yeah. Rồi thì em cũng mới đi làm về, mới tắm xong rồi lên Zoom. Thì công việc của em là em làm công nhân, cũng đi 3K. Đi 3K là theo 6 ca 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 1 ca 2 ca 3. Ca 1 là 6 giờ sáng đến 2 giờ trưa. Ca 2 là 2 giờ đến 10 giờ là hôm nay em đi, là 10 giờ em về. Còn K3 là em đi từ 22 giờ tối là đến 6 giờ sáng. Cho nên là có cái lịch Zoom của AD thì em cũng theo, nhưng mà chỉ nghe được thôi, chứ không có thật sự là tập trung nghe được. Tại nhiều khi em đi làm. Thực sự thì lúc trước thì em cũng có tìm hiểu qua dropship, là cũng có tham gia được nhóm của chị Hảo Phạm. Chị Hảo Phạm làm nhóm, em nhớ lúc đó là làm nhóm dropship túi sách ấy. Rồi em vô đó thì em cũng tham khảo vậy thôi, chứ em cũng để đó. Tại vì đó cũng sao cũng tham khảo chứ không không thực sự tập trung để làm ấy. Rồi trong thời gian đó thì em cũng theo dõi, em cũng xem. Rồi sau này là lúc mới hai tháng trước là em muốn, thật sự em muốn làm, em muốn bán được hàng. Rồi em có nhắn tin với AD là em muốn hỏi khóa học bên AD, tại vì thật sự là lúc mới mục tiêu đầu tiên vô của em là em muốn bán được hàng được lớp ship. Rồi AD cũng cho em mấy cái khóa học. Rồi do là mục tiêu ban đầu em muốn bán hàng, cho nên là em không ngại chuyển khoản ở đây mua khóa học luôn, để làm cho nó nhanh, cho nó bán được hàng nhanh đấy. Rồi vào thì em học rồi được AD cho vào khóa VIP member. Em cũng học trong đó. Rồi khó khăn ban đầu của em thì mới vào thì em học kiến thức em chưa có nhiều, thì AD đưa em vào họ đem special luôn. Rồi lúc đó anh chị trong đó thì kết quả chịu quá, em thấy lan man thời gian đó. Rồi sau tham gia nhiều buổi Zoom của AD thì AD cũng có chia sẻ nhiều là hướng đi của anh em sao á, em cũng nắm bắt được, cho nên em cũng dần đi lại, dần ổn định lại. Rồi thì từ lúc vào Fori thì em cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ của AD, sự là nhiều. Còn hỗ trợ của anh chị em nữa, hướng đi tiếp theo của em á, chắc có lẽ là sắp tới là em sẽ nghỉ công ty, dành thời gian nhiều hơn cho Fori để tiếp tục đồng hành phát triển bản thân luôn. Cái mà hôm là Hải vào đó là Hào vào team digital đúng không? Trong digital có công thức thành công này, có khóa siêu tốc Google này, có hệ thống content này, có làm website này, có Photoshop này, đấy, có marketplace công nghiệp này, có siêu tốc marketplace này, admin, có acti á, đó là những cái khóa học nó khủng khiếp về cái mặt kiến thức. Thật sự là như vậy, tất cả những cái trong đó là bí mật tốt, chứ không có lại rằng quan điểm của học của admin là không có lòng vòng, chỉ rõ luôn là vấn đề. Rất ít khi mà giải thích dài hay là dài để cho nó nguy hiểm, không có. Là vào đấy ông làm đúng như vậy là ông sẽ ra kết quả. Thì cái việc trong thời gian tới đây cố gắng dành thời gian để nghiên cứu học lại một lần, ít nhất là một lần nhanh qua, ghi chép lại và ứng dụng ngay trong cái quá trình kinh doanh. Thì đó là việc của Hải, tại vì Hải tham gia digital team, sau đó được admin đưa thẳng vào trong special để theo. Tại vì trong special là anh em đã được quá trình thực chiến rồi mới đưa vào trong special, và trong special này là anh em mình sẽ được học chuyên hơn là
em đã nói rồi là trong special không đơn thuần chỉ là bán hàng, trong special là đi vào việc phát triển và xây dựng cộng đồng và khai thác cộng đồng. Mà tất cả những cái kiến thức ở trong đây nó không đơn thuần nó chỉ là bán hàng, mà nó đẳng cấp hơn là bán hàng như các cái vừa xong mà mình muốn nói. Và cái câu chuyện của Hải cũng là một cái câu chuyện hay. Và quá trình mà làm việc với Hải thì mình phát hiện ra là Hải là một trong những người là có năng khiếu về content đó, mà có hiểu vấn đề về copywriter. Tại vì mình nói rằng là viết một cái bài viết đi để mình đưa lên kênh đó, thì hôm nay hôm qua là có Minh gửi này, Minh Quang gửi này và Hải gửi đó, và mình cảm thấy rằng cái content của Hải không cần phải sửa chữa nhiều, thì đó là copywriter, nó phải có từng đầu từng đuôi. Nên mình hỏi rằng là em trước đây là có làm cái trình độ gì không, hay là có tham gia cái gì không, học ở đâu, thì em bảo là không có tham gia trong cái gì đó. Nhưng mà nó là tư duy rất là tốt, có nghĩa là trong một cái vấn đề á, mình phải thể hiện ra làm cho người ta hiểu được cái câu chuyện của mình trong cái bài content của mình, chứ không phải là mình viết chữ to chữ nhỏ là chữ to cao chữ thấp, ít nhất là mình phải định dạng nó. Thì đó cũng là cái mặt cơ bản về kết cấu của một cái content, của một cái làm việc. Mà chính cái điều này nó tạo lên cái sự hệ thống của mình. Hệ thống của mình bị lan man hay không là do mình thôi, đúng không? Và mình thể hiện làm sao cho nó thật là mạch lạc. Thì trên cái Shopee, hôm ngoài mình xem cái Shopee của Hải cực kỳ là có tư duy ở trong đấy, có sáng tạo trong đấy, có nghiên cứu trong đó. Nó không phải đơn thuần ai cũng có đâu. Nên mình nói rằng là bạn Hải là một trong những người tiềm năng trong MMO, nếu như mà đầu tư đúng và theo đúng con đường đấy thì sẽ thành công lắm, thật sự. Và nếu như mà và bên cạnh đó là trong cái quá trình được chia sẻ đó thì mình đọc và mình hiểu được member mình hơn. Nên em nói rằng là viết bài đi rồi là để mình đăng. Một là xây dựng thương hiệu, mình có thể lấy bài đó đăng lên trên Facebook cá nhân của mình, lấy bài đó để PR bản thân của mình, tại vì các kênh đó là kênh cộng đồng lớn mà, nên ra là nó có cái giá trị về xây dựng. Và mình thấy rằng đó là chỉ có những người ở trong cái hoàn cảnh giống như của Hải là lấy vợ, đúng không, rồi là vợ sinh đẻ rồi là này kia thì mình mới chịu cày. Và khi mà chỉ có những người chịu cày thì tiền nó mới phát sinh. Còn khi mà anh mình đầy đủ quá, như nói thật luôn, anh mình đầy đủ quá là anh mình cảm thấy rất là bình thường, cuộc sống đối với cái đồng tiền nó rất là bình thường. Khi mà mọi người rơi vào khó khăn, mọi người mới thấy cái giá trị. Và trong Forry này á, là mình không thể nào, đúng không? Biết là tôi là tỷ phú sẵn sàng giúp đỡ anh em mình, nhưng mà không thể giúp đỡ cả đời được. Có cái giúp đỡ kiến thức, giúp đỡ cơ hội, và mình tự tạo ra cái thành công của mình, đó là cái điều tuyệt vời. Nên ở trong Forry em nói rằng dù anh em nào mà không cần anh em nào theo, tôi chỉ cần một số anh em mình hiểu, thật sự là kiếm được chân ái thôi, là 3 người cũng được, 2 người cũng được, 5 người cũng được, 10 người cũng được, thậm chí là 1 người cũng được. Đồng hành với tôi và bạn cũng có thể kiếm được rất là nhiều tiền trên Internet này, chứ không phải là vấn đề về Dropship. Không cần làm Dropship, làm vấn đề khác. Chỉ cần đoàn kết thôi, chỉ cần hiểu thôi, chỉ cần là mình hiểu vấn đề trên Internet này nó là gì thôi, mình hiểu được cái cộng đồng, mình hiểu được tất cả mọi thứ ở trên này, thì thành công là cái điều đương nhiên, không thể nào không thành công được. Và qua cái thể hiện của Hải, mình thấy rằng bạn hiểu em đi. Và chính cái điều đó, khi mà bạn hiểu ấy, thì tôi rất là cảm nhận được điều này ngay. Thật sự, có lẽ đồn một số anh em mình đó là một là nghi ngờ, hai là không tin tưởng, ba nữa là mình cứ đặt ra lật vào, không bao giờ thành công được. Dù có cố gắng cỡ nào cũng không thành công được. Mình hay soi xét lại, không bao giờ thành công, thật sự. Vì bản thân em đã làm được, mà tôi truyền đạt, cố gắng truyền đạt tất cả những cái module, nó gói lại là những cái vấn đề thật sự là như thế. Và hôm nay là tất cả mọi người đều chia sẻ thật sự. Đây là cái điều tuyệt vời trong Forbes. Và đây, chúng ta chỉ cần zoom như thế này, giữ nguyên cái vấn đề này, chia sẻ hàng ngàn lần câu chuyện của mình, thế thôi. Thật sự, cái điều đây là cái điều mà đây là bí mật luôn đó. Kỹ thuật là một cái zoom khác, nhưng mà cái zoom về động lực, chỉ cần chia sẻ câu chuyện của cuộc đời mình hàng ngàn lần, hàng trăm lần, vẫn hay, vẫn tuyệt vời. Và nó là thực tế của mình, cái này mà mình còn không làm được nữa thì sao. Và ngày hôm nay, chỉ có ngày hôm nay thôi là tất cả mọi người đều chia sẻ những cái câu chuyện cực kỳ hay, tôi hiểu hơn với các bạn, đúng không? Và mình càng chia sẻ thì mình càng là nói lên được cái câu chuyện cuộc đời mình, và anh em mình hiểu nhau, mình respect, mọi rất là tôn trọng lẫn nhau. Ai cũng như vậy, nó tạo lên cộng đồng. Không có một cái cộng đồng, không có một
một cái thế lực nào mà có thể dẹp được cái cộng đồng mạnh như thế này, dù chúng ta bán một cái sản phẩm gì đi chăng nữa, một cái sản phẩm bình thường đi chăng nữa, nó cũng trở nên vĩ đại. Tôi tin chắc là như vậy. Và đó là cái team đa cấp và là cái team mà ở ngoài kia mà các bạn lúc nào cũng ngưỡng mộ nó. Căn bản là nó là cái việc là rất là, một là cái thái độ biết ơn, hai nữa là nó có cái khả năng nâng đỡ nhau, nâng bi nhau, đúng không? Nhưng mà trong foreign mình ấy, kiến thức đã đỉnh rồi, hệ thống kênh đã đỉnh rồi, tôi nói thật bên ngoài nó biết gì về digital không? Không bao giờ biết được. Content dày một lớp như thế này, kết quả cực kỳ nhiều luôn. Câu chuyện của Phượng bỉm sữa này, những cái câu chuyện này, những cái vấn đề của Phượng bị trải qua này, vừa sinh viên vừa bỉm sữa vừa có chồng sớm, gia đình thì có rất nhiều vấn đề, rất là nhiều suy tư. Giờ là tiền nong không có, không thể làm tự chủ được bản thân, không thể tự chủ được cái tổng tiền của mình, bị động vào trong cái nhà chồng, bị động trong cuộc sống. Trời, cái câu chuyện đó thật sự luôn đấy, tuyệt vời. Tuyệt vời chứ ạ, đúng không? Ngay kể cả bản thân này, mình kể lại cho người khác nghe, người ta cũng cảm thấy xúc động nữa. Chứ đừng nói là bản thân mình chia sẻ cái câu chuyện của cuộc đời mình. Đó, và ngày hôm nay chúng ta chia sẻ những câu chuyện này, nó là động lực vô cùng. Và chúng ta học gì nữa? Không phải đơn thuần học cái kiến thức, mình học cái cách sống, mình học cái cách nhìn nhận với nhau, mình học cái cách hỗ trợ lẫn nhau. Thì mình bán cái gì cũng được cả, đúng không? Và mình đồng hành để mình bán một cái chung, nó sẽ thành công thôi, đúng không? Và hỗ trợ lẫn nhau, và mình support lẫn nhau, chỉ cần những cái cộng đồng như vậy thôi. Từ người này cái điều mà admin, sau khi mà những cái câu chuyện này kết thúc, không là cái kỹ thuật này kết thúc vậy, là cái điều là chúng ta đã học hỏi lẫn nhau, chia sẻ lẫn nhau, động lực lẫn nhau, đó là cái sự thành công vô cùng lớn này. Đó là điều tuyệt vời. Cảm ơn câu chuyện của Hải, đúng không? Câu chuyện của Hải vẫn chưa kể rõ rất nhiều, còn những cái ở phía sau này, ở phía song sâu đấy nữa, đúng không? Cảm ơn những rồi. Câu chuyện ngày hôm sau thì cố gắng kể kỹ hơn nữa về những cái vấn đề của mình trải qua. Ok, đó là Hải tiếp tục nào, xem còn cái câu chuyện có vấn đề gì, rồi là cảm nhận được cái gì về trong Forey này, cảm nhận được là cái cá nhân mình thật sự là như nào. Cá nhân em thì cảm nhận được mấy ngày qua mấy buổi Zoom 3D trong special á, thật sự là chị nhiệt huyết. Mỗi lần Zoom xong là em cảm thấy là thật sự làm việc bùng nổ luôn á. Làm việc đến sáng là cũng được. Làm việc đến sáng quá hả? Tuyệt vời. Dạ. Tại vì thật sự là thời gian em đi làm á là cũng là một ngày làm 8 tiếng, có khi là tăng ca 12 tiếng luôn. Nhưng mà đi ca vậy á, thời gian không có ổn định. Rồi đi làm về thì thời gian thật sự là em dành em làm việc là cũng nhiều lắm, nhưng mà cái khó khăn em là thời gian em dành ra nhiều nhưng mà thực sự em thấy là nó chưa có hiệu quả. Giờ em đang cố gắng để điều chỉnh lại. Và cái giống như Hải này đó, câu chuyện của Hải và câu chuyện của Thạch nó tương tự nhau, và câu chuyện của Duy tương tự nhau, và cái kết quả của chúng ta sẽ là cái việc mà xây dựng hệ thống kênh, nó là cái câu chuyện lâu dài và nó đòi hỏi nhiều nguồn lực. Mình phải xác định với nhau là như vậy. Nó còn đòi hỏi một yếu tố may mắn nữa. Sau khi mà chúng ta book, sau khi chúng ta bỏ bất cứ tất cả mọi thứ là seeding nhá, phát triển kênh nhá, phát triển content chuẩn, sale nhá, book đơn, book đánh giá, rồi là book team, book follow, rồi là seeding với nhau, keo phễu, xây dựng cái hệ thống keo phễu cho cái kênh đấy, phải làm review cho các cái sản phẩm ở trên đấy, làm một cái hệ quy trình, nó là việc lâu dài. Khi mà làm đến đạt đủ ngưỡng, chúng ta sẽ phát sinh ra một cái sự ổn định. Chúng ta phải xác định với nhau như vậy. Thì xung quanh cái câu chuyện đó, thì khi mà trong cái quá trình chờ cái kênh nó mang tính chất cho viral, nó giống như là một đứa con. Tại vì đây là một doanh nghiệp. Mọi người hình dung nếu như các bạn bỏ tiền ra mở một cái xưởng sản xuất, tạo ra được sản phẩm rồi, bây giờ đến không mang sản phẩm đi vào trong thị trường, thì cái câu chuyện này chúng ta không cần phải tạo ra sản phẩm, mà chúng ta mang cái sản phẩm đi vào thị trường, thì nó cũng đòi hỏi một cái thời gian y như vậy. Nên thành ra là cái câu chuyện là rất là ít người người ta theo được tới cuối cùng, cho tới khi mà nó phát sinh chuyển đổi. Thì lúc đấy mọi người đã bị chết án rồi, tức là dự án không đủ duy trì nữa, mình còn phải đời sống này, mình phải ăn uống này, mình còn phải sinh hoạt này, mình còn có vợ con này, mình cần có tiền.
và chúng ta cần phải lấy ngắn nuôi dài, tức là xung quanh những cái vấn đề đấy có những cái vấn đề ngắn, chúng ta phải bán nhiều thứ, chúng ta phải tập trung vào những cái kênh ngắn hạn như là marketplace, như là bán hàng trên group, bán hàng có cộng tác viên phải hỗ trợ người ta bán được cho mình, hoặc là mình phải kết hợp với những cái kênh mà như là affiliate để kiếm được tiền ngay lập tức. Phải xác định tìm thành máu chiến như vậy thì chúng ta sẽ thành công. Và từ những cái affi, những cái vấn đề nhỏ, chúng ta affi lên những vấn đề lớn hơn và có cái hoài bão mà trong đây Foy có tham giá trị toàn diện, từ quá trình 699k đến 3 triệu, 5 triệu, 10 triệu, thậm chí là xây dựng hệ thống kênh 20-30 triệu, đủ để chúng ta làm việc một cách nhiệt tình và nhận lại kết quả xứng đáng. Và đó là cái mà giờ lời khuyên dành cho những anh em mà đang làm công nhân, đang có thời gian làm giống như Hải và giống như Hạch, giống như là Duy. Không, tại vì sao chúng ta không xác định cái này, chúng ta sẽ ngã ngựa. Việt Minh không bao giờ nói rằng cái điều làm kinh doanh nó là điều dễ dàng, dropship nó điều dễ dàng, hay là xây dựng kênh nó điều dễ dàng, hay là affiliate nó là điều dễ dàng. Nên là chúng ta xác định là chúng ta dành toàn bộ thời gian vào trong mảng MMO thì chúng ta phải xác định mục tiêu rõ ràng trước khi mà chúng ta quyết định nghỉ việc để chúng ta tập trung chuyên sâu vào MMO. Cần phải lấy ngắn nuôi dài, lấy nhu thắng cương. Nhu đây là những cái ngắn hạn, cương đây là những cái dài hạn. Nhu đây là cái việc mà xây dựng cộng đồng, giúp đỡ cộng đồng, chia sẻ cộng đồng và hỗ trợ điều đấy, thì quá trình đó nó sẽ mang lại tương tác, nó mang lại traffic cho kênh và nó mang lại chuyển đổi. Đấy là cái điều tự nhiên, đây là câu chuyện quả trứng con gà và chúng ta phải tập trung. Đó là cái mà điều anh muốn chia sẻ. Và bây giờ là đến câu chuyện của Quang. Bật mic được không em ơi? Quang bật mic được không? Dạ anh nghe em rõ mà anh ơi. Ok, nghe rõ này. Bật mic chia sẻ nào, giới thiệu nào, lần đầu tiên lên Zoom đúng không? Thì hiện tại thì trước khi đến Fori thì em trước làm bên affiliate marketing ấy, thì em làm bên web nước ngoài, nhưng mà tiền kiếm cũng được ít lắm, vậy không đủ để kia em. Với cả em cũng đam mê kiểu là muốn kiếm thêm nhiều tiền ấy, thì em muốn chuyển sang làm dropshipping. Với cả đầu tiên là em giới thiệu là ai hãng này, xong rồi là đang làm nghề này, rồi là bao nhiêu tuổi này. Hiện đang là sinh viên lớp này. Ai từ từ anh tắt mic rồi. Em thì hiện đang là sinh viên năm nhất anh ạ. Rồi. Thì em biết đến Fori thì trước đọc cũng vài blog của chị, như chị Thương đăng lên web ấy, thì em đọc qua thì có cách kiếm tiền mà không cần vốn ấy, thì em cũng lướt qua để xem bán hàng, bài bán hàng trên đấy. Rồi. Thì em còn đăng thử vài bài lên thì cũng chưa được có đơn, thì cũng hỏi qua anh thì nên đăng nhiều bài để ra được đơn hơn. Với cả nên chăm chút cái ảnh với cả tiêu đề của mình. Rồi. Tiếp đó, quá trình mà làm rồi là cảm nhận của em ở trong Fori như thế nào? Thì vào trong Fori thì em học cũng rất nhiều điều liên quan đến kinh doanh, thì cũng liên quan đến với ngành mà em đang học ở trên trường đại học ấy. Thì em học bên em học trường đại học Hải anh ạ, em học bên khối kinh tế cơ, thì liên quan đến mảng xuất nhập khẩu. Trường của Long hả? Học trường của Long à, đúng không? Không hả? Đại học Hải Phòng ở hay ở đâu? Em không phải Hải Phòng ạ. Thì à, cũng có liên quan đến ngành nghề của em anh ạ. Thì em thấy cũng là cũng được. Kết quả vào như thế nào rồi? Thì em ngày thì cũng kiếm cũng khá khá đơn anh ạ, cũng học được thêm vào liên quan đến tí kinh doanh ở bên ngoài nữa, cũng áp dụng được luôn. Với cả học thêm cả cái em thấy tinh thần trình trong đội theo của Fori rồi là kiến thức ở trong Fori như thế nào? Rồi ok em chia sẻ đi. Kiến thức ở Fori thì nó áp dụng được luôn này, bởi nó liên quan kiểu thực chiến ấy. Thì trước em cũng học ở trên mạng nhiều, nhưng mà nó lan man, với cả nó không
thẳng vào chủ đề anh ạ. Thì vào đây thì em học dễ hiểu cũng với cả áp dụng được luôn ạ. Ở trong Fori á có hai bạn, rất nhiều bạn là sinh viên thành công chứ không phải là hai bạn, nhưng mà có hai bạn mà đi theo Fori lâu dài và có vào Đào Hải Long và Đào Thành Trung. Hai bạn đó cũng là sinh viên năm 2 biết admin từ lúc lớp 12 á. Đó, xong rồi khoảng năm 1, xong rồi năm 2 và bây giờ nó tạo ra những cộng đồng, nó làm dịch vụ marketing người ta luôn. Rồi là thủ lĩnh sinh viên kiểu như vậy. Ở trong đại học, một bạn đang học ở Hải Dương, hai thằng ở đều Hà Nội nhưng mà học Hải Dương, một thằng đại học xây dựng ở Hà Nội, một thằng đại học kinh tế ở, không phải, xin lỗi, đại học kinh tế ở Quảng Ninh gần Hải Phòng đó. Thì rất là thành công và đó là cái mà em nên học hỏi. Và cái đây là tại vì như thế này, tại vì hai anh cu đó lại là nó lại đam mê các vấn đề phát triển bản thân nên là đi theo hướng là đi học của thầy Phạm Thành Long rất nhiều, nên là ra đôi khi mà hai anh cu này cũng hơi bị ảo tưởng, hơi ngáo một tí đó, nhưng mà cực kỳ giỏi, thằng hắn là nó rất là giỏi. Nên là ở trong đội nhóm của trong mình là thiếu một hệ thống của, ở trong mình có anh em công nhân, nhân là làm công nhân này, anh em làm văn phòng công chức này, anh em làm bỉm sữa này, gần như là tất cả tầng lớp có sinh viên này. Thì đội sinh viên này anh mong muốn, nếu như mà thực sự mà theo Fori nó là cái ngách sinh viên, là một cái ngách tiềm năng vô cùng. Khi mà anh nói thì hai cô đấy không chịu nghe, thì nhưng mà nó vẫn là được cái kết quả, nó là trong đi tổ team rất giỏi, có thắng biết đệ tử rồi là thắng này, đúng không? Và theo thắng họ thắng rất là nhiều. Nó sợ anh mà đến khi, tại vì lên trên Zoom là anh chửi quá trời luôn, anh chửi thẳng thắn luôn. Mà khi mà làm việc đẹp nhưng mà thực tế mà mình nhìn nhận vấn đề là mình nói thẳng luôn đấy, mình nói thẳng, nó bị chửi ghê quá, nó không dám hỏi luôn, đến nỗi nó không lên dám Zoom hỏi, tại vì nói không nghe. Nhập hàng tào lao đây là làm việc với thắng thôi, tại vì thắng là gần admin quá, thắng lại hiền, nhưng mà thắng lại hiền luôn đấy. Đội sinh viên là tại vì admin làm giả sư lâu rồi mà, nên là khi mà đội đấy nó lệch chuẩn phát là mình báo liền, nó sợ luôn. Sau đó là qua thắng hay tâm sự với thắng, nó lại bảo là phải lính của thắng rồi. Ok, thế là rất là giỏi. Và trong Fori mình nói là hiện tại là cái đội sinh viên này đang yếu dần, thì qua chia sẻ của Quang đúng không, em là Minh Quang đúng không? À, đúng rồi anh ạ. Ok, một đấy là sinh viên là như này, anh nói như này, là một đó là thực tế là nếu như ngày trước anh là sinh viên năm 1 anh chỉ biết đọc sách thôi, thật sự anh cũng chưa có nghĩ là lần làm kinh doanh, tại vì môi trường mà mình không cho phép làm kinh doanh nhiều. Hai nữa là không, lúc đấy không có điều kiện, cũng không đủ độ cáo, cũng không có đủ độ ma mãnh để mình làm, thật sự chỉ biết đọc sách và trau dồi kỹ năng, rồi sau này mình nghĩ rằng mình sẽ làm kinh doanh thế thôi. Thì bây giờ em đã được học đến cái trình độ mà vào trong special, trong đây những cái người giống như là anh gì, anh Huỳnh, như anh Thắng, như chị Chi, thì em phải cảm nhận rằng là em đang có một cái tương lai rất là sáng. Trong đây thì nếu như mà thực sự mà theo Fori mà lâu, đúng không ạ? Và vì cái tính của sinh viên nó là như này, còn cô Nam nữa, cô đang là sinh viên, một đó là tràn đầy năng lượng, có nghĩa là dư thừa năng lượng luôn, và bọn em cứ cảm thấy cái gì hay là bọn em muốn tiếp thu liền, và khó để giữ được cái tinh thần bền, ý chí ở trong sinh viên nó điều quan trọng, nhưng mà bọn em thường như kiểu là dư năng lượng ấy. Nên ra là học và nhảy, cứ cái gì ngon là nhảy theo, đến một lúc nào đó bọn em sẽ bị trả giá. Câu chuyện của cu Long và cu Trung là hai thằng cu đó là thành công đó, cũng có một thằng thất bại ở một cái giai đoạn góc nhìn của admin, nó cũng là một trong special đấy, cũng là digital team đó, tên là admin trên dấu cha dấu tên, không muốn nói tên, thì là lệch chuẩn ngay từ ban đầu luôn, là mới học một xíu thôi. Trong cái quá trình mà anh em đào tạo như này, học như này thì không chịu học, rất nhiều module bỏ qua,
thì đam mê ở việc bán hàng. Mà admin nói rằng rồi là sinh viên đó, đừng có đặt nặng cái mục tiêu bán kiếm tiền lên hàng đầu. Sinh viên, anh biết là nhà bọn em là khó khăn, anh biết là bản thân bọn em khao khát kiếm tiền, anh ngày xưa sinh viên cũng như vậy. Tuy nhiên rằng nó không phải là cái giai đoạn để bọn em kiếm nhiều tiền. Nên vừa sau em mới nói rằng là, admin mới nói rằng là khi mà bạn ở trong cái nhóm special này là hơi bị đỉnh cao đấy, không phải đơn giản, nên ra là đã được hơn cực kỳ nhiều rồi. Bây giờ ấy, bọn nó đang đánh liên quân, bây giờ là bọn nó đang ngủ, còn ngồi ở đây để được học marketing và thực chiến. Những cái điều này nó là mang tính chất hệ thống, mang tính chất nằm ngoài cái phạm vi của sinh viên, tất cả các bộ môn luôn, tại vì nó là cả chấp cả mác luôn, đúng không? Nó còn cao cấp hơn là những cái vấn đề về tổ chức hệ thống luôn. Và em đang ngồi ở đây để được nghe, được chia sẻ thì đấy là điều rất là tuyệt vời. Và có một con cu đó là học chưa tới nơi tới chốn là ra ngoài rất là đam mê. Tháng đầu tiên nó bán hàng, nó kiếm được đâu đó 15-20 triệu thì đấy bán lẻ tiền lời. Rồi admin nói rằng rồi mày sẽ xong. Rồi đến ngay bây giờ nó còn quay lại nói là cho em theo lại. Mà trong khi đó admin nhắn tin suốt, chửi má ơi luôn. Nói rằng là rồi sau này sẽ phải trả giá thôi. Và admin không chấp nhận. Tại vì đam mê cái đồng tiền nó nhanh rồi nó sẽ mất. Bản thân trên cái cộng đồng làm dropship đó, cái sản phẩm nó hot, mình bán được nhiều, nhưng mà khi mà bán được nhiều thì nhiều thằng cũng sẽ cảm thấy hot, chứ không phải riêng một thân bản thân mình. Và khi nhiều thằng cảm thấy hot thì có nhiều đối thủ tạo ra. Khi mà nhiều đối thủ tạo ra thì cạnh tranh càng lớn, cạnh tranh càng lớn thì bán ít lại. Khi mà bán ít lại thì tháng này 20 triệu đấy, nhưng mà tháng sau đúng đi như rằng luôn, tháng sau kiếm được đâu đó 1,5 triệu, 2 triệu rồi đấy. Và sau đó là cầu cứu, đúng không? Sau đó cầu cứu và liên tục, và sau đó là tạo thành phản đồ. Tức là nói rằng là ở trong Fori chẳng có giá trị mẹ gì. Còn là em tham gia nhưng mà em cảm thấy tiếc tiền. Mọi người cảm thấy rằng đấy là đó là cái điều sai lầm. Trong cái thời gian mà chúng ta học cho rồi đang kỹ năng, mà mình là sinh viên, mình còn quá trẻ, tương lai rất là sáng, thật sự là sáng luôn, thì không nghiên cứu mà lúc nào đam mê để bán hàng, mình sẽ bị trả giá trong cái cuộc sống của mình. Và mình nói rồi, những người ấy, ngoài 30 tuổi, người ta sống với nhau bằng kinh nghiệm, chứ không còn sự sáng tạo nữa. Tới khi ở lúc nào chúng ta không muốn học nữa, lúc nào cũng cảm thấy mình giỏi, mình không học nữa, lúc đó mình thất bại, mình không muốn nâng cấp nữa, mình cảm thấy là mình lúc nào, và hôm nay bạn ở trong Quang được ở trong cái nhóm đào tạo á, em đi nói rồi là chúng ta phải khép lại quá khứ rồi, chúng ta không thể ăn mày quá khứ mãi được, kể cả thắng. Quá khứ đó là quá khứ năm ngoái, khi mà dropship ở Việt Nam nó đang chớm nở và mình là những cái cộng đồng đầu tiên, còn lại theo một cái năm này nữa vẫn hình thái cũ, mình chết. Trong khi đó nhân sự nhiều, trong khi đó lực lượng nhiều, cộng đồng nhiều, sản phẩm nhiều, mình chết vẫn chết bình thường, tại vì mình không bị thay đổi, không chịu thay đổi. Và sản phẩm là như vậy. Đấy là cái lời mà anh cân nhắc đối với anh em sinh viên, và cái điều này em học để em nói lại những cái bạn sinh viên sau này. Nếu như mà Fori đánh vào trong cái next sinh viên, thành cần những người thủ lĩnh và ở trong Fori đủ sức để build một người lên trở thành một viral member trong cái vấn đề đó. Đưa một bình sữa lên, đưa sinh viên lên, đưa những cái bạn. Đó là câu chuyện truyền cảm hứng mà. Đủ sức chứ. Hệ thống fanpage, hệ thống group, hệ thống website, mỗi người chỉ cần share một bài thôi là sẽ có một cái hiệu ứng rất là lớn rồi. Thật sự, đúng không nào? Cái network đó là như vậy, nó cái sự support đó là như vậy. Và đó là cái mà anh chia sẻ ban đầu. Không, em sẽ bị đi vào vết xeo đổ đấy. Kiếm tiền thì sướng, nhưng mà không phải lúc nào nó cũng ngon đâu. Đến một lúc nào đó nó sẽ bị mất đi, và chúng ta cái kiến thức còn lại được gì đó là điều quan trọng. Và trong Fori là giữ phát triển bền vững, đúng không? Và Fori thì luôn luôn đi lên, tại vì cái định hướng ngay từ ban đầu nó là một cái quá trình. Còn lại tất cả những sản phẩm hay là cái bên ngoài nó là có thời thôi. Nhưng mà hôm nay vừa xong chia sẻ của anh Huỳnh chẳng hạn, làm rất là nhiều việc, sau đó là vẫn là phát triển bản thân, muốn làm theo cái đam mê của mình. Ở trong đấy rất là nhiều câu chuyện, và em là sinh viên và trong được trong cái đội nhóm này là điều rất là tuyệt vời. Rất khó sau này để có một sinh viên vào trong này
được học từ ban đầu, nên nhớ là điều đấy. Em là thế hệ F1 nên ra là đã được học, sau này sẽ không còn nhiều cái buổi Zoom mà nó mang tính chất sâu lắng như thế này nữa. Và chúng ta F1 sau này ra trường chẳng hạn đi, là chúng ta đã có rất là nhiều năm trong lĩnh vực kinh doanh online và digital marketing rồi, thì vứt cái tấm bằng đại học dẹp đi, vứt ở trong chuồng gà, chúng ta cũng vẫn xin được việc. Mình phải tự tin là như vậy, sinh viên là như thế, có điểm phải đi như vậy, học kỹ năng về sau này thì mình làm mà. Và mình làm chủ bản thân là sướng nhất, chứ không phải làm thuê ra thằng nào. Mình lựa chọn nghề chứ không phải nghề lựa chọn mình nữa, thì đó là cái câu chuyện. Ok, Quang còn muốn chia sẻ gì không nhỉ? Thì đó là những cái lời mà chia sẻ cho Quang. Ok, muốn chia sẻ gì không, định hướng trong thời gian tới là như thế nào? Có bình thích không? Cũng cố gắng học thêm kiến thức ở Fori. Như thế nào nhỉ? Ok, đã chia sẻ một ông rồi. Ok, tắt mic hả? Sao vậy em? Alo. Ok, cái chia sẻ gì không, rồi là có cái cảm nhận gì không về cái tinh thần, rồi là cái mục tiêu trong thời gian tới đó. Thì mục tiêu thì em sẽ cố gắng học thêm kiến thức và cho rồi ở trong Fori Center, với cả em thì cũng bị yếu ở mảng thuyết trình nên cũng muốn được học hỏi thêm các anh chị ạ. Đúng rồi. Được rồi. Ok. Và kể cả ở trong đây chúng ta phải xác định với nhau, không có một làm kinh doanh đã làm chủ hoặc là làm kinh doanh buộc phải học về sale. Rồi sale marketing và sale online, nó là một cái mặt của sale, và trong sale buộc phải đến một lúc nào đó chúng ta vẫn phải tiếp xúc và tiếp cận khách hàng. Chúng ta có bản lĩnh khi mà nói chuyện qua Zoom này thì khi mà chúng ta chốt sale ở ngoài nó nhanh hơn rất là nhiều. Đi thẳng vào vấn đề luôn, không có lan man, đúng không? Không dài dòng, không có để khách hàng làm chủ cuộc chơi, đúng không? Ở trong đây xíu nữa có bảo có thể là bật mic Zoom xíu nữa nhá, có đi cùng này, đúng không? Đi cùng admin chốt sale. Không có lan man, đúng không? Mà không thể nào mà đi theo cuộc chơi của khách được. Mình phải thế, chủ động luôn luôn là thế. Và bản lĩnh trong Zoom là cái điều mà trau dồi kỹ năng nhất, chứ không phải đơn thuần là chúng ta vào trong này Zoom chia sẻ là chia sẻ. Đó là điều đương nhiên. Nhưng mà chúng ta còn học cái kỹ năng thuyết trình, kỹ năng quản trị cảm xúc, kỹ năng xây dựng cái câu chuyện, dẫn dắt câu chuyện như thế nào đấy cho hài hòa, như thế nào đấy cho người khác có động lực. À, mình phải nhấn nhá ở chỗ nào, mình phải thể hiện chỗ nào, mình thể hiện cảm xúc như nào để cho tốt hơn. Và qua những cái buổi Zoom đấy là mình được học có cái bản lĩnh thuyết trình, đó là yếu tố của một người lãnh đạo. Biết thuyết trình đúng không, chưa chắc đã làm lãnh đạo, nhưng mà không có ông lãnh đạo nào là không biết thuyết trình hết. Ông mà không thuyết trình được ông lên lãnh đạo làm gì, ông chỉ tay năm ngón ông cũng nói được đâu mà ông chỉ, đúng không? Không phải nói được, ông mới chỉ được. Đấy là điều đương nhiên, anh em phải lưu ý được đấy nha. Nên ra cái kỹ năng thuyết trình, kỹ năng Zoom ấy, đó là một trong kỹ năng yếu tố của lãnh đạo, buộc phải làm, không thể nào không được, ta phải tập giống như Thắng ấy. Còn cái câu chuyện này là Thắng có thiệt, trước khi mà để Zoom được có thể nói lưu loát và nói rõ ràng như thế này, không bị lặp, không bị nói lắp rồi, không bị nói ngọng, hoặc là không bị nói sai từ ấy, là tập luyện rất là nhiều. Khi mà admin chia sẻ cho Zoom năm ngoái á, là khi mà Thắng vẫn đang thực tập ở trên Gia Lai, ở trên Tây Nguyên á, là buổi tối là phải Zoom, đúng không? Rồi là mình nghe lại xem mình có vừa tai chưa, không là xíu nữa lên Zoom quên, rồi là xíu nữa lên Zoom, đúng không? Và phải tập như vậy đó. Và kỹ năng thuyết trình là kỹ năng của một người lãnh đạo, anh em mình nên nhớ điều này nhá. Cố gắng phải học cái chỗ này tất cả mọi người luôn, sau này chúng ta cũng lên chủ à, ít nhất là chủ một group, đúng không nào? Và đã là chủ group mà ông không lên xuất hiện thì ai nói ông like nghe được, đúng chưa? Đấy thì trong Fori là chúng ta cái này toàn diện luôn. Và khi mà anh em mình phát triển toàn diện như này, chỉ cần một người xây dựng câu chuyện thôi, mà nói gì trong đây có hơn 10 người, 15 người xây dựng câu chuyện,
đó là 15 cái content, đó là 15 cái kết quả. Thì gì? Phát triển cái cộng đồng nó mạnh mẽ cỡ nào, đúng không? Rồi sau đó là gì? Cái điều này nó là cái điều định giá cho cộng đồng. Định giá cho cộng đồng tức là sao? Không phải 5 triệu, 10 triệu. Mà bây giờ muốn vào special, bây giờ mà muốn vào VIP member là ông phải trả 10 triệu, 20 triệu, 50 triệu. Thậm chí là 100 triệu nếu mà tổ chức offline. Đúng không? Chỉ cần 10 người tham gia thôi, 100 cổ thôi, đúng không? Là có 1 tỷ. Mà tôi chỉ đào tạo 10 người đấy thôi. Và câu chuyện này tôi sẽ mời những cái người mà thành công ở con đường online tham gia vào trong này. Đúng không? Hoàn toàn phải sáng tạo, mình mong muốn cái điều này. Thì chúng ta sẽ đạt được, luật hấp dẫn sẽ giúp chúng ta điều này. Đó là chúng ta, đấy là nhìn thấy thực tế thôi. Ngày xưa giống như Thắng này, 699k, 499k thôi. Sau đó định giá team lên 4.999k, có nghĩa là lên 5 triệu đồng. Sau đó là định giá team lên 10 triệu. Sau đó là định giá team lên 15 triệu. Tại sao định giá được đội nhóm? Tại vì kết quả của anh em mình ở trong đó. Và chính câu chuyện của mình là câu chuyện truyền cảm hứng. Chính câu chuyện đấy của mình là mình có được quyền affiliate, và trong đó là mình chỉ cần chia sẻ thôi. Một tất cả mọi thứ đã có affiliate như vậy mới đỉnh cao. Đúng không? Nên chính cái điều này nên tôi mới về làm cộng đồng là vì thế này này. Mình nghĩ rằng đấy là bản thân mình có kỹ năng, bản thân mình có khả năng làm, mình PR cho người khác, mình xây dựng cuộc sống cho người khác. Nhưng mà bây giờ mình, tại sao mình không làm luôn ra một cái team để mình làm affiliate cho mình luôn, mà mình giàu có luôn, và mình giúp đỡ những anh em khác giàu có luôn như vậy luôn, đúng không? Trong khi đó mình bán được, nhưng mà mình lại đi bán cho thằng khác, không bán cho mình. Nghịch lý không ạ? Quá nghịch lý. Đó là lý do tại sao anh Vin triển khai tập trung cái vấn đề này. Đó mà anh em mình như vậy. Và rất là mong muốn anh em mình xây dựng cộng đồng. Và chính bản thân mình có những cái module, chính bản thân anh em mình có những cái câu chuyện, và chính bản thân anh em mình phát triển và thành công đối với ở trong đây luôn. Bây giờ là chưa có ý tưởng gì, nhưng mà sau này bạn sẽ giỏi lên một cái vấn đề gì đó, và chính bạn là người affiliate cho cuộc đời mình luôn, và những người khác sẽ affiliate cho bạn. Đó mới là đỉnh cao. Đó là điều mong muốn thực sự của mình. Ok, Thạch có bật mic chia sẻ được không bạn ơi? Thạch bây giờ đâu rồi? Con la được không? Hay là vợ bắt tắt mic rồi? Đúng rồi. Tôi mới có vợ bây giờ, khổ lắm. Đây là trong này có 3-4 ông là muốn không có vợ này. Tôi biết lắm. Tôi biết thật là mấy ông trong ấy, ít nhất là ông Duy này, ông Hải này, ông Thạch này, ông Bảo này, đúng không? Hối hận có vợ sớm. Là nếu trễ 3 năm thôi là bây giờ là vào trong đây làm luôn, thật sự. Đúng không? Lấy vợ trễ rồi vào trong đây với admin làm luôn. Có nhiều ông máu lắm luôn đấy, ông muốn vào trong đây luôn á. Đúng không? Với có vợ rồi, có con rồi, giờ khổ không? Quá khổ luôn. Thà trễ được, em chờ anh tí nữa để anh thành công hơn một tẹo, đỡ khổ. Đấy, mà anh cũng đỡ khổ thiệt. Nhưng mà ông thành công hơn một tí nữa, ông bỏ bố con nhà người ta quá. Ông giàu quá mà. Đó. Đúng không? Điều đấy điều hiển nhiên rồi. Và đây làm là chắc chắn là thành công nếu mà thật sự. Nhưng mà câu chuyện này nó là câu chuyện thôi. Đó, mình tiếc là tiếc, nhưng mà mình phải đặt cho mình cái hoàn cảnh khổ mình mới làm được như vậy. Chứ bây giờ sướng quá không làm được như vậy đâu. Đấy. À. Vậy hả? Thế là chính là tính bỏ lấy này chưa? Nói đâu có sai đâu, đấy chưa? Thấy không? Em nói đâu có sai được gì đâu. Em nói là chuẩn lắm. Tôi đọc vị đâu cũng được mà. Trong lý ở trong cộng đồng này biết sao mình đọc được vị luôn đấy. Thạch bật mic được không ạ? Phương Đông ơi, online không? Chia sẻ nào, bật mic nào. Phương Đông này. Ok. Hello. À, mọi người nghe rõ không? Nói nha. Hello. Ok, nghe rõ nha. Rồi. Thì
Mình giới thiệu. Chào admin, chào bạn Nguyễn Thắng và chào tất cả các bạn. Thì cũng như tất cả các bạn làm văn phòng khác thì năm 2020 á, thì tình hình dịch bệnh ảnh hưởng đến nền kinh tế, cũng thì có một số công ty á, thì cũng tạm dừng hoạt động, và cũng bên công ty mình á, thì cũng có cho một số nhân viên nghỉ. Thì mình cũng có là suy nghĩ rằng á, là nếu mà mình sau này mà mình nghỉ ở công ty á, thì mình sẽ làm công việc gì. Thì mình cũng có online trên mạng, dạo quanh trên Facebook cũng như là trên những diễn đàn, những cái group. Thì mình thấy cái group của bạn Nguyễn Thắng á, thì cũng có đăng tuyển drop ship. Thì mình cũng tò mò, mình thấy á, là kinh doanh mà không cần bỏ vốn thì là sao. Thì mình cũng tiếp tục là mình vào nhóm. Thì vào nhóm thì bạn Nguyễn Thắng cũng hướng dẫn bên mình, thì kinh doanh thì bên Facebook thì điều đầu tiên thì mọi người phải điều chỉnh Facebook của bên mình á, là đại để hình đại diện của chính của bản thân mình ha. Tại vì ngày xưa thì mình làm Facebook thì mình ít có để hình đại diện lắm, mình chỉ đại diện như là cây cỏ thôi à. Rồi sau đó rồi tập bán hàng, thì bán hàng thì đăng lên thì cũng lúc đầu thì cũng chưa ra đơn. Thì sau đó thì có những cái buổi Zoom thì mình cũng tiếp cận được và mình làm theo, thì có kết quả thì cũng ra đơn. Cho đến vào khoảng tháng 3 năm 2021 thì mình có tham gia bên bạn Thắng cũng có giới thiệu cho bên mình á, là phát triển về những kỹ năng. Nếu mà mình đăng Facebook không thì nó chỉ là những cái kênh marketing như là kênh sở tốt, thì nó chỉ là tính chất tạm thời thôi. Nếu mà mình muốn xây dựng dài hạn thì mình phải phát triển thêm những cái kênh khác. Thì mình được vào nhóm VIP thời trang. Thì trong nhóm VIP thời trang thì mình cũng được học hỏi được những cái kinh nghiệm như là mình làm fanpage, đăng marketplace, thì làm sao chuẩn sale. Và đến qua những buổi Zoom thì admin cũng có nói là giới thiệu, nếu mà mọi người chưa tham gia khóa học công thức thành công thì nên tham gia. Thì mình cũng quyết định tham gia. Thì trong công thức thành công đó thì nó tóm gọn tất cả những gì mà chúng ta cần phải học. Và vào trong Fori thì mình cũng được biết thêm những cái lập thêm những cái shop thương mại điện tử như là Shopee và làm website. Cảm ơn admin đã tạo điều kiện cho mình học hỏi. Cái tinh thần ở trong Fori cảm nhận như thế nào? Thì trong Fori mình lúc nào thì cũng sôi động. Quan trọng là những cái buổi Zoom thì admin luôn truyền cảm hứng luôn truyền cảm hứng và truyền năng lượng, động lực để mình làm công việc. Thì hiện tại là Đông đang làm cái vấn đề gì nhỉ? Đang nhân viên văn phòng như thế nào, có thể nói rõ hơn về công việc của mình không nhỉ?
cho em hiểu hơn. À, hiện tại thì mình cũng làm công việc nhân viên văn phòng ở công ty nước ngoài. Thì ngoài thời gian làm việc thì mình có buổi tối, chỉ có buổi tối là mình rảnh vào buổi tối. Thì cái vấn đề về nói chuyện của Đông là mình cần phải tập nhiều đấy, mình cần phải học, mình phải lên Zoom nhiều, mình chia sẻ nhiều. Và không biết là Pin có nhìn sai không, nhưng mà cái góc độ những người mà giống như Đông ấy là nó thiên về phần kỹ thuật, nó nên thiên về phần kỹ thuật, và mình Zoom những vấn đề về kỹ thuật nó sẽ tốt. Đấy, còn lại cái vấn đề mà về cái câu chuyện đấy là chưa chắc nó là tốt, nên là mình phải học cái vấn đề để chia sẻ nhiều, rồi là cố gắng lên để mình không có một buộc trong kinh doanh, buộc mình phải học sale, và mình buộc phải học cách nói chuyện. Do vậy có rất nhiều sách về nói chuyện, và mình cần phải tập luyện nhiều, rèn luyện nhiều trong cái quá trình mình trao đổi với đồng nghiệp, đồng sự, rồi là trong cộng đồng. Đặc biệt trong Fori là một trong những cái môi trường mà chúng ta có thể rèn luyện cái kỹ năng nói chuyện, kỹ năng chia sẻ, kỹ năng cái vấn đề chia sẻ những cái vấn đề liên quan đến cái khả năng ngôn ngữ và giao tiếp. Và như kiểu Đông này, anh em mình có thể nghe thấy là cái chia sẻ nó không được tự nhiên, và nó hay bị ngắt đoạn, đúng không? Mà đây là thể hiện chúng ta gần như là trong cái môi trường cũng ít có sự giao tiếp vậy á, đúng không? Hoặc là chúng ta là người có cái tính cách này đấy. Tuy nhiên rằng là trong program mà chúng ta cần chia sẻ những cái điều là điều đương nhiên, những cái kiến thức của mình, những cái câu chuyện mình, những kết quả của mình, đó là để làm cho em mình có cái động lực hơn. Thì cái chỗ này là admin chia sẻ rồi là góp ý thế, và hôm sau này tiếp tục mình có những cái buổi Zoom như thế này để mình lên mình chia sẻ thêm. Là mình có cái câu chuyện chuẩn bị và mình tập nhiều như Thắng ấy. Như Thắng cũng vậy, lắp bắp, rồi là mình cũng cũng có những cái không hay. Nói chung là tôi không ai ngay ngay đầu, kể cả em về cái giọng của mình, nhưng mà cái giọng miền Nam là một lợi thế đối với Đông, rất là dễ nghe, nó rất là dễ nghe, nó rất là dễ cuốn ở trong cái người miền Nam, nó luôn có một cái lợi thế thật sự. Đó, giống như Hải chẳng hạn, giọng rất là dễ nghe, rất là dễ cuốn, và giọng miền Nam rất là bị cuốn đó. Đặc biệt mà giọng này mà tập luyện rồi là mình chuẩn bị một cái khung cảnh một tí nữa thì nhiều em cũng chết đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Nên ra là mình luôn luôn có một cái lợi thế, đúng không? Chứ không phải cứ là phải này kia, đúng không? Trong Zoom nhiều khi cái mình cũng có nhiều cái hài hước nữa, rồi là mình cũng phải có cái câu chuyện lồng ghép vào trong cái quá trình mà mình Zoom đấy để nó phát triển hơn. Thì qua đây là anh em cũng học nhau, rồi là cách nói chuyện, rồi là cách chia sẻ như thế nào đấy nhá. Thì đây là cái điều tuyệt vời. Ok, Hoàng Vũ này, bây giờ mới thấy mặt đấy, không biết là bật mic được không anh? Ok, cảm ơn Đông đã chia sẻ cái câu chuyện như vậy thì ổn. Đối với Đông thì mình cũng không có gì bàn cãi nhiều, vì kỹ thuật tốt đó. Sau này có những cái buổi Zoom về kỹ thuật thì mình sẽ chia sẻ, còn mình học lại như về cái cách nói chuyện một tí, không có bị ngắt đoạn nữa thì sẽ ổn. Đấy, thì cố gắng lên, mạnh dạn lên thì sẽ thành công thôi, đúng không? Trong career hôm nay là nghe hết, đúng không ạ? Buộc phải như vậy. Đấy, Hoàng Vũ bật mic được không nhỉ? Hoàng HM này bật mic nói chuyện em ơi. Đó, ok, được rồi. Hoàng Dung này, Hoàng Dung bật mic nói chuyện được không? Không bật mic được à? Tiếp theo.
đâu rồi bạn nào, Hoàng Dung không bật mic rồi, mở test mic mà không lên, xem lại cái mic nào ấy rồi, nào Vũ Hoàng này, Hoàng ơi. Bảo bật mic nói chuyện được không trong cái thời gian mà Hoàng test này, mic không bật. Hôm nay là ai cũng lên nói chuyện đúng không ạ, có cái câu chuyện rất là nhiều, câu chuyện hay, rất là nhiều cái câu chuyện mà thú vị luôn nha. Đó. Hello. Ok. Nghe không anh? Nghe nha, rõ đấy. Hôm nay ở nhà cho nên gọi mà bảo cũng lên chia sẻ nhưng mà không lên được. Ok, nghe nhá. Hello, chào mọi người nha. Mình là Thái Bảo. Và kem của Paris cũng được 6-7 tháng rồi. Mình ở Ninh Thuận luôn. Thì gặp anh Quynh cũng có một cái dịp rất là có duyên. Khi mà hồi đó mình làm bên tài chính. Rồi anh Quynh mở cái shop, thì shop phụ kiện điện thoại á. Với lại bán điện thoại thì mình có lên đó mình làm hợp đồng. Thì cũng gặp học viên thì cũng có nói chuyện một thời gian, rồi sau này mình mới không còn làm tài chính nữa thì mới gặp admin để bàn về cái vấn đề marketing. Thì gặp một thời gian nói chuyện, sau này mình lại thích cái ngày đó thì mình mới liên hệ admin để nói chuyện và theo học cái marketing này. Khi mà tham gia cái lúc đầu đó, mình cũng không biết gì về marketing hết á. Dạo bạn mình học một thời gian mình bắt đầu buôn bán rồi tiếp xúc với lại môi trường về online rất là nhiều. Một thời gian đầu thì chủ yếu là học tập thôi chứ cũng không có bán gì nhiều. Rồi sau này mình cũng có những cái đơn hàng đầu tiên rồi biết thêm về rất là nhiều. Trên online như là xây dựng bay rồi xây dựng Shopee, xây dựng xuyên đỏ, làm website các thứ. Rồi bắt đầu sau này mình mới tìm hiểu sâu về mấy vấn đề về bút đơn hoặc là chạy ad Facebook, thì mấy vấn đề đó đều học được mình hết. Cái thời điểm bây giờ thì ban ngày thì mình làm ở văn phòng Forex luôn. Buổi tối cũng vậy, buổi tối có hợp thì ngồi làm với admin được tới 12 giờ, 1 giờ. Thì mấy ngày lại hôm nay mệt quá, ở nhà luôn, cho nên mới lên online để chia sẻ với mọi người. Chứ mấy hôm mà ngồi tại văn phòng thì không chia sẻ được. Cùng một mic nó bị rì lắm. Đấy. Ở nhà mà giờ này ở nhà thôi, mình giờ này đang cứ ngồi nói chuyện nè, không ở trong nhà nói chuyện được. Tại vì con nhỏ bảo là có con nhỏ trong cái mọi người ở trong đây á, thì qua cái team special 2 này thì theo mình nghĩ thì chắc hồi nãy mình cũng có nói là về vấn đề mà xây dựng hệ thống kênh cho riêng mình, hệ thống dropship cho riêng mình á, thì nãy mình có chia sẻ vấn đề đó không mình ha? Có nói cho nhóm special thôi. À thì mà theo mình nghĩ thì mọi người nên cố gắng rồi xây dựng một cái hệ thống kênh để góp ship cho riêng mình để phát triển hơn. Thì lúc đầu tiên như vậy, lúc đó thì admin sẽ hỗ trợ mình số một mình để xây dựng thêm. Như vậy thì mình mới có cái động lực để mình làm mạnh hơn nữa. Hiện tại thì mình cũng đang
xây dựng cũng một cái team, xây dựng cũng trước cũng 3-4 tháng rồi mà không có cái khả năng với lại cái điều kiện hợp lý để mình dùng buổi tối. Cách sắp tới thì cũng mình mua thêm một số cái đèn với lại đèn thêm đèn lên để mình bắt đầu mình zoom bên cái team của mình. Cái team của mình hiện tại thì có 2 group cũng được gần 800 người mà bữa giờ bỏ lâu quá. Lúc đó mình kéo phễu được thì mình bắt đầu mình xây dựng đội cộng tác viên thể lớn. Thì nguồn hàng thì tất nhiên là phải lấy từ bên cửa hàng nguyên rồi. Một số cách tới thì mình sẽ làm mạnh về ngành thời trang, phát trang với lại thời trang cao cấp trước. Theo vào đó thì mình sẽ bán thêm là làm mạnh bán cái auto market play mới của admin mới vừa đưa lên trên hệ thống mình. Cái market play, auto market play đó thấy rất là ổn luôn. Admin có hỗ trợ thêm Brosi trong cái auto đó nữa, cho nên mình nghĩ là tỷ lệ xuất hồi nó sẽ thấp hơn. Thêm một cái nữa là mình sẽ làm mạnh theo phần TikTok nữa. TikTok thì thấy giờ nó rất là đang hot và Quyên cũng có hướng tới vấn đề đó. Bây giờ Quyên làm một cái kênh chia sẻ về dropship thì mình cũng nghĩ là mọi người nên làm một kênh như vậy và tăng cũng có mình nghĩ là drop đó là tăng view cho mấy chú. Cái mic ghé sát lại nói thì nó rõ hơn cho bảo này. Bảo là một trong những member mà thực tế là làm việc với admin luôn ở trong văn phòng với admin, được kèm trực tiếp với admin. Tuy nhiên rằng đối với góc độ như này này, cái góc độ của bảo là trong thời gian tới là phải có văn phòng, có một văn phòng riêng luôn, phòng đẹp luôn, làm văn phòng trực tiếp của Foreign Digital á. Đó thì trong thời gian tới đây mình cần sắp xếp thời gian và có thời gian dùng. Và đã theo học như thế này thì phải có đặt cái mục tiêu cao hơn những anh em ở online. Tại vì những anh em online là anh em mình đã không có tập trung nhiều, mà người ta lại có những kết quả rất là lớn. Nên ra là anh em mình học với lại thì chúng ta phải thể hiện cái tinh thần mình là những người đi trước để hỗ trợ lại anh em lại. Thì đó là cái mà chia sẻ đối với Bảo. Và anh em cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi, rất là nhiều định hướng, rất là nhiều kế hoạch. Đó, và bây giờ là chỉ có vấn đề là làm thôi và cố gắng trong thời gian tới là mình sắp xếp lại được cái công việc, sắp xếp lại thời gian, sắp xếp lại cái quy trình làm việc của mình để cho nó tốt hơn. Và hiện tại Bảo đang là đội trưởng trong cái nhóm bút đơn, có Đông này, có Hải Thanh này, đó, và có chị Ngọc tham gia. Thì đấy là team bút đơn là Bảo là đang phụ trách, anh em mình đang bút đơn này là liên quan đến Bảo hết đó, và phải chạy quảng cáo đúng không ạ? Gọi là mình trực tiếp dạy quảng cáo, chạy quảng cáo thì cũng có kết quả, cũng có rất là nhiều shop và spa thuê chạy quảng cáo đấy, cũng là cái người lên làm được đấy. Cơ bản chạy quảng cáo thì nó đơn giản, không khó, nhưng mà cái sâu á thì chạy quảng cáo cho tới khi mà mình có thể là làm được nhiều điều với quảng cáo là nó khó. Đấy, thì trong thời gian tới là vận hành lại cái blog trong, và trong thời gian tới đây thì đã là special 2.0 rồi, là cái vấn đề về blog cần phải chú trọng thật sự luôn. Cái blog kiếm được tiền rất là khủng khiếp đó, và nếu như mà xíu nữa Thắng có thể chia sẻ thì chia sẻ những cái kiến thức về blog rất là hay đúng không ạ? Kiếm tiền bằng blog nó thực tế, là việc đó là việc building thương hiệu luôn đó. Là cái blog của mình nó là cái thương hiệu cá nhân mà làm cho cái bản thân mình uy tín hơn đó, và cái hệ thống content đấy là những cái content mang tính chất chuyển đổi thực tế, nó sẽ tạo ra được rất là nhiều chuyển đổi đó.
và Thắng đã kiếm rất nhiều tiền với blog rồi, và trong thời gian tới đây thì Bảo cũng cố gắng tập trung vào chỗ đấy. Đấy là cái chia sẻ của anh. Ok, Eli nghĩ bật mic được không nhỉ? Ok. Ok. Bảo còn muốn chia sẻ gì nữa không? Ok. Ok, tuyệt vời. Bảo còn muốn chia sẻ thêm gì không? Ok, vậy thì đến Eli nhá. Và trong Sài Gòn thì là dịch bệnh đúng không nào? Và bây giờ là không có cái gì tuyệt vời hơn là việc cùng máy tính mà mình làm MMO đâu. Rồi ok, mọi người chờ, có nghe rõ mình nói không ạ? À? Alo? Ok, nghe rõ nha. Ờ, tại vì đang ở trong phòng thành ra là cũng không nói lớn được, cho nên không biết là mọi người nghe rõ hay không. Thì đầu tiên là chào admin và mọi người ha. Mình hôm nay là mình sẽ xin chia sẻ về câu chuyện của mình đến với Fori. Thì thật ra là mình cũng tham gia Fori từ lâu rồi, có thể là từ chắc khoảng được hơn một năm rồi ha, từ tháng tháng 5 năm 2020 tới bây giờ là chắc cũng hơn năm rồi. Thì mình đến có với Fori offline với admin ở Sài Gòn hai lần, có gặp admin được hai lần. Mình tham gia là qua cái link group của bên Fori mình trên Facebook, và thật sự là mình cũng không có nhớ được là qua cái group nào nữa, tại vì cái thời điểm đó là Fori rải link rất là nhiều. Và thật lòng là lúc đầu mình tới á, là mình cũng không suy nghĩ là mình làm rớt đâu, nhưng mà chỉ thấy chia sẻ là những cái bài đó là kinh doanh không cần vốn, thì lúc đó mình có một cái suy nghĩ nó hơi hơi vui một tí xíu là hơi kệ, mình cứ vô thử xem, nếu như mà làm không được thì cũng coi như là mình mua sản phẩm với giá rẻ. Tại vì lúc đó là mình nhớ là hồi đó là hình như mình có 7 khách hàng hay là 9 khách hàng gì đó, mà đặc biệt thì cảm thấy là có nhiều cách mình có thể mình sử dụng sản phẩm được, cho nên cứ vào với mục đích là mình tham khảo sản phẩm thôi, với lại có mua xài thôi, chứ cũng chưa nghĩ là làm lớp gì hết. Tại vì Thảo kinh doanh thì trước giờ là theo cái hướng truyền thống là nhiều, làm công ty cũng là công ty theo kinh doanh truyền thống, còn ở nhà kinh doanh cũng như vậy luôn. Online thì mình bắt đầu làm từ chắc khoảng tháng 12 năm 2019. Lúc đó mới bắt đầu làm thì thật sự là không biết gì hết, chỉ nghĩ là bán trên Shopee thôi. Và mình bắt đầu xây dựng là trên Shopee trước, bắt đầu thời điểm đó là bắt tay vô làm rồi. Đơn hàng đầu tiên còn không biết xác nhận đơn như thế nào nữa mà, và không biết theo dõi là có đơn hàng mới ra sao nữa. Thì cũng may mắn là những cái đơn đó thì khách hàng họ cũng đồng ý đặt lại cho mình, chứ mình bị hủy đơn nhiều lắm, thời gian đầu quá bị tạ nhiều lắm. Rồi sau đó khi mà bắt tay vô Fori thì mình không hiểu gì hết. Mà phải nói là thời điểm đầu á, là anh chị em cho Fori chia sẻ kiến thức rất là nhiệt tình, kinh nghiệm, rồi những cái bài mà kết quả mà review về việc làm được trên Fori á, là mình có cái động lực rất là nhiều luôn. Thì mình mới nhắn tin cho Hảo, Thắng, thì được hai bạn hỗ trợ nhiều lắm. Thì lúc đó mình có động lực để mình làm hơn. Thì Thảo học là phải nói là học Fori là Thảo học từ cơ bản luôn á, là từ cái khóa VIP member hồi đó là nền tảng từ công thức thành công đi lên. Và nếu như mà mọi người chưa có học cái khóa đó thì Thảo nghĩ là nếu như các bạn có thời gian á, và nên học đi, thì cái khóa đó là nó coi như cái khóa nền tảng luôn. Tại vì Fori sau này phát triển theo cái hướng VIP thời trang á, các bạn tới là các bạn được gọi là các bạn admin đã chắt lọc ra những cái kiến thức tinh hoa nhất để cho các bạn làm để thật ra cái kết thực tiễn rồi. Nhưng mà về cái nền tảng á, thì có thể một số bạn sẽ có, còn một số bạn là còn hơi mà chưa có được vững về cái nền lắm á, thì mình nên học. Tại vì trong cái khóa đó là mình sẽ được gọi là tổng quan về bên digital marketing luôn. Mình sẽ hình dung được là hệ thống kênh là như thế nào, và cần phải xây dựng cái gì đầu tiên. Cái cơ bản nhất là Facebook cá nhân, là cái thương hiệu, rồi tới cái fanpage hay cái group, rồi tới cái nâng cao hơn như là tạo website, những cái web miễn phí như thế nào, rồi blog ra sao, là nó có vậy hết. Thì nếu như mà mình xác định là mình làm nghiêm túc á, thì mình nên có một cái kiến thức nền, chứ mình học mà ăn sỏi không á, thì nó sẽ không được có kết quả dài lâu. Thì theo cái nhận định của Thảo là vậy. Thì thật sự là tham gia thợ Fori thì lâu, nhưng mà do Thảo chưa có tập trung về bên Fori nhiều lắm là do mình có công việc cá nhân khá là nhiều. Tại vì mình còn kinh doanh riêng, rồi mình có công ty nữa, thành ra là không có dành thời gian cho Fori nhiều. Nhưng mà mình luôn theo dõi từng bước chân của Fori,
với lại mình cũng tin tưởng và cũng cảm ơn admin với lại Thắng, Hảo và các bạn cho Forex rất là nhiều. Tại vì đối với Thảo, admin là thầy, chia sẻ kiến thức Thắng, Hảo, chị Chi. Còn mỗi bạn trong Forex đều có một cái, Thảo cảm thấy là mỗi người trong Forex đều là một nhân tài hết á. Có thể là không giỏi hết toàn bộ nhưng mà mỗi người đều có một điểm mạnh riêng. Cho nên khi mà anh chị em chúng ta tập trung được thành một cái group á, để mà chia sẻ những kiến thức cho nhau á, thì thật sự điều đó rất là tốt. Tại vì không ai mà giỏi toàn bộ được hết trơn á, khi mà mình tạo thành một cộng đồng mình mới đi xa được. Đó là theo quan điểm của Thảo là vậy. Nói là thành quả bên Fori á, thì không nhiều như mấy bạn tập trung làm đâu. Nhưng mà hệ thống kênh thì mình cũng hiểu được hết, và mình cũng có đơn điều tất cả các kênh hết rồi. Chỉ có điều là mình chưa có dành thời gian thật sự vô để mà mình bắt tay mình làm thôi. Và admin cũng nhắc nhở Thảo nhiều lần rồi, nhưng mà đúng là mình biết cái chuyện đó là mình chuyện mình cần cải thiện, mà mình sẽ dành thời gian nhiều hơn trong tương lai để mình tập trung làm. Tại vì mình biết cái đó là cái mỏ vàng mà mình làm là mình sẽ có tiền. Nhưng mà admin nói hoài là biết làm là sẽ được, nhưng mà tại sao không làm? Đó. Các bạn để ý kỹ thì admin sẽ nói nhiều câu nó mang tính chất động lực dữ lắm. Còn gì nữa, anh có hay có một vấn đề là nhá, đang nói chuyện xong lại dừng lại, không tự là cho anh mình đang nói chuyện đang nghe hay, không biết là hiểu tại sao tự nhiên dừng lại, đang hơi mic hỏng nhưng mà chắc chắn là không, anh em mình đang bị cụt ý đúng không, nên là phải nói chậm rãi lại một tí nha, rồi là có logic lại nữa. Bây giờ biết như thế này, biết như giống Eddie này là có người khả năng nói chuyện và nói nhanh đấy, và muốn fix cái lỗ này mình sẽ thiếu cái tương tác đúng không, và trong cái quá trình mà admin hay nói là khi mà admin mà bí á, hoặc là đang mà không mất tập trung trong cái quá trình mình nói chuyện, mình sẽ hỏi ngược lại trong đội nhóm mình luôn và để hỏi đúng không, hay là mình có sự giao lưu vào trong đội nhóm một tí thì đó là điều tuyệt vời đúng không. Ví dụ như là hay đặt một cái câu hỏi nào đấy, hay là tiếp tục có những cái vạch đầu dòng ra nữa, là ví dụ như là triển khai theo là cái hướng là như này, đầu tiên là cái quá trình của mình là ai đúng không, rồi là quá trình mà mình biết đến Fori đó, ok rất là tuyệt vời, hay là các cái kiến thức ở trong Fori hướng dẫn, ba là cái kết quả từ cái việc mà ứng dụng cái kiến thức đó, bốn là những cái câu chuyện mà mình nhìn thấy rằng khi mà cái lợi ích chẳng hạn, hoặc là những cái mà điều mà mình được nhìn nhận tốt nhất ở trong Fori, rồi tinh thần ở trong Fori, kiến thức trong Fori, thái độ ở trong Fori, và đội nhóm ở trong Fori. Đó, và cơ hội từ trong Fori có rất là nhiều thứ để mình triển khai, và anh em mình học cái chỗ này và ghi chép lại để mình có thể triển khai ý. Tôi biết rằng là đối với Ellie còn nhiều điều có thể nói chuyện nữa này. Ok, tiếp tục nào. Rồi. Thật sự đúng là Thảo có nhiều chuyện để chia sẻ lắm, nhưng mà cũng hơi bất ngờ. Thật ra là chưa có gạch đầu dòng những cái ý có thể nói như admin. Thì nói chung á, là mình theo Fori từ thời điểm ban đầu luôn, cho nên mình biết được á, là Fori rất là nhiều cơ hội để kiếm tiền. Dropship là cái gọi là cái căn bản mà cái dễ dàng nhất để các bạn kiếm ra cái đồng tiền ngay, để mình có cái động lực với lại cái nguồn vốn để mình thực hiện những cái khác tiếp. Fori cung cấp thêm cái kiến thức, để ví dụ như bạn giỏi về bên phần thương mại điện tử rồi, nhưng mà bạn muốn học về bên Facebook Marketing hay là bên Social Network gì đó, thì Fori đều có hết. Họ sẽ cung cấp cho bạn kiến thức, không những bạn được học mà mình còn có thể affiliate trên những cái khóa học đó nữa. Rồi hiện tại là Fori còn mở thêm những cái cách dịch vụ nhận bút đơn về Shopee hay là chạy ad Facebook gì đó, là đó cảm thấy là coi như là bao gồm hết tất cả rồi. Tóm lại là mình có thể kiếm tiền bằng rất là nhiều cái hình thức, và những hình thức này phải khẳng định là nó sạch, chứ nó không phải là những cái nó không được trong sạch đâu ha. Nó mà nó nhiều chiêu trò đúng không? Đúng rồi. Là sử dụng chiêu trò. Đôi khi nhiều người nghe nói là kiếm tiền dễ quá thì nghĩ là cái này có phải là đàng hoàng không, hay là có hình cái gì mà mờ ám ở đây không, thì thật sự khẳng định là nó là dễ, nhưng mà dễ là bạn phải làm, chứ không phải là dễ rồi bạn để đó là tự nhiên mà sẽ có tiền. Cái chuyện đó là chuyện không có Fori rồi. Nói chung là muốn ăn thì phải tự làm, học rồi làm mà thôi. Thì tình hình hiện nay là Thảo ở Sài Gòn, cho nên
mọi việc thì nó cũng tương đối là khó khăn về phần ship này kia nọ một chút xíu. Tuy là Sài Gòn cho shipper giao hàng nhưng mà tình hình dịch cũng khá là ảnh hưởng á, là tại vì mọi người không buôn bán được thì họ cũng dè chừng trong kinh trong việc chi tiêu dữ lắm. Cho nên cũng hơi khó khăn, thì thời gian này là mình xác định là mình sẽ dành thời gian để mình học kiến thức với lại mình củng cố với lại hoàn thiện những cái mình đã làm. Như là hồi trước mình đã làm kênh rồi nhưng mà mình chưa có hoàn thiện, mình chưa up content lên được. Thì bây giờ thời gian này mình dành để mình hoàn thiện nó, thì sau khi mà hết dịch rồi thì coi như là mình đã xây được một cái nền móng vững, một cái nhà cũng gọi là tương đối rồi. Thì lúc đó mình phát triển nó sẽ dễ hơn là mình dành cái thời gian này. Ví dụ như không làm được gì hết thì hãy tìm cách để mình làm cái gì đó nó có ích. Đó là theo quan điểm của Thảo là vậy. Với lại có một cái mà Thảo cũng muốn chia sẻ với admin á, là có thể là do mình chưa đủ tầm hay như thế nào ha, nhưng mà Fori Thảo cảm thấy phát triển rất là nhanh. Thì nhiều khi mà vô không theo dõi Fori một thời gian á, hoặc là không theo dõi những đoạn chat của mọi người là coi như là mình bị bỏ xa luôn, mình không hiểu là mọi người đang nói tới vấn đề gì rồi. Như thời điểm năm ngoái là tháng 10, tháng 11 là Thảo có một cái lô hàng lớn, là coi như Thảo không có thời gian mà vô group luôn. Thì bắt đầu khoảng một tháng, tháng rưỡi gì đó vô mà cảm thấy trời ơi, cái gì đâu mà lạ quá vậy, không biết được là bị họ giống như là mình đang ở dưới chân núi mà mọi người đang lên tới đỉnh rồi vậy đó, mình không hình dung được luôn đó. Thì phát triển rất là nhanh, thì đó là một cái điều rất là tốt. Nhưng mà tao cảm thấy những cái group tổng của mình á, nó không có được tương tác như hồi xưa nữa. Admin thời của Thảo vô á là Thắng nè, Hảo nè, rồi các bạn tương tác rất là nhiệt tình. Cảm thấy giống như là mình vô đó là giống như là một người như Thảo, lúc đó Thảo vô là Thảo không định làm luôn á, nhưng mà thấy mọi người tương tác nhiều quá, mọi người như là hướng dẫn nhiều, làm như mình cũng muốn mình bị cuốn theo cái đó và mình học. Còn những cái group tổng của mình hiện tại bây giờ cảm thấy nó hơi bị bỏ rớt lại hay sao vậy tôi? Đúng rồi, cái này cái điều này Vin hồi sáng nay hồi trong trong nhóm đào tạo thì cũng đã chia sẻ với anh em rồi, và admin cũng nói nhiều trong special rồi. Nhưng mà đó là câu chuyện đấy. Đó là cái mà định hướng trong thời gian tới. Nhóm tổng rất nhiều, đó là mỏ vàng nhưng mà chúng ta không khai thác. Đúng rồi. Trong khi đó là chúng ta lại đi mua vé số, đúng không? Mỏ vàng thì không khai thác nhưng mà đi mua vé số để cầu may một cái vấn đề gì đó. Nếu mà trong cái câu chuyện này mà nói ra đấy, nếu mà là chỉ là cái team bán hàng thì mình sẽ không nói. Nhưng mà đây là cái team stress. Trong cái team này thì chúng ta sẽ nói thực tế rằng là nếu như mà mình hiểu cái việc mà chúng ta làm dịch vụ, làm đào tạo hay là bán phần mềm, bán các sản phẩm kỹ thuật số như là hosting tên miền hay là Afi, nó dễ hơn việc bán một đơn hàng. Admin khẳng định. Tại vì các bạn hiểu cái điều này hơn là hiểu sản phẩm. Bạn hiểu marketing hơn là sản phẩm bạn bán luôn. Admin khẳng định. Chứ khi mà sản phẩm đó là bạn là người sáng tạo, bạn là người viết ra nó thì bạn sẽ hiểu về sản phẩm. Nhưng mà chính chúng ta là người hiểu chúng ta nhất. Chúng ta đang làm gì và chúng ta đang được học gì từ Foreign Center, và những câu chuyện ngày hôm nay rất là nhiều câu chuyện rất là tuyệt vời. Và ngày hôm nay, chỉ có ngày hôm nay thôi, các bạn nói hết các cái vấn đề ra và em mình thấy rằng ai cũng có khả năng lên Zoom nói chuyện được, nhưng mà chúng ta không làm. Và chúng ta đang có thế mạnh cực kỳ lớn, to lớn ở chỗ này. Và Thảo nói cái này cũng là một cái mà em mình cũng xíu này mình cũng muốn nói. Tất cả nhóm tổng của chúng ta, tất cả nhóm ngách của chúng ta rất nhiều và lớn. Thậm chí đó là niềm mơ ước. Nếu như công ty này em chỉ cần thả ra một cái thôi là spam vào ầm 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 luôn. Nó muốn vào trong đó nó thả nhưng mà đâu thả nổi, đúng không? Một tí nó bay màu. Và người ta nói rằng là có một số anh em ở trong đội nhóm ấy, người ta biết luôn. Nó đếm, ví dụ như là vừa thả link phát là có member ấy, là vì cái đó là trong một tích tắc thôi, vài giây sau thôi là bị admin kick ngay, hoặc là một số bạn mốt kick. Nên ra new buy member người ta nói là 3, 2, 1. Ý là chỉ trong vòng 3 giây thôi là cái đó sẽ bay màu. Nên ra cái tính quản trị đội nhóm ở trong Fori cực kỳ tốt và cực kỳ nghiêm ngặt. Và đó là lý do tại sao trong nhóm tổng có số lượng member người ta không ao. Các bạn là mình quản trị nội bộ tôi rất là tốt. Nhưng mà cái vấn đề là cái giá trao giá trị của chúng ta trong thời gian gần đây là nó bị giảm sút nghiêm trọng. Và đề nghị rằng trong thời gian tới đây thì admin có cái kịch bản cho anh em mình. Một là feedback, hai là feedback kết quả hay là feedback content, mà chúng ta có trách nhiệm với nhau. Trong cái chỗ này nó là đây, chỗ này góc độ là đây là đảng viên. Gần như nếu mà xét được góc độ mà đảng thì
trong team này là đảng viên, chúng ta làm việc với nhau là vì trách nhiệm với Fori và cộng đồng, và vì cái điều đam mê MMO và cái điều mà chúng ta định hướng tới là vì một cái tương lai cho cả team, và kết quả này là cho cả team. Thà mà trong cái nhóm này các bạn là nhân viên của admin, admin trả tiền cho anh em mình, thì admin có quyền là gì ạ? Admin có quyền là hành chính mệnh lệnh, tại vì tôi trả lương cho anh em mà. Tuy nhiên mà trong đây á, là cái team này được xây dựng lên ở một cái đội nhóm là cùng chí hướng, thì cái điều mà đồng chí nó là không khác gì đảng viên ở trong hệ thống chính trị. Nên là việc mà các bạn thích làm thì làm, không thích làm thì thôi, và cái điều đó là nó không có tính tổ chức kỷ luật. Giống như vừa sau này Pi nói rằng là chính bản thân chúng ta tự phá hoại cái hệ thống mà chúng ta xây dựng. 3 người thì mạnh nhưng mà 30 người thì yếu, đúng không? Cái từ đầu tiên là vấn đề, đó là nhắc lại vấn đề từ của Zoom lại, Pi nói rằng là cái tinh thần rồi là cái sự biết ơn của mỗi cá nhân của chúng ta thực sự là rất là yếu. Phải nhìn nhận thẳng thắn vấn đề, chúng ta không gắn câu chuyện của chúng ta với Fori, và chúng ta luôn đề cao tính cá nhân của mình là do mình tự học, tự làm, tự nghiên cứu, và là ở trong Fori là đồng ý, ý là trong Fori đồng ý là định hướng đấy, có kiến thức đấy, nhưng mà do tôi, cá nhân tôi học, cá nhân tôi làm, cá nhân tôi thông minh, cá nhân tôi cố gắng để đạt được cái kết quả đó, chứ không gắn cái lợi ích của mình cộng với lợi ích của Fori và cái sự biết ơn ở trong câu chuyện của mình. Nên thành ra chúng ta làm cho cộng đồng chúng ta không thể mạnh được. Và chính các cái team mà giá trị ít hơn này, kiến thức ít hơn này, cơ hội ít hơn này, nền tảng ít hơn này, thậm chí đó là đa cấp, nhưng mà lúc nào nó cũng tôn sùng nhau, thằng hứng thằng tung, đúng không nào? Giờ thằng vận hành, thằng kích hoạt, thằng chia sẻ rất là trời ơi nhiệt tình vô cùng. Nên ra nhiều khi mà anh em ở trong đây có Thạch này, có Hải này, đúng không? Và anh em cũng nhận thức được điều đấy. Tại vì sao mà em tham gia một chỗ team khác nhưng nó không bằng mình đâu, nhưng mà và trong đó là ghê lắm, tôn sùng nhau lắm. Khi mà anh em mình được học vấn đề về tâm lý này, học về insight này, học về xây dựng cộng đồng này, và chính các bạn ở trong cái team xây dựng cộng đồng, anh em mình biết thừa đó là chiêu trò. Nhưng mà dù biết chiêu trò, và đặc biệt là anh em mình tất cả trong đây được học module về phễu marketing, và khi mà học về phễu marketing mình biết thừa rằng nó đang sử dụng chiêu để kéo phễu, nhưng mà mình vẫn cảm thấy rằng đó là động lực, đúng không? Và thậm chí cái Zoom của nó là 300-400 người vào trong Zoom, đó là phễu marketing đó, nhưng mà mình biết chắc và rõ ràng là đó là phễu, nhưng mà mình vẫn còn cảm thấy sướng. Và Fori thiếu điều này do chúng ta thiếu cái tính gắn kết, và chúng ta không gắn cái câu chuyện về cái sự cảm ơn lòng hậu. Và anh em mình để ý những cái member mà đi theo admin lâu dài thể hiện cái lòng biết ơn với Fori rất là cao, đặc biệt Hảo, Thắng và thậm chí là Eli hơn 1 năm, hoặc là Duy, hoặc là Phượng, những bạn có kết quả thì cái lòng biết ơn càng lớn, và cái lòng biết ơn này càng lớn đấy, cái thái độ trân trọng càng lớn, các bạn càng thành công. Đó là mật ngữ ở trong phát triển động cộng đồng. Đó là lý do tại sao mà anh em mình xem Zoom hay là xem Live hay là xem các cái kênh YouTube của Lê Thẩm Dương, của Phạm Thành Long, của Nguyễn Vĩnh Cường, luôn luôn đội nhóm cộng đồng người ta rất là biết ơn, và những người biết ơn là những người cực kỳ thành công thật sự, chứ không phải là vấn đề cá nhân hóa là chúng ta sẽ thành công đâu. Và đây là cái câu chuyện một. Thứ hai nữa là cái câu chuyện ở trong việc phát triển cộng đồng, đó là chúng ta hay rơi rớt cái tinh thần. Thì vừa xong bảo có một cái yếu tố là hay là anh em mình cứ xây dựng cái cộng đồng của riêng bản thân anh em mình để có động lực, nhưng mà đến một lúc nào đó anh thiếu kiến thức, anh em mình sẽ không vận hành được. 50-100 người ok, đồng ý là nó sẽ ra kết quả tốt, nhưng mà lên đến 1.000 người anh em mình sẽ đuối luôn. Tại vì có một câu chuyện rất là thú vị như thế này: những cái người đầu tiên ấy, là những cái người mà bạn sẽ trao hết tất cả những tâm huyết, tất cả những kinh nghiệm, tất cả sự sáng tạo của mình cho những người đầu tiên đó. Và cái dở là chúng ta không phân tách được cái người vào trước, người vào sau. Nên thành ra là trong cái Zoom của người vào trước và cộng với người vào sau, chúng ta không thể nói lại cùng một chủ đề. Nó sẽ làm cho người vào trước cảm thấy nhàm chán,
và cảm thấy rằng đây là ông này không có giá trị gì nhiều. Nên thành ra là từ đó nó dẫn đến cái việc thoái trào của một cộng đồng. 100 người thì sẽ ra đơn, nhưng không đồng nghĩa là 1.000 người sẽ ra đơn. Và đó là thực tế của các cái member học không đến nơi đến chốn. Học được công thức thành công, học được hệ thống content, sau đó ra mở ngách. Y như rằng một thời gian sau chết. Từ cho tới khi đội nhóm được 2.000 người là chết. Tại vì bản thân á, cái người ta không có và cái mà admin có đó, đó là cái việc mà luôn luôn tôi làm mới cộng đồng liên tục, tạo ra thang giá trị, tạo ra sự phân tách và chia sẻ cái động lực. Ngoài động lực ra còn một cái hệ kiến thức vô cùng khủng khiếp nữa. Về Facebook marketing, về thương mại điện tử, đúng không? Về hình ảnh, về content, về sell talk, về tất cả mọi thứ anh em liên quan đến digital. Một cái độ dày, có nghĩa là cái cuốn sách mà để làm content trong cái cộng đồng ấy, rất nhiều chứ không phải là vài ba module. Nên là cái giá trị mình thấp mà mình tạo ra cộng đồng lớn, mình sẽ chết trong cộng đồng đó luôn. Và chính bản thân mình bị cảm thấy mình thất bại trong chính cái sản phẩm mình tạo ra, mình tạo lên cái sự thất bại sau này. Thông tin anh em mình cứ thử tạo một cộng đồng và kéo phễu lên đến tầm vài nghìn người đi, lúc đấy bế tắc không biết làm gì luôn. Thật sự. Và cái người mà liên tục zoom được, liên tục truyền đạt được, liên tục làm mới được, liên tục mình hiểu được cái cộng đồng, cái đọc vị cộng đồng không phải là điều dễ. Bạn sẽ hiểu nhưng mà bạn thể hiện ra chưa chắc đã ok. Đó, nên ra là anh em mình đứng ở hai trường phái. Một là anh mình có thể là xây dựng một hệ thống riêng cho anh em mình. Hai là gắn kết cùng forum và anh mình training những cái cộng đồng đã có sẵn rồi. Trao giá trị cộng đồng có sẵn, tạo hình ảnh trong cộng đồng có sẵn. Nó dễ hơn rất nhiều chứ. Đúng không? Và cái module của mình không có dày, mình không có dày dặn về cái content. Content đây là cái content kinh nghiệm của bản thân mình đối với các kiến thức về marketing. Mà mình chỉ giỏi trong một cái vấn đề ấy thôi thì mình chỉ cần giỏi trong một vấn đề đó, trong một cộng đồng đó là rất nhiều tiền rồi. Và chỉ cần kéo phễu vào trong đó, ông chia sẻ thì tôi không biết, cứ như một đến cái module của tôi là tôi sẽ làm cho cái đội nhóm đấy thật sự là tuyệt vời. Đó là bí mật. Cũng giống như admin có thể là chia sẻ rất là nhiều điều, nhưng mà không phải là cái điều nào admin cũng chia sẻ. Đối với cộng đồng nó chỉ chia sẻ module marketplace thôi. Nhưng mà trong cộng đồng khác mình không chia sẻ marketplace nữa, mình chia sẻ về thương mại điện tử. Tại vì sao? Tại vì mình biết được ở trong đó người ta cần điều đấy. Và luôn luôn trong một cộng đồng người ta luôn luôn cần điều này. Đúng không nào? Đó, và đối với cấp độ mà những người mà bán lẻ thành công tốt rồi, mình không thể nào dạy người ta bán lẻ tiếp được. Giờ có dạy bán lẻ tốt hơn cũng không thể tốt hơn được nữa, tại vì người ta thiếu nguồn lực. Bây giờ phải dạy cho họ cái cách kiếm tiền thêm bên cạnh cái cách mà bán lẻ tốt. Đó mới là cái điều cần. Bạn hình dung không? Và chỗ này là anh em mình học cái ngay chỗ này, học ngay chỗ này. Để gì? Để một là trong thời gian tới thì tất cả các cộng đồng và admin sẽ cho anh mình vào shopbox. Và vừa sau này mình chưa có chia sẻ đấy. Và làm sao để chúng ta thể hiện được cái tinh thần và trách nhiệm với nhau thôi. Trách nhiệm với admin. Đầu tiên là trách nhiệm với admin. Chúng ta vào trong special ngày đó là như là một lời cam kết với chính bản thân các bạn. Chúng ta được rèn luyện kỹ năng về tư vấn. Chúng ta được rèn luyện kỹ năng về thuyết trình, rèn luyện kỹ năng về thuyết phục, rồi rèn luyện kỹ năng về phát triển đội nhóm, phát triển cộng đồng, rèn luyện các vấn đề về marketing. Và chỉ khi mà mình đào tạo đội nhóm, mình mới học nhanh nhất. Có những cái module này mình còn không biết. Cho tới khi ấy, mà có vấn đề xảy ra đội nhóm của mình phải lên nghiên cứu chứ. Mình là người tạo ra đội nhóm mà mình bây giờ mình không nghiên cứu, một là mình không có đủ trình độ khả năng và kinh nghiệm và là cái tư duy về kỹ thuật để mình hiểu được vấn đề đấy là mình chết. Trong member của ông mà có một ông nào đó mà muốn phá binh, phá hoại, hai là nó muốn thử trí tuệ của admin ấy. Ba là nó không biết thật, dù cái trường hợp nào đi chăng nữa ông không trả lời được, ông sẽ bị mất điểm cho cộng đồng. Và thắng sẽ nhìn thấy điều này rất là nhiều, đúng không? Và nó không hỏi rồi, mình không biết được là mình dở rồi. Nhưng mà đối với admin là một đấy, là tôi không phải là người giỏi nhất chưa chắc, nhưng mà tôi có đủ khả năng để tôi hiểu những cái vấn đề mà người ta đặt ra là một. Hai nữa là nếu mà tôi muốn biết cái kiến thức gì ấy, chắc chắn tôi sẽ biết kiến thức đấy, tại vì trong hệ thống của admin, các mối quan hệ của admin cực kỳ nhiều những cái người mà từ đẳng cấp giống admin trở lên.
như là các cái kỹ sư về công nghệ thông tin, rồi là các cái trong dưới underground, MMO underground, những người viết tool, viết code, tất cả những vấn đề nó là những thằng tạo ra những cái hệ thống máy tính á, hệ thống nền tảng ấy, thậm chí là hệ thống internet đó, nó sẽ lý giải được rất là nhiều vấn đề, nên ra là từ đó là nó tạo ra một cái lượng kiến thức và lượng khả năng giải quyết xử lý vấn đề, nên không gì khó hết, đối với em không gì khó, đúng không? Và cái câu chuyện này đó là cái câu chuyện mà liên quan trực tiếp đến ngành nghề của mình, chưa chắc mình đã biết nhưng mà mình biết cách giải quyết nó, xử lý nó từ từ rồi sẽ xử lý được, chứ không thể là không có gì, đúng không ạ? Không có gì, đúng không ạ? Không có gì là không xử lý được. Công việc của em là như vậy, đúng không? Khó cỡ nào cũng có, sẽ có cái hướng xử lý. Và cái cách mà mình học nhau là học cái hướng xử lý khi mà phát sinh vấn đề trong cộng đồng, đó là cái điều rất là quan trọng, đó là điều mà anh em mình cần chú ý đấy, nó là như vậy. Và trong Foreign này chúng ta làm việc với nhau á, là vì thẳng thắn với nhau, là vì trách nhiệm và vì tinh thần đội nhóm và vì anh em chung một chí hướng, nên là trong thời gian tới là chúng ta có trách nhiệm với cộng đồng của mình và thể hiện luôn trong ngày mai, trong ngày mốt, không có chờ đợi, tại vì bây giờ hết tháng 7 rồi đó, hết ngày hôm nay ngày 10 rồi, ngày mai là 10 tháng 7, còn 20 ngày nữa hết tháng 7 là qua tháng 8 rồi, xong rồi, hết năm rồi, đúng không? Và cái chỗ này thì Eli đưa ra một vấn đề mà mình cảm thấy rằng đó là cái vấn đề thật sự là quan trọng rồi. Ngày xưa đó là cái cộng đồng, các cái team tổng với lại team ngách nói chuyện rất là nhiệt tình, nhiệt huyết, có bây giờ thiếu cái người ở trong đó để vận hành, đó là cái thực tế anh em mình nhé. Ok, Eli còn cái điều gì muốn chia sẻ nữa không? Đó, như chia sẻ, những cái chia sẻ đó là thật sự là giá trị so với cộng đồng, giá trị đối với Fori vô cùng, đúng không? Và anh em cũng có thể nhìn thấy những điều này. Tạm thời thì bữa nay hôm nay bao nhiêu đây thôi admin, tại vì mình cũng chưa chuẩn bị sẵn mà buổi tối cũng không nói chuyện được nhiều quá. Có gì bữa sau sớm hơn thì mình chia sẻ nhiều hơn ha. Ok, cảm ơn để chia sẻ chân thành và là những cái đóng góp của Eli. Ok, và chị Chi có chia sẻ gì không? Ok nha. Chứ không mời bố lão lên nói chuyện, người ta bố lão không ngồi buồn. Rồi, chắc là admin có nhiều bạn mới quá nên là không có mời mình lên nữa, đúng không? Chị là buồn của người đấy. Rồi, chờ cả nhà ha. Thì nói chung là ngày hôm nay là ngồi nghe, chủ yếu là nghe những câu chuyện của tất cả các bạn. Tại vì chị hiện tại bây giờ là cũng 7 tháng, gần 8 tháng đó là Fori rồi. Vào đây thì có bạn biết chị, cũng có bạn chưa biết chị. Tại vì cái lúc mà chị vào thì nó cũng là gần Tết, mà hầu như là mọi người tập trung làm Tết rất là rôm rã, nên là sẽ có người biết, không biết, rồi sau Tết đó thì mới bắt đầu học nhiều hơn và tham gia vào những cái nhóm gọi là lớn hơn, rồi các bạn vào sau khi chị cũng để ý lắm. Nên là ra là chắc phải giới thiệu lại. Thì chị là năm nay là cũng gần 40 ha, 39 rồi. Cái năm mà gọi là nó cũng te tua vì dịch. Thì cái năm mà chị bước vào với lại Fori á là cũng là cái năm bắt đầu của dịch, năm 2020, tháng 12 2020. Thì cái khoảng thời gian đó là cái khoảng thời gian mà phải nói là chị chật vật với lại cái công việc bán hàng của mình, công việc của cái cửa hàng mỹ phẩm của mình. Đúng như là em nói là trước khi mà chị bước vào đây là chị có rất là nhiều kinh nghiệm về kinh doanh online rồi, tại vì chị bản thân chị đang làm kinh doanh online. Nhưng mà đúng cái mùa dịch đó, thì phải nói là mình làm một mình đó. Khi mà mình làm một mình cộng thêm một cái bà chị nữa, thì bà chị đó chỉ chuyên offline thôi, bà không có
bạn không có làm được online, mọi thứ là mình làm từ A tới Z luôn. Mình làm từ A tới Z luôn. Nên mình có cái cảm giác mình bị đuối. Và cái năm 2020, cuối năm 2020 là đuối thật sự. Đuối, rất là đuối, tại vì những cái kiến thức mà mình học nó rời rạc lắm, nó không có được tổng hợp giống như là khi mà mình bước vào Fori này đâu. Thì lúc đó mới là đi tìm một cái nguồn, gọi là cái giải pháp, nguồn giải pháp cho chính mình để mà mình thoát ra khỏi được cái lời hay đó của cái công việc của mình thôi. Thì biết về cái dropship này và cái tên của nó là khá là lâu rồi, nhưng mà để thực sự mà dấn thân vào dropship thì chỉ có năm 2020 là bắt đầu đi tìm kiếm cái từ ngữ của dropship mà thôi. Thì lúc đó là vào rất là nhiều nhóm nha các bạn, chứ không phải là vào chỉ mới đầu là chỉ có Fori đâu. Thì vào rất là nhiều nhóm, từ những cái nhóm mà bán hàng qua Amazon, eBay đồ ha. Rồi xong rồi mình cảm giác là mấy cái Amazon, eBay đó thì thực sự là mình chắc không đủ khả năng. Nên mới bắt đầu tìm, tại vì biết là ở Việt Nam nó có rất là nhiều người ta thành công với lại dropship rồi, nên là tìm những cái nhóm ở Việt Nam thôi. Thì vô rất là nhiều nhóm, nhưng mà vô tình là vào cái nhóm tổng của Fori á, nhóm tổng trên group Facebook của Fori á, nhóm đó là đầu tiên. Rồi xong rồi vào nhóm tổng mấy đó chị không nhớ nữa. Nói chung là chị vô rất là nhiều nhóm tổng của Fori trên group trên Zalo, không nhớ là nhóm mấy, nhưng mà đại khái là vô rất là nhiều. Lúc đó còn có mấy cái nhóm của Funimax hả? Cái đội Funimax ha. Rồi mấy nhóm của Hải Âu rồi ha. Vào Hải Âu rồi này kia, xong thì cứ nghĩ là Hải Âu với lại Fori sao thấy giống nhau thôi, loại bớt chứ để nhiều quá không có quản lý hết. Thì mình lại chọn mình loại Fori chứ mình không loại Hải Âu. Xong rồi cái ở trong Hải Âu, nhưng mà vẫn rất là hên là còn giữ một cái nhóm tổng của Fori, tại vì cứ nghĩ là hình như cái nhóm đó với Hải Âu là giống, là chung với nhau. Tại vì vô là vô cái ngách của Hải Âu chứ không phải là vô nhóm tổng của Hải Âu đó. Thành ra là giữ là một cái nhóm tổng của Fori. Cái thành ra lúc đó là cái Hải Âu như nó bán túi sách giống giống mình đó. Hả hả hả. Admin đội nhóm admin mốt, nói chung là đội nhóm mốt của Hải Âu là học trò của admin đó. Sau đó thì cướp luôn cái nguồn hàng, đúng không? Nguồn hàng đó lại là nguồn hàng bạn của admin là chủ nguồn, đúng không? Nên ra là nhìn nó giống nhau, chi nhau đó. Thì nó nói chung là nó đại khái nó giống nhau, chỉ có cái Funimax là nó khác đi, tại vì cái Funimax là nó có cái nền tảng web. Nhưng mà ở trong những cái nhóm đó mình ở thì thật sự ra mà nói là nguyên một cái tháng 12 á, là thật sự ra là ở trong đó một hai tuần chỉ là tàu ngầm thôi, chứ cũng chưa có học cái gì cả, chưa có quan tâm hay là bán gì hết trơn á, tàu ngầm thôi để coi là mấy bạn này làm gì. Ngày nào cũng thấy các bạn kỳ họ là lên là nói là bây giờ ai mà chưa làm được thì sẽ có hướng dẫn. Thì lúc đó là thắng mới có một cái bài là ai mà không làm được á thì inbox hướng dẫn, hoặc là mở khóa dạy hướng dẫn, đăng ký luôn. Đăng ký, nhưng mà ông Thắng ông không có chọn mình, ông chọn ai á không biết. Không, bây giờ không thấy ông trả lời mình, chứ thôi kệ. Và sau bên nhóm Hải Âu cũng có nói y chang vậy, mình nghĩ chắc giống nhau. Nhưng mà rồi Hải Âu inbox nó cũng y re đúng không, trả lời mình. Cái đến lúc mà ở trong mấy nhóm thì bắt đầu phân biệt được là như là khác nhau đó. Đó bắt đầu với của Hảo Phạm về cái lớp training đầu tiên là trước túi sách.
lớp general. Chị nhớ là cái lúc đó là khoảng cuối tháng 12 rồi. Lớp general về túi sắt. Lúc đó là chị đang đi Đà Lạt. Thật sự là đang đi Đà Lạt. Đi Đà Lạt mấy ngày về mới áp dụng những cái training của Hà Phạm vào. Thì có đơn đầu tiên, nhưng mà không phải là đơn đầu tiên ở trên online, mà là đơn offline. Tại vì bản thân chị là đã quen với chuyện bán hàng rồi, chị đi tới đâu chị cũng giới thiệu, chị đang bán gì chị cũng giới thiệu, chị nghe phong phanh câu chuyện mà ai đang nói chuyện cái chị chen vô. Nên thành ra là chị bán được đơn đầu tiên là cho mấy cô nhà chị túi sách của nhà chị. Nhưng mà học túi sách xong rồi cái thấy mấy bạn bán được quá trời, Hảo làm trời phải nói là lúc đó Hảo khoe kết quả là nhìn ham lắm, và mình nói trời mình cũng muốn bán được, mình muốn bán được nhiều như vậy chứ không phải là lẹt đẹt có một hai đơn. Tại vì nếu mà bán lẹt đẹt một hai đơn thì bản thân chị cũng đang làm lẹt đẹt một hai đơn. Chị không có thích cái kiểu lẹt đẹt một hai đơn, mình đang đi tìm giải pháp cho chính mình thì mình phải làm sao để nhiều đơn hơn. Và thì Thảo nó kêu là chị inbox em, ok inbox chị, inbox cho Hảo. Nhưng mà bà cũng đâu nói gì đâu, bà chỉ nói chị học đi, chị học đi. Nên nó tự giờ học gì, nói thì chị học cái khóa này nè, con khóa marketing công nghiệp đó, chị học đi, chị phải học thì chị mới làm được. Ừ thôi học, biết là bà dụ mình vô một khóa học rồi mà thôi kệ, học. Bỏ tiền đi học, bỏ tiền đi học. Học thì học xong thấy cũng ok. Tại vì khóa một cách đây công nghiệp đó, thì khi mà Hảo trend đó, thì là đã nói hết là một phần nửa của cái khóa đó rồi. Khi Hảo training free đó, là Hảo đã nói hết một phần nửa của khóa rồi. Còn lại một nửa là mình làm theo cái công nghiệp thôi. Và mình áp dụng thì lúc này là áp dụng trên cái tool, áp dụng trên cái tool, và kết quả bắt đầu có đơn đầu tiên trên marketplace, có đơn đầu tiên trên marketplace và túi, hai cái túi luôn chứ không phải một. Có đơn đầu tiên trên marketplace chốt một phát hai túi, mừng lắm. Nhưng mà thật sự là xong túi thì chỉ chốt được một hai đơn túi thôi thì nó lại im lặng tiếp. Điểm này lại chui vô một cái lớp khác của admin, chui vào cái lớp khác của admin, đó là cái training free về thời trang. Training free về thời trang mà chị phải nói là chị nhớ hoài khoảng thời gian mà chị học training free về thời trang được áp luôn á. Là sáng chị làm, tối chị làm đến đêm luôn, 1-2 giờ sáng chị mới vào đi ngủ. Xong sáng 8-9 giờ sáng, 6 giờ sáng là chị phải dậy, chị đưa con đi học. Lúc đó là con bé nó bắt đầu đi học lớp 1 rồi, nó vô lớp 1 rồi, nên là chị phải dậy sáng 6 giờ sáng, chị phải dậy chị đưa con đi học. Xong rồi tối thì thức 1-2 giờ sáng, rồi chưa bao giờ mà chị làm nó là cái việc mà chị làm nhiều đến như vậy luôn á. Liên tục này, liên tục thiết kế ảnh, thiết kế ảnh liên tục, và chạy liên tục, trả lời tin nhắn trên marketplace liên tục, và ngày nào cũng có đơn. Phải nói là có khi là một ngày một đơn, có khi một ngày hai ba đơn, có khi 5-6 đơn. Nói chung là cái thời điểm đó mà chỉ là học free thôi, học free cái khóa training free của á thôi, phải nói là nó đa kênh luôn rồi. Học qua tới Shopee là cái thứ mà chị chỉ đăng lên rồi chị đợi chờ thời xung rụng á để cho nó có đơn á. Thì lúc đó mình mới nhào vô Shopee mà mình làm, mình chỉnh sửa lại cái shop mỹ phẩm của mình, mà tới tận bây giờ là một tháng ngày nào cũng có đơn, một tháng 30 đơn. Và ý là mình mới chỉnh sửa, mình chưa có đi sâu như ác nói là chạy quảng cáo này kia đó nha. Đó thì chị mới thấy là học giá như vậy thì rất là, phải nói là thời gian đầu rất là năng động. Tại vì có một cái khoảng thời gian đó là cái rất nó sôi động lắm.
nó sôi động lắm, các bạn bán được hàng, các bạn đăng lên rồi các bạn nói chuyện với nhau rất là sôi động, cho nên là mình có cảm giác là mình có cảm giác là mình được ở trong một cái team rất là sôi động, một cái team hỗ trợ nhau rất là tốt, và mình thật sự là mình cảm thấy là mình may mắn khi mà mình giữ lại cái referee này, mình ở lại cái referee rồi nó bắt đầu thoát hết. Thoát không còn một cái nhóm nào ngoại trừ Furry, bao nhiêu nhóm Furry ở lại hết, bao nhiêu nhóm Furry tham gia hết, nhắc nào cũng tham gia. Thoát hết nữa thôi kìa. Giờ còn chỉ còn lại Furry thôi. Bắt đầu quyết tâm đi theo. Thì cái này mới lên tới Digital. Lên tới Digital thì thời gian dịch nên là còn không có tiền để vào đâu. Tìm vào Digital đâu, phải đi mượn. Nhưng mà các bạn có biết là khi các bạn mượn á, khi mà cái tâm lý mà đi mượn á, mượn học trong tháng nó trả luôn, trong tháng đó là coi như là đủ tiền trả tiền mình đã mượn, còn dư ra một ít để xài, cho nó là chị làm là hảo, thời gian đó là affiliate là chị cũng làm luôn, vừa dropship vừa affiliate là chị làm luôn là hảo. Hảo 10 triệu thì chị cũng 4 triệu. Hảo 4 triệu thì chị cũng 2 triệu. Nói chung là không thua kém gì Hảo. Mặc dù là mình mới làm có 1-2 tháng thôi. Thì rồi xong rồi nhảy qua tới website. Làm website. Website thì bắt đầu gặp bạn Nhất. Nhất kêu làm gì làm đó. Gọi nhắn cho Nhất hỏi rồi hả, xong rồi cái bắt đầu coi hết cái website của Ad, của Nhất rồi của Thắng, cái gộp lại mới ra được cái website của mình. Nhưng mà trong đầu thì nó làm website thì mình còn hướng dẫn cho người khác nữa, cho nên là thôi mình làm cái gì đơn giản nhất và nhẹ nhàng nhất và dễ nhất mà đẹp nhất để cho ra một cái web mà mình muốn mình chỉ gì khác. Thì nói chung là cũng có website ngày xưa khi mà chị học về cái việc mà xây dựng hình ảnh cá nhân đó, chị rất là thắc mắc, ủa rốt cuộc rồi mình xây cái fanpage cá nhân để làm gì, mình xây cái website cá nhân để làm gì, đâu cần thiết đâu, mục tiêu của mình là bán hàng mà, mình chỉ cần xây web bán hàng, mình chỉ cần xây fanpage bán hàng thôi, mình đâu cần thiết phải xây cái cá nhân để làm gì. Mà trong khi đi học những cái lớp ở ngoài, người ta cứ ra rã là các bạn phải xây thương hiệu cá nhân, phải có một cái fanpage cá nhân, phải có một cái web cá nhân, nhưng mà người ta không có nói cho các bạn biết lý do tại sao các bạn phải xây thương hiệu cá nhân và tại sao các bạn phải làm web cá nhân hay gì. Người ta không hề nói cho mình, người ta chỉ nói xây đi rồi mấy mốt cần nhiều xài, cần dùng. Nhưng mà khi mà các bạn bước vô với Furry rồi, ngay từ cái buổi training đầu tiên với lại thời trang kinh doanh phi thời trang của Furry á, là các bạn biết được liền luôn lý do tại sao các bạn phải xây thương hiệu cá nhân, tại sao phải có một cái fanpage cá nhân liền, nghe tức ngay lúc đó luôn. Thì tự nhiên mình ngộ ra được, các bạn, mình ngộ ra được đó là ở ngoài kia có rất là nhiều kiến thức, ở ngoài kia có rất là nhiều thứ để mình học, và mình cũng đã học rất là nhiều, nhưng mà mình không hệ thống được như khi mình bước chân vào với Furry. Mình hoàn toàn không hệ thống được những cái gì mà mình học để mà mình cho ra một cái chuỗi quá trình hay là một cái hệ thống về cái công việc của mình. Thì lúc này phải nói là thật sự là nể ác, chị rất là thật sự chị nể ác, vì ác có một cái đầu óc mà phải nói là ác hệ thống được hết tất cả mọi thứ, đúng không? Cái quan trọng đó các bạn, không phải là các bạn có những cái chi tiết nhỏ các bạn có thể học rất là nhiều, mà các bạn quan trọng các bạn có hệ thống được và nhìn được nó đi được tới bao xa và nó đi được tới đâu. Khi và chị thấy là cái đầu của ác đó làm cho chị rất là nể ở chỗ là ác nhìn được cái toàn bộ cái hệ thống đó, tóm lại trong thu lại được trong một cái hệ thống rất là lớn như vậy, và ra được những cái quà mình nhìn có thể nhìn thấy là nó sẽ đi được tới đâu. Thế nên là
thực sự rất là nể, và đó là lý do mà tại sao mà 6-7 tháng là mặc dù có những lúc là chị rất là lo ra, chị rất là lo ra, mà chị không phải là lo ra gì nhiều, mà tại vì cái khi mà chị vào Fori thì chị đã tìm cái giải pháp mà chị bắt đầu chị bán cho cái mỹ phẩm của chị rồi, và chị phải ra được hàng của mỹ phẩm của cái shop của chị. Thực sự là mấy tháng đầu năm là chị cũng ra khá là nhiều hàng của cái shop mỹ phẩm của chị rồi, và một tháng nào lúc trước đó là doanh thu chỉ có 1-2 triệu thôi, nhưng mà dạo này là tháng nào cũng 5-6 triệu trở lên, thậm chí là 10 triệu. Thì cái đó là cũng là một cái khởi đầu của cái tiến bộ khá là nhiều của mình trong cái việc mà mình tìm giải pháp để mình bán được cái hàng của mình. Thì bây giờ là cái công việc của mỹ phẩm nó bắt đầu nó ổn định, nó vô nguồn rồi, và chị vẫn đi theo trong Fori, chứ chị hoàn toàn không đi ở hệ thống ở ngoài. Và tại vì sao? Tại vì ở đây chị quen được với rất là nhiều bạn là rất là dễ thương luôn. Hỏi cái gì không biết, các bạn sẵn sàng các bạn chỉ cho mình. Và thậm chí là app ở đây là luôn luôn là người hướng dẫn cho mình đi. Ví dụ nhiều khi họ không biết phải làm cái gì với công việc của ngày hôm đó, thì chỉ cần nhắn tin cho app thôi thì app sẽ cho mình một cái hướng để mình đi. Chị cũng nhắn tin giá rất là nhiều, chị khoe kết quả giá cũng rất là nhiều, tại vì dạo này không có khoe trên rất nhiều thôi, chứ thật sự là khoe kết quả cho app rất là nhiều. App giữ kết quả của chị cũng khá là nhiều á. Nó thì phải nói là với những cái kiến thức ở Fori nội, các bạn chỉ cần là viết thôi, các bạn chưa cần lên tới digital nữa, chưa là special nữa, thì các bạn đi ra ngoài các bạn đã chém gió rất là, phải nói là chém bạch, chém đâu là bay đó luôn á. Đó, thì chị cảm nhận là được là như vậy. Thì hiện tại bây giờ là đi theo là để hỗ trợ một phần, và muốn phát triển cái công việc ở trong Fori nữa, chứ không phải là chỉ hỗ trợ thôi, mà mình cũng muốn mình phát triển cái công việc của mình nó khác hơn. Tại vì nếu chỉ bán lẻ thôi thì mãi mãi các bạn sẽ không có tiến xa hơn được. Các bạn phải có những cái làm hệ thống, làm về liên quan tới con người á, hệ thống đào tạo hay gì đó, thì các bạn có thể phát triển sang được. Hoặc ít nhất ra thì với cái tư duy của các bạn hiện tại bây giờ, các bạn phải tư duy đến được là các bạn phải có hệ thống cộng tác viên hoặc hệ thống sĩ thì các bạn mới có thể đi xa hơn được nữa. Chứ nếu các bạn chỉ có dropship và bán lẻ thôi thì mãi mãi các bạn chỉ ở đó và các bạn sẽ không phát triển hơn được, đúng không? Còn ai không hay ngủ hết rồi, còn ai không mọi người? Mình đang nghe rồi, okay. Sợ mọi người ngủ ha, thì cho nên là chị cũng có góp ý một vài cái cho app để mà phát triển Fori. Thì như đợt trước chị nói rồi, cảm thấy là nó hơi bị rè. Thì dạo này chị bắt đầu chị thấy là các bạn đã có những cái tay chung hơn một chút, như việc cộng tác với nhau để ra được những cái bộ ebook, những cái bộ cho new buy rồi cho viết, thì chị thấy rất là vui, rất là happy. Chị hy vọng là trong một thời gian tới nữa thì cái nhóm của mình sẽ gắn kết nhiều hơn. Để bây giờ là mình special 2 rồi, đã qua cái giai đoạn 1 rồi, mình lên tới 2 rồi, thì mà các bạn sẽ cố gắng nhiều hơn. Như Hải Quách nè, chịu khó nói nhiều hơn một chút ha. Rồi bạn gì nữa, bạn gì trong nhóm 18 gì đó, thì chịu khó nói chuyện với chị nhiều một chút, tại vì nhóm 18 vậy thì bắt đầu thấy xìu quá rồi nha. Đó, rồi bên nhóm 17 thì coi lại cái nguồn ha, cái nguồn mình không biết là
là mình tuyển ở đâu vô mà cái spam nhiều quá ha, thì mình coi lại cái nguồn lại một chút xíu. Và vẫn rất là mong là sẽ cùng với mọi người phát triển hơn nữa, phát triển Fori hơn nữa, và sắp tới là hy vọng là ở trong miền Nam sẽ gặp Mark thêm một lần nữa và phát triển một chi nhánh ở trong miền Nam là Fori. Cảm ơn mọi người đã nghe chị chia sẻ. Mời Mark nha. Em một cái buổi chia sẻ anh có thấy buồn ngủ không? Chúng ta tuyệt vời đúng không? Và với cái cách zoom rất là chi tiết đúng không, thì điều này rất là phù hợp với Dubai đấy. Câu chuyện của chị Chi nó đôi lúc ấy mà cái zoom nó lâu quá rồi đúng không, thì mình cố gắng rút lại thêm một tí nữa nha chị. Còn cái cách thể hiện của chị Chi là diễn giải đúng không, rất là dẫn dắt. Nhưng mà cái điều mà chị Chi làm được là cái sự khôn khéo của Hảo nữa, mà muốn làm được giống như Hảo ấy thì phải xem lại cái zoom của Hảo tham gia. Hảo tinh tế ở chỗ này, câu chuyện của Hảo không hay bằng câu chuyện của chị Chi, nhưng mà cái hiệu suất chốt đơn của Hảo gọi là siêu nhân siêu phàm, đúng rồi, hơn 100 triệu từ app phi đào tạo của Hảo, không phải đơn giản đâu. Đó, vì gì? Vì cái câu chuyện, khi mà đưa cái câu chuyện của Hảo rất thực tế, rất là cuốn, gái Hà Nội nói chuyện rất là ngọt. Đấy, không ngọt đúng không? Như kiểu rất chị Chi là cái giọng miền Nam ngọt này, ngọt ngào đúng không? Dễ nghe. Còn Hảo là cái giọng đanh thép đúng không? Nó làm rất là thực tế, nó chớt cao. Cái giọng của Hảo là rất là chớt, tức là mấy nữa anh em mình vào trong cái nhóm admin sẽ anh em mình vào trong nhóm content. Đấy, nhóm ở trong quá trình team á, vào trong đấy xem lại nhóm của Hảo, và Hảo có đào tạo lại dạy về chốt đơn đấy, rồi anh mình xem sẽ biết cái cách của Hảo làm nhá. Và đỉnh cao đó, phải học thực tế là cái người mà chốt đơn hiệu quả đấy mình thắng chưa chắc đã bằng Hảo đâu. Hảo cực kỳ khéo luôn, và cái cách chia sẻ rất là ngắn gọn xúc tích, nhưng mà làm cho người khác xíu là phải inbox ngay. Đó là cái hay của Hảo, mà khó có một người nào có cái điều đấy được ở trong Fori đến thời điểm hiện tại. Sau này thì không biết, thì cái khả năng chốt đơn như vậy chỉ gần như là với admin thôi, là giống hệt như cái cách của admin đang làm, cách đưa vấn đề sau đó là mình rất là nhẹ nhàng thôi, mình để vào nó. Và vừa sau admin nói rằng là nhờ cái yếu tố đó nên ra là mình có được cái kết quả như vậy, và trong này là mình sẽ được học điều này điều kia kìa. Và điều đấy mình cảm thấy rất là tuyệt vời, và mình cảm thấy rằng là mình phải muốn được học sớm hơn, ý là như vậy. Cái đó là cái bí mật, kể cả trong đội nhóm này nữa, đúng không? Và cái điều này vừa sau Linh Nguyễn có chia sẻ một tí, là cái cách dùng cũng tương tự như vậy ấy, là Linh có một cái module là về rất là tâm đắc trong vấn đề về công thức thành công hệ thống, đúng không? Cái hệ thống kênh đó, và rất là tâm đắc với cái việc mà phát triển giống như ở Foreign này. Ngay đoạn đó anh mình rất dễ bị chốt sale, ngay kiểu bản thân admin nghe còn bị dễ bị chốt. Mà nếu như mà đưa vấn đề là mình muốn tham gia ngay á, thì quá trình mà zoom á là mình nói chuyện, nhưng mà mình tóm lại được á, mình sẽ chốt sale với vấn đề gì ở trong cái câu chuyện của mình, là lưu ý nhé. Đó, và khi mà cho special này thì admin sẽ chia sẻ vấn đề này để tất cả những member ở dưới, người ta sẽ qua giới thiệu của anh em mình vào trong team đấy. Rồi mình sẽ có tiền đấy nha, một sale là tiền triệu đấy, 2 triệu đấy, và rất là dễ kiếm thôi. Đôi lúc nó chỉ là cái câu chuyện ở trong buổi Zoom, nhưng mà người ta sẽ kiếm mình ở trong group. Câu chuyện ở trong buổi Zoom nó chỉ là 5-10 phút thôi, nhưng mà người ta sẽ kiếm bằng được mình ở trong các group. Người ta sẽ đào bới lên, người ta kiếm được mình xem ông này ông nào, rồi sau đó inbox, sau đó mình tư vấn và mình chốt được đơn một cách rất là nhẹ nhàng hơn việc mà chúng ta phải chật vật đăng tải Shopee, rồi đăng tải Market, đăng tải Hoài, nhưng mà chưa chắc là đã ra được đơn nhá, chưa chắc đã ra được đơn. Mà chỉ cần một cái câu chuyện truyền cảm hứng đôi khi làm cho người ta thay đổi về cách suy nghĩ, về cách tư duy, và họ sẽ tham gia vào trong team của mình. Họ sẽ từ cái tự giới thiệu của bạn đấy tham gia vào nhóm
đúng không? Giống như là Thắng vừa xong cũng chia sẻ đây, cái module là cái module về công thức thành công ấy, học rất là nhiều lần. Mọi người sẽ nhìn đúng là công thức thành công là gì ta, đúng không? Rồi là người ta sẽ hỏi là digital team là cái gì ta, special là cái gì, viết paper là cái gì. Và ngay khi người ta hỏi đó là cái gì ấy, người ta sẽ quay lại, người ta tìm bạn để người ta hỏi kỹ hơn vấn đề đấy. Và chúng ta ở trong đội nhóm này chúng ta cứ chia sẻ thật là nhiều lên, rồi là kết quả nó sẽ đến. Chia sẻ như vậy như ngày hôm nay là được tuyệt vời này. Và cái câu chuyện của mình như ngày hôm nay ấy, mình chỉ cần lặp lại ở trong Fori thôi, rất nhiều lần, cho tới khi nó trở thành kỹ xảo, nó trở thành kỹ năng, nó trở thành thuần thục, mình thành công cả một đội nhóm này, cả một đội nhóm mình. Và trong thời gian tới đây ấy, là mình nói trong hôm nay để mình chỉ đạo, tại vì ở trong nhóm Special 1.0 ấy, mình không muốn nói nữa, tại vì có nhiều anh em mình không biết được là tâm lý của họ thế ra làm sao, có đồng hành hay không để mình chia sẻ. Đó là trong đào tạo mình có chia sẻ là anh mình cứ tạo ra một cái nhóm nhỏ từ 5 đến 10 người để mình chia sẻ. Và trong này cái module này mình sẽ nói về cái cách thức để thành công đối với việc chốt sale ở trong đội nhóm này. Từ cái đội nhóm tổng chúng ta sẽ lọc ra từ 5 đến 10 người để mình coaching kéo dài trong từ 3 đến 5 ngày hoặc 1 tuần, trong 1 tuần là đẹp, hoặc là trong 5 ngày là đẹp. Và bí mật ở trong việc mà xây dựng phát triển đội nhóm đó, đó là kỷ luật và cái giáo trình mà chia sẻ trong đội nhóm đó thì mình đã có rồi. Đặc biệt là mình phải xác định được đó có phải là new buy hay không, đúng không? Và muốn là new buy thì mình phải có một cái Google form, và mình sẽ hướng dẫn có một cái Google form chuẩn, và chắc khả năng là sẽ nhờ nhất hoặc là admin sẽ quay lại video cách làm cái Google form đấy ở trong công thức thành công có hướng dẫn đó. Cách làm cái Google form đúng cái Google form đấy để mình thu thập được thông tin xem đó có phải là new buy hay không. Nếu chính xác đó là new buy, chúng ta sẽ add vào nhóm, và trong cái add vào nhóm đó thì chúng ta sẽ đào tạo họ bài một luôn luôn là vấn đề về quy trình về dropship như thế nào, và yêu cầu họ phải viết vào trong vở nhá, hướng dẫn quy trình là viết vào trong vở, chụp màn hình lại gửi vào trong xác nhận là vấn đề một, ai không làm đến giờ đó kích. Kỷ luật là sức mạnh của một nhóm, kỷ luật là sức mạnh của quân đội, đúng không? Và cái kỷ luật trong kinh doanh nó cũng vô cùng kinh khủng, đúng không? Thứ hai là hướng dẫn về marketplace. Sau khi hướng dẫn marketplace, đề nghị một người là tối thiểu là 15 bài trong một ngày hoặc là 20 bài trong một ngày, ai không làm đúng kích. Vì gì? Vì tất cả những điều mà chúng ta hướng dẫn họ sẽ tạo ra đơn hàng một cách tự nhiên, không cần chiêu trò. Chúng ta không cần phải là dùng thủ đoạn nhé. Admin chia sẻ chưa bao giờ thủ đoạn bao giờ. Thủ đoạn tức là anh mình thừa sức mua đơn hàng của member, chưa sử dụng cái chiêu đó. Nếu mà sử dụng cái chiêu đó thì admin nói thật sự luôn là tiền kiếm không bao giờ hết. Đúng không? Tức là chim mồi đó, được chưa ạ? Và mồi là điều đương nhiên, đó là ceiling. Nhưng mà mình cũng chưa cần sử dụng cái đó, mình phải sử dụng kỷ luật. Ai mà không làm theo đúng, ai không làm kích. Đó là tiếp tục là hướng dẫn người ta sử dụng cái bán hàng trong nhóm, phải tham gia trong nhóm. Rồi là hướng dẫn người ta ngay chỗ này mình sẽ chốt được một cái đầu tiên, đó là cái nick Facebook. Nick Facebook, việc bây giờ bạn có mấy Facebook, có 2 Facebook rồi thì ok. Nhưng mà nếu mà có một Facebook thì hãy trang bị cho mình một Facebook nữa đi. Ngay chỗ này mình đã kiếm được tiền, đồng tiền đầu tiên từ affiliate rồi. Ví dụ như bán 99k một cái bia, và admin sẽ để lại cho anh mình cái giá là 50.000 một nick. Anh mình sẽ bán 99k hoặc là 119k. Ngay chỗ này là chuyển đổi đầu tiên mà người ta sẽ cảm ơn mình. Tại vì sao? Vì gì? Các bạn phải thể hiện được điều rằng đó là một nick là điều rất là bình thường. Mình phải sử dụng hai nick thì là kết quả nó thật sự là tuyệt vời. Và chắc chắn admin tin chắc là trong một tuần người ta sẽ có đơn đầu tiên và người ta sẽ tin tưởng mình tuyệt đối. Sau đó là chúng ta đưa vào Zoom ở các cái kênh đó, tiếp theo là tạo fanpage chẳng hạn, tiếp sau đó là tạo Shopee chẳng hạn, đến đó thôi. Nhưng mà xoáy sâu vào trong vấn đề về marketplace, sau là quá trình mà tư vấn cơ bản, rồi là mình nói về vấn đề về hình ảnh trung lập,
đấy, rồi là nói về những cái cơ bản là tranh khung ở trong canvas, Canva, được chưa ạ? Và đó là một cái bộ dành cho UI trong vòng 3 ngày thực chiến hay là 5 ngày thực chiến hay là 4 ngày thực chiến, sau đó đưa vào Zoom, rồi là chúng ta show kết quả và kể những cái câu chuyện ngày hôm nay. Em tin chắc rằng 9 người thì 8 người sẽ chốt được sale affiliate. Còn tôi còn các bạn, đó là cái công thức để mình đào tạo đội VIP member đó. Đúng không ạ? Sau một buổi thôi, đúng không ạ? Sau 3 ngày, sau một tuần đào tạo VIP member coaching free ấy, có hơn 30 người tham gia trong vòng 3 ngày, chưa đến 3 ngày. Hơn 30 người tham gia một lúc luôn, đồng hành luôn vào trong VIP là kiếm hơn 100 triệu đấy ạ. 90 triệu đấy. 3 ngày. Khủng khiếp. Và tính kỷ luật nó phải có. Và cái công thức này là admin chỉ có hướng dẫn cho anh em mình. Đây là lần đầu tiên tôi nói về quy trình hướng dẫn một cái đội 3 đến 5 người hoặc là 7 người hoặc là 10 người. Đây là một cái quy trình chuẩn. Anh em mình áp dụng 100% thành công. Chắc thành công. Và vấn đề ở trong đó là mình phải khéo léo làm sao đấy để mình đưa các cái câu chuyện của mình, đưa những cái động lực của mình mà. Và làm sao đấy để chuyển đổi. Bạn làm tốt rồi, ok, làm xong nhóm đó, bôi đỏ những người có email đó trong cái Google Form lại, để sau này người ta đăng ký, hoặc là mình báo vào trong đấy không bị kiểm tra trùng lặp nữa. Mình sẽ gom hết tất cả những email vào trong một cái file tổng, được chưa? Và Google Form đó sẽ là 10 người sẽ như một, và tất cả cái data đó để đưa vào trong trong một cái list tổng của tất cả team của mình. Anh em mình hình dung không? Đó, và ông nào ấy đã được chốt sale rồi thì bỏ qua một bên, ông nào chưa bị chốt sale ấy thì ta sẽ có cái quá trình là đó, nếu nào vào trong đấy thì chúng ta sẽ có cái phương án upsell, tức là từ quá trình team chốt lên digital hoặc là VIP member, tại vì con người ta lúc nào cũng có một cái tâm lý ham tham giá tốt rồi muốn giá tốt hơn, kiến thức nhiều rồi muốn kiến thức nhiều hơn. Và con người ta không bị chết bởi tham thì chết bởi gì ạ? Bởi danh. Phải được làm VIP member cơ, đúng không? Và muốn chốt được đôi khi không phải vì tiền, đôi khi là vì cái áo này này, vào trong VIP mới được phát áo, đúng không ạ? Và ở trong đội nhóm này luôn luôn trở thành muốn đứng ở cao. Tôi biết ở trong tâm lý anh em mình ở trong thì cũng có người như vậy. Chúng ta vừa được giá tốt, vừa được là những người đào tạo, vừa là được người làm việc trực tiếp với Forry Admitting. Tự hào không? Tự hào chứ. Mọi người tự hào khi mở trong đây không ạ? Đúng không? Mọi người cảm thấy rằng tuyệt vời khi mở trong đây không ạ? Và member người ta cũng như vậy. Có rất là nhiều cách để đảo phá tâm lý của một người để đọc vị, chứ không đơn thuần chỉ là thang giá trị cơ bản. Thang giá trị ở trong đây nó gồm là gì ạ? Có những thứ, đúng không ạ? Có bốn vấn đề, đúng không? Bốn vấn đề liên quan đến đọc vị, đúng không? Người ta sẽ gì? Bị thu hút bởi tiền, bởi thu hút bởi quyền lực, đúng không ạ? Thu hút bởi danh vọng, đúng không ạ? Được sự tôn trọng, người ta sẽ bị thu hút bởi tình yêu. Có những thứ nó bị thu hút như vậy. Chúng ta phải hình dung là như thế, chứ không đơn thuần chỉ là thang giá trị, là sẽ vào trong đấy sẽ được học thêm khóa học, sẽ được vào trong đấy là được giá tốt. Khi vào trong đó là bạn có thể là được là người hướng dẫn những người khác, và vào trong đấy là bạn sẽ được phát những cái thứ mà chỉ có VIP mới có thôi, ưu ái hơn, đúng không? Và được làm việc với đội nhóm admin, đội nhóm mốt, và đội nhóm được cái kết quả khủng khiếp. Và chỗ này là cái mà cái quy trình quá trình mà mình tin chắc rằng nếu anh mình làm đúng, kết quả ngay lập tức nó sẽ sự chuyển đổi. Tại vì sao có lúc mà admin kiếm tiền nó dễ như thế này, thì mình phải quá trình hết, mình tư vấn luôn trong vòng 15 cái tin nhắn. Sau đó mình đưa luôn vấn đề, bảo là bây giờ là thật sự là nếu như bạn cảm thấy rằng cái con đường của mình là dropship thì bạn hãy tham gia cái team này, này. Một là bạn được giá tốt này, hai là bạn được hỗ trợ về content này, ba nữa là bạn sẽ được học một cách bài bản mà giá cái team này team trả phí, bạn sẽ được học bài bản hơn và được shortbox liên tục. Bạn đồng ý thì bạn xem cái video này, và cái video đấy là video admin làm một cái giới thiệu 3 phút thôi, và một cái landing page hoặc là một cái landing page nói về cái gì đó, là lý do tại sao phải làm website
tại sao phải làm website, tại sao phải làm Facebook cá nhân, làm fanpage cá nhân đấy, là lợi ích của khi mà tham gia cái đó và chia sẻ cho người ta. Ok, phát xíu nữa, ok anh ơi em chuyển khoản để tham gia. Cùng kịch bản đấy nhắn tin cho ba người, đây là một cái buổi trong vòng 20 phút mình có ba sale. Sau đó hôm admin nhớ là có admin off sale trong nhóm admin hoặc là nhóm admin, đó là ba sale đó 1.8 triệu rồi, là 2.1 triệu rồi chứ không phải 1.8 triệu nữa. 7321 là 2.1 triệu rồi, nhanh chóng vô cùng. Chưa kể vào trong đấy là coaching rồi là kéo phễu đâu, cho sale trực tiếp luôn, tại vì mình biết, mình đọc vị rồi mình biết là đó là cái người mà người ta muốn học rất là nhiệt thành. Nếu mà họ nhiệt thành thì mình cũng không có ngại gì để mình chia sẻ, mình phát chốt luôn rồi là chuyển khoản ngay lập tức đó. Và cái chỗ này là anh em mình học cái chỗ này nhá, em mình phải ghi chép cái chỗ này lại, nghiên cứu cái chỗ này. Một á là sau khi mà mình tuyển được một đội nhóm từ 5 đến 10 người, mình phải sử dụng hành chính mệnh lệnh đó, phải đầu tiên là bước vào trong đó mình luôn luôn là cam kết. À, xin chào các bạn đã tham gia cái nhóm của mình và để cho không tốn thời gian của bạn và tôi, đây là những cái kết quả của tôi, hoặc là mình giới thiệu chưa? Và mình đang ở trong team nào, ở trong Fori, mình là trong team special đúng không, và đã tham gia Fori bao nhiêu lâu rồi. Đừng nói là tham gia Fori cũng được, à, nói trong Fori nhưng mà phải nói rằng là mình đã tham gia làm drop bao nhiêu lâu rồi và kết quả của mình là như thế nào, đưa một số kết quả ra. Và mình muốn tập trung luôn ngay cho những bạn mà thực sự chiến đấu. Một là anh em mình dành được bao nhiêu thời gian để tham gia, thứ nhất. Hai là anh mình cam kết là nếu như mà anh mình không thực hiện đúng những yêu cầu của tôi thì bạn có thể bị kích khỏi team này. Đây là cái điều mà mình xin lỗi trước để không tốn thời gian của tôi và các bạn, và tôi cũng không có nhiều thời gian. Mình viết như vậy, tất cả mọi người đồng ý đúng không nào? Ba là nếu như mà quá trình đó anh em phải chịu những cái vấn đề liên quan đến vấn đề điểm danh hoặc là những cái vấn đề phải online đúng giờ để mình thực hiện, nếu mà anh em mình quá thực hiện không làm đúng hai lần hoặc là ba lần, tôi sẽ kick các bạn khỏi nhóm. Đây là thể hiện sự tôn trọng với nhau, thì chắc chắn 100% team đó người ta sẽ ok admin, ok bạn 100% sẽ là như vậy. Còn thằng nào không trả lời kích luôn, xong. Ok chưa? Sau đó bắt đầu làm. À, tại vì là cam kết rồi nên đầu tiên là vấn đề về quy trình dropship, yêu cầu các bạn ghi vào trong vở, anh em nào không làm thì mình sẽ kích nha. Và phải có người bị kích, nếu như mà không làm thì mới có tính răn đe, chứ không phải chúng ta làm việc để chơi. Và nên nhớ là đây là kiếm tiền, không phải là vào để tham khảo. Ok, và chụp màn hình gửi cho chúng ta. Hai là hướng dẫn về vấn đề market play. Được chưa? Chúng ta phải có những cái bài viết hoặc là những cái video ngắn. Hãy học cách quay màn hình, hãy học cách làm video như thế này, nói chuyện không, hãy học cách viết một cái bài. Nên thành ra bản chất anh em mình phải có blog là ở chỗ đó. Ok, anh em mình đọc cái bài này, và bài đó mình phải để trong chế độ mật. Có nghĩa là đặt mã khóa cho cái bài đấy, và trên website đấy nó có cái chế độ là phải dùng bát để mở được cái đó, để gì ạ? Để tăng cái tính hấp dẫn của câu chuyện của mình. Nếu không mà phè ra thằng nào cũng biết hết thì có cái gì đâu mà ngon, đúng không? Miếng ngon là miếng nửa vời nửa không, đúng không ạ? Nửa kín nửa hở, và nó phải ít người biết thôi thì mới là mật. Và luôn luôn mình nói rằng là cái điều này ấy, là những cái điều bí mật mà tôi được học ở trong Fori Team Admin hoặc là Fori Team Special hoặc là trong VIP Member. Và cái điều này tôi được học ở trong Fori gắn với cái việc mà chúng ta là cái kết quả của chúng ta với Fori mà Admin nói ngay từ ban đầu. Chúng ta không gắn với Fori chúng ta sẽ không bao giờ chốt được cái gì hết, đúng không? Và chúng ta không thể hiện cái lòng tôn trọng và cái thể hiện cái tinh thần đội nhóm thì chúng ta sẽ khó chốt sale sau này vào trong Zoom tổng nữa. Được chưa? Là cái thứ hai. Được chưa? Tiếp theo đó, rồi là bắt đầu cho người ta nhập mã hoặc là đưa cho người ta một cái ebook hay là như thế nào, tối thiểu là một cái ebook hướng dẫn. Rồi anh em nào phải ghi chép lại, chụp màn hình chốt. Sau đó là yêu cầu đăng bài từ 5 đến 10 bài và phải báo cáo kết quả. Và yêu cầu
và lúc đấy member được cái sự quan tâm, người ta sẽ nhớ bạn cả một cuộc đời chắc chắn. Tại vì sao? Tại vì bạn giúp người ta hiểu được vấn đề về marketing từ một cái người mà không biết gì hết và được tham gia một cái nhóm miễn phí, và người ta sẽ thấy giá trị vô cùng. Sau này dù các cái khóa học cao cấp hơn bao nhiêu đi nữa thì cái khóa đầu tiên của một new mind đó là cái khóa mà làm cho người ta nhớ nhất. Đó cũng chính là lý do tại sao Thắng tạo ra được những cái cộng mà sau này người ta cũng cảm ơn, đúng không? Đấy là mình giải nghĩa luôn cái vấn đề này. Rồi sau đó là chia sẻ các kiến thức về bán hàng trên nhóm, tạo ra fanpage hoặc là tạo ra Shopee để bán hàng. Thì đây là cái, các cái kết quả của tôi. Các cái kết quả của mình ấy, thì rất là dễ để có rồi, đúng không? Tự admin tin chắc rằng anh em mình đã có những kết quả cơ bản rồi ở trong trong story rồi, hoặc là cái hệ thống kênh để cho người ta làm mẫu để cho người ta học. Sau đó là đến những cái buổi cuối thì là tạo ra những cái zoom. Trong thời gian tới này thì admin luôn luôn thể hiện sự tôn trọng đội nhóm mốt của story. Dù anh em mình là người giao quyền, tuy nhiên là anh mình phải phải luôn luôn thể hiện cái tôn trọng một số người. Tại vì nếu chúng ta coi chúng ta là nhất ở trong forum này rồi ấy, thì member dưới khi mà người ta nghe mình ấy, người ta cũng chẳng thấy ông nào hơn mình cả, đúng không ạ? Thậm chí ấy, đôi lúc admin phải lấy một cái người giả lập trong các cái câu chuyện, tức là người đó không có thật, người đó còn phải cao siêu hơn cả mình để người ta nghĩ là quá ông này ghê thế rồi, còn cái ông khác cao hơn nữa, đúng không? Thì gì, member người ta mới vào trong cái nhóm đấy. Thì khi mà vào trong đây được gặp các cái gọi là gì ạ, 108 hơn là cái anh hùng lương sơn bạc như này, sâu kết quả hơn sắc, đúng không? Và đó là kịch bản, và chính cái kịch bản này sẽ tạo nên thành công, đúng không? Và chưa bao giờ đi nói và chơi cuộc chơi này là cuộc chơi của cộng đồng, cuộc chơi này là cuộc chơi của cả một hệ thống, và các bạn được đào tạo một cách bài bản, và đây là bài bản. Và sau khi một quá trình 10 người đấy xong rồi, tiếp tục câu chuyện này cho tới khi mình giàu có, cho tới khi mà mình đạt được cái ngưỡng lợi nhuận mình mong muốn thì thôi, đúng không nào? Sau khi có cái team mà theo mình thì họ vẫn theo mình nữa để mình upsell, upsell lên VIP, upsell lên digital, hay là upsell thẳng lên special, học tất cả mọi thứ này, các bộ module quy trình admin đã chuẩn bị sẵn rồi, kiến thức đã chuẩn bị sẵn rồi, hay là họ học thêm các vấn đề về affiliate, đúng không? Và người ta sẽ theo dõi bạn liên tục, hãy làm profile một cách chỉnh chu ngay từ bây giờ. Và nên khi mà em đi nói rằng là em đi khó khăn hay là tôi cảm thấy là tôi mệt mỏi gì đó, nó là vấn đề về thể chất, về cái sức khỏe thôi. Còn góc độ em đi nói rằng là tôi chỉ cần một người hiểu, tôi và bạn sẽ thành công, sẽ trở thành triệu phú, ít nhất là tiền 100 triệu trở lên. Nên ra đây chọn cái gì để làm thôi, chứ không phải vấn đề thiếu kiến thức, thiếu khả năng, thiếu cơ hội. Không thể nào mà chết được, không thể nào chết được, đấy là đương nhiên, đúng không ạ? Và trong cái buổi hôm này là tất cả em mình học kinh khủng, đúng không ạ? Bao nhiêu tiếng rồi, đúng không ạ? 3 tiếng đồng hồ, bao nhiêu ạ? 4 tiếng đồng hồ, đúng không ạ? 4 tiếng đồng hồ để nói chuyện với nhau, nghe tất cả câu chuyện của nhau, và chúng ta giữ nguyên đội hình này, chúng ta sẽ chốt được tất cả mọi thứ đấy. Đó, và cái đó là cái mà định hướng tiếp theo trong Fori. Và đối với các cái team tổng thì chúng ta sâu kết quả là chia sẻ quy trình, chia sẻ hướng marketing, thế thôi. Còn lại chuyên sâu thì chúng ta để dành, đúng không nào? Thậm chí có thể là mình chia sẻ luôn những cái kiến thức ở trong tổng, nhưng mà khi mà vào trong nhóm ấy, cái điều mà người ta khác biệt đó là tính kỷ luật tạo nên thành công. Ai cũng có thể làm thành công, nhưng mà người ta thiếu cái sự kỷ luật. Đó là lý do tại sao chị Thi có mặt ở đây. Tại vì khi đó admin nhắc rằng là ông nào không tham gia, đúng không? Ông nào không làm, ông nào không đạt đủ deadline ấy, là tôi kích. Sau khi một cái khóa quá trình miễn phí đấy xảy ra đấy, và admin chốt được hơn 30 người tham gia VIP member, trong đấy khả năng có một số anh em mình trong có mặt ở đây đã từng tham gia trong cái giai đoạn đấy với chị Chi đấy, chắc chắn là có đấy. Và bí mật, đúng không? Và quy trình đối với new buy là như vậy. Thì khi mà member mà vào trong quá trình thì đã có module sẵn rồi, thì tiếp tục, đúng không, chúng ta sẽ chốt nâng cấp hơn các vấn đề về, đúng không? Mấy cái chỗ đó là chúng ta hướng dẫn cơ bản,
Chứ sau này ấy, thì chúng ta sẽ hướng sâu hơn, đúng không, về các vấn đề kỹ thuật, về các vấn đề về target, về trong các vấn đề về tư vấn và trong các vấn đề về đội nhóm, đúng không? Và chốt vào trong đấy rồi thì upsell chúng ta sẽ nhìn thấy được rất là nhiều kết quả, rất là nhiều những người tiềm năng được chốt từ những người bình thường, thậm chí là những là chủ shop, chủ xưởng, anh em mình cũng có thể connect với họ. Và chỉ có làm kinh doanh, chỉ có làm marketing, chỉ có xây dựng cộng đồng thì mình mới có cơ hội kết nối được với những người ở đẳng cấp cao hơn mình. Đấy là điều em đi chắc chắn. Còn không thì chúng ta sẽ đâu có gì để mở rộng quan hệ đâu. Thân phận của mình hiện tại sẽ không bao giờ chơi được với những người cao hơn mình. Nên nhớ. Nhưng mà khi mình làm marketing, họ sẽ bị thiệt thòi hơn mình tại vì họ không biết. Và mình sẽ là đó là cơ sở để mình có thể chốt được sale nhiều hơn, lớn hơn, đúng không? Và đó là cái cơ làm được nhiều thứ hơn. Đó là cái mà mình muốn chia sẻ cho anh em mình để cho mình hiểu được cả cái liên quan đến marketing, liên quan đến cộng đồng và các cái nhóm tổng chúng ta chia sẻ. Giờ chúng ta show những cái, ví dụ như là trong các cái nhóm ngách ấy, mà anh em mình tham gia đấy, show những cái bài, những cái sản phẩm mà có nhiều inbox, không ra đơn nhưng mà có nhiều inbox, ví dụ như vậy, thì đó là cái giá trị tạo ra cộng đồng này. Đối với nhóm tổng thì quy trình này, những sản phẩm đang hot này, đúng không? Và chúng ta làm việc nhau ở trong đây là đến như này rồi, đúng không ạ? Vì chúng ta không có, đúng không ạ? Nhưng không có hành chính mệnh lệnh anh em mình, và chúng ta làm việc ở giai đoạn trên cái tinh thần là tự nguyện và tự giác và có trách nhiệm với cộng đồng. Và hôm nào không có trách nhiệm với cộng đồng thì chắc chắn bạn sẽ bị loại bỏ cuộc chơi. Còn Special 3.0 nữa mà, lúc đó chỉ cần vài người thôi, và những người đấy là những người đạt được kết quả lớn nhất từ vấn đề phát triển cộng đồng. Và hiện tại cộng đồng toàn bộ mọi thứ để kéo được phễu ra đó, 40 người, 50.000 người, chưa kể các cái cộng đồng khác cùng insight. Anh em mình học phễu marketing rồi. Học phễu là tham gia các nhóm khác hoặc là sử dụng các cái dòng chảy của internet, đúng không ạ? Từ sell top để kéo về cái nhóm của mình. Cách thứ hai là vào thẳng luôn cái nhóm của thằng khác không kiểm duyệt, trong đấy có rất là nhiều cần nhưng mà cái thằng admin nó không quản trị nổi, mình vào trong đó mình là người nổi trội hơn, mình cướp luôn diễn đàn, kéo luôn vào nhóm của mình. Thì không thể nào mà giới hạn được là thị trường này nó là bao nhiêu người, thị trường này đối với Forum tặng ra nữa cộng đồng là 40 người, nói đó là một cái con số cụ thể là do mình đã làm. Nhưng mà đối với internet á, có hơn 60 triệu người ở Việt Nam này, và cái số lượng mà người muốn kiếm tiền online rơi vào khoảng tầm hơn 20 triệu người. Và có rất là nhiều người thất bại bởi các cái dự án đa cấp, các dự án về coi tiền ảo, mất lòng tin trên internet rồi. Và bây giờ cái việc của chúng ta là tạo dựng được lòng tin của họ đối với internet, thì họ không bao giờ ngại việc là tham gia. Và cả cái chi phí tham gia là 699 hay là 399 hay là gì ạ, 3.999.000, thậm chí là 20-30 triệu là chuyện bình thường. Hãy nên nhớ là như vậy. Hãy bạn nên nhớ rằng những khóa học của Nguyễn Vĩnh Cường, Phạm Thành Long là 300 triệu 200 triệu 500 triệu, chứ không phải là vài trăm nghìn, đúng không? Chúng ta định giá team của chúng ta là 699 thì chúng ta là cái giá đó. Nhưng mà đây là phễu đầu, để làm sao một người tham gia team á, người ta sẽ đi đến mình, đi cùng với mình đến cuối con đường, và họ, đúng không? Để kiếm mình thật là nhiều tiền và họ phải chi trả cho chúng ta. Phễu đầu tiên là như vậy. Phễu thứ hai là 3 triệu, phễu tiếp theo là 5 triệu, phễu tiếp theo chốt sale một phát là offline, quá trình cho rất là nhiều, kể cả công cụ email, đào tạo, tất cả mọi thứ luôn, có thể là 20 triệu. Người ta sẽ không ngại trả phí khi mà mình làm cho họ ra kết quả. Đào tạo như vậy, đúng không? Và làm sao để một người trả cho team 20 triệu. Thế mình đã gần như được khoảng tầm 40-50%, đúng không? Thì đó là mục tiêu của anh em mình. Và admin nói rồi, trong cái team này là việc là theo cái tình cảm. Tuy nhiên rằng là khi mà triển khai làm ấy, trong Fori là admin sống khá là tình nghĩa, đúng không? Admin nói rằng là gì? Riêng ấy, mà anh em chỉ cần làm, tôi không khẳng định rằng là bạn làm, tôi sẽ chia sẻ cái miếng cơm của tôi dành cho anh em mình. Đây là có thật ở trong Fori, đúng không?
và anh em mình phải là người làm và chịu khó, tuy rằng là làm nhưng chúng ta kết quả tôi sẽ không bao để cho anh mình chết đói. Chứ không phải vấn đề là bây giờ là nhân sự là tiền anh không có, gia đình không giúp đỡ là giúp đỡ bên ngoài, vấn đề nó không quan trọng. Quan trọng là vấn đề là chúng ta cùng đồng hành để đến một ý tưởng, nhưng mà chẳng qua là thời thế nó chưa đến và tôi có hơn bạn, đúng không? Và miễn sao không chết đói là được. Thậm chí là tôi có thể ăn bánh mì, đúng không, để nhiều bạn bắt cơm, không có vấn đề gì. Đây là cái câu chuyện nói được làm được. Đó là lý do tại sao mà có tôi không phải thể hiện tôi không cần tiền, đó là không cần thiết phải như thế. Cái cần thiết là bạn có chịu làm hay không. Và trong 4E là cái tinh thần này phải đặt lên hàng đầu, và chúng ta phải luôn luôn cho những người tới sau nữa. Tiền là điều quan trọng. Tuy nhiên rằng ở trong cái team mà đã ở trong special như thế này này, chúng ta phải coi chúng ta giống như một cái người trong gia đình, đúng không? Người nhà là anh em, thậm chí còn tốt hơn cả anh em ruột. Anh em ruột chưa chắc đã giúp đỡ mình, nhưng mà bên ngoài một lúc nào đó xa cơ lỡ vận, đúng không, thì tiêu bạc giang hồ chúng ta sẽ gặp nhau đấy. Admin luôn nghĩ là như vậy, đó là sự thật luôn đấy. Nên là việc mà admin ra Hà Nội, đúng không, đi Hải Phòng hay đi Quảng Ninh, đi Sài Gòn, đi Tiền Giang, tôi không bao giờ lo chết đói. Chết thế nào nữa, đúng không? Bạn bè ở khắp mọi nơi ở Việt Nam này, và họ sẵn sàng mời cơm rượu, mời mình về, rất tôn trọng và respect mình, tôn trọng mình, quý mến mình, đi khắp nơi ở mọi Việt Nam, đúng không? Mọi người có thể thấy là năm nào đi cũng đi, có năm nay dịch là chưa đi được thôi. Có lẽ đã đi từ dọc mũi Cà Mau, đúng không ạ? Mọi miền Tổ quốc mình có thể kết bạn giao lưu được rất là nhiều bạn. Bạn của anh như là 63 tỉnh thành, 64 tỉnh thành thì nó rơi đến khoảng tầm 50 tỉnh thành của bạn. Chỉ có mấy cái tỉnh này không có bạn thôi, không có bạn nhiều. Còn lại gần như là khó. Số lượng người từ miền Nam và đến Quảng Trị là chắc chắn là có rồi. Còn người tỉnh Forey này, nhìn cái bạn nó cực kỳ. Đó, và không có ngại, đúng không? Người ta còn mong muốn được gặp mình nữa cơ. Và chính cái điều này là thành công đó. Và trong đây và anh chỉ làm ai cũng khó, ai cũng khổ, nhưng mà mình biết cách thì mình sẽ kiếm được tiền, sẽ không có cái trường hợp nó xảy ra. Thật sự là như vậy. Chỗ này thì là cái mà anh cần xác định với nhau đấy, và tinh thần chiến đấu là như vậy, kinh doanh là như vậy, marketing là như vậy đấy. Và thực sự là trong buổi Zoom dài ngày hôm nay, đúng không ạ, chúng ta chia sẻ rất rất là nhiều điều. Và trong cái phần cuối này thì là thì mình có chia sẻ mình cái quy trình làm việc, đúng không? Quy trình làm việc khi mà chúng ta tạo ra cái nhóm. Hai là chúng ta chia sẻ những cái kiến thức, chia sẻ những cái content. Chúng ta xây dựng kênh ở trong phụ kiện điện thoại thì chúng ta nuôi dưỡng cái group phụ kiện điện thoại. Chúng ta đang xây dựng kênh về thời trang thì chúng ta up các cái content liên quan đến thời trang, các cái công việc mà chúng ta đang làm. Đó, chúng ta đang làm về vấn đề nào chúng ta up vào trong cái nhóm Zalo ở chỗ đấy, nó rất là nhanh và tức thời, ngay lập tức, đúng không? Còn hơn cả là gì ạ, nó giống như là truyền hình trực tiếp đấy. Thời sự đó là lý do tại sao mà khi mà vào trong máy tính là admin control A, control C, đúng không ạ, cắt phát là dán up vào trong đó là anh biết là anh làm gì liền. Lúc nào nhóm cũng hoạt náo, lúc nào nhóm cũng cảm thấy là vui vẻ, lúc nào nhóm cũng cảm thấy động lực. Tại vì sao? Tại vì có một ông admin, và bây giờ ấy, là có rất nhiều ông như thế thì team mạnh mẽ là điều đương nhiên. Và đấy là cái điều mà tôi mong muốn nhất, đúng không? Chỉ cần gói gọn lại trong một vài vấn đề thôi là mình mastery. Và định hướng của admin trong thời gian tới đây là gì? Hôm trước admin đã nói rồi đó, cái gì thì xuống, nhưng mà về ăn mặc không bao giờ xuống được. Dịch bệnh thì dịch bệnh, nhưng mà về sắp trở Tết đến nơi rồi, người ta thì khó khăn cũng phải mua được bộ đồ mới, đúng không? Và vấn đề ăn mặc là vấn đề đúng đắn thôi, đúng không? Năm sau biết đâu chết cũ rồi đâu nữa, không phải gì phải mua cái bộ đồ mới, đúng không? Đói thì chắc chắn là người Việt Nam mình cũng không có thể nào đói được đấy. Nhưng mà năm nay là phong tỏa thì khả năng là sẽ đói, thì ra là những cái thứ liên quan đến ăn uống, những cái liên quan đến may mặc là điều cần thiết thôi, không thể nào mà thoát khỏi được, tránh khỏi được.
hai là những cái liên quan đến sản phẩm công nghệ, ở nhà nhiều, cắm điện thoại nhiều, đúng không ạ, chơi game nhiều thì hỏng phụ kiện, thì đấy là những cái cắp sạc tai nghe vít thật mạnh vào, đó là những cái mà thời gian tới mình nên làm đó, tập trung vào những cái đó. Rồi là cái nhẹ nhàng kiếm được tiền là đồ gia dụng, em đi đang kiếm muộn đúng không ạ, để mình lên nách thêm cái đồ gia dụng nữa ở trong đây, ở nhà đúng không ạ, cách ly mà ở nhà nấu nhiều thì sẽ bị hư nhiều, hư hao nhiều thì mình bán được nhiều, cứ như vậy mà tư duy thì sẽ ổn thôi. Còn lại vấn đề về xây dựng hệ thống cộng đồng này, như vậy anh nhớ cái quy trình này, chiếu về mình sẽ viết lại, hoặc là sáng mai mình sẽ viết lại và gửi lại cho anh em mình. Ok, anh Nhất có muốn chia sẻ gì không? Ok, mình cảm thấy cái chỗ mà mình chia sẻ cái vấn đề về phát triển cái cộng đồng 3 đến 5 người, 50 người đấy, cái micro group ấy, đúng không ạ? Tạo ra những cái vệ tinh nhỏ ở trong cái cộng đồng lớn. Và tuyệt vời không ạ? Ổn không ạ? Đó là bí mật để chốt sẽ thành công đấy. Và khi nào mà mình cứ tạo ra quá trình là lúc đó mình có tiền, rất nhiều tiền. Ok. Mọi người thấy ổn không? Ok, xin chào anh em nhé. Rất là tuyệt vời khi vẫn được gặp anh em trong cái buổi Zoom ngày hôm nay. Đến giờ này mà chúng ta vẫn có mặt cũng khá là đông đủ, đúng không ạ? Thì hôm nay là một cái buổi Zoom khá là dài rồi. Thì anh em có lẽ là đã nhận được rất là nhiều cái tư duy cũng như là cái kiến thức rồi những cái chia sẻ đến từ rất nhiều anh em. Thì mình cũng sẽ không nói nhiều, đúng không ạ? Bởi vì tất cả anh em đã nói những cái điều mà nó còn tồn đọng này, những cái hướng đi trong tương lai thì ADV cũng đã nói này, rồi những cái mà hướng đi mà anh em sẽ làm trong thời gian sắp tới thì anh em cũng đã nói rồi. Thì cái vấn đề của chúng ta đó, giống như cái Zoom trước mà tôi đã gặp anh em ở trong cái buổi Zoom đó, là chúng ta chỉ cần bắt tay vào hành động thôi, đúng không ạ? Chỉ khi mà chúng ta làm á thì chúng ta mới biết được là chúng ta thiếu sót gì và chúng ta cần phải bổ sung cái gì, và không ai có thể là làm tốt ngay từ đầu được, đúng không ạ? Giống như mà khi chúng ta mới học xe đạp đấy, không thể nào mà đi hai tay được, không thể nào mà cầm vào hai cái tay lái đấy mà chúng ta đi được, đúng không ạ? Vẫn phải té ngã vấp rất là nhiều, thậm chí là đâm mù tường, đâm mù cây các thứ, thì khi mà chúng ta làm này cũng sẽ gặp phải cái tình trạng như vậy. Thì cái công việc của chúng ta ở trên online thì chúng ta chắc chắn là phải nói rồi, đúng không ạ? Không thể nào mà không nói được, không thể nào mà không viết được. Đấy là hai cái công cụ, đúng không ạ? Nói và viết là hai cái công cụ giúp cho chúng ta có thể kiếm được tiền ở trên online. Và chúng ta bắt buộc phải luyện tập. Không thể nào mà chúng ta có thể giỏi được, đúng không ạ? Không thể nào mà chúng ta có ngôn từ hay được, không có thể nào mà chúng ta có cái giọng nói hay được. Cái vấn đề của chúng ta chỉ là luyện tập thôi, đúng không ạ? Luyện tập thì bây giờ chúng ta cứ lên chúng ta nói chuyện với anh em ở đây, sau đó chúng ta tập live stream, tập làm video đấy, và chúng ta cứ đăng lên đi, đúng không ạ? Vì sau này nếu mà chúng ta nghe lại có dở quá thì chúng ta sẽ ẩn đi, đúng không ạ? Đừng có xóa mà hãy ẩn đi, bởi vì Facebook hay là TikTok hay bất kỳ một cái nền tảng nào cũng có chế độ ẩn mà, đúng không ạ? Và khi mà chúng ta làm rồi thì bắt đầu chúng ta biết được cái gì mà chúng ta thiếu sót, chúng ta cần bổ sung, đúng không ạ? Không giỏi tất cả mọi thứ đâu, đúng không ạ? Ví dụ như anh em là website thì cứ làm đi, đúng không ạ? Thì khi mà chúng ta thiếu cái kỹ năng viết nội dung thì chúng ta bắt đầu chúng ta học. Học viết nội dung, ảnh chúng ta có thể copy ở trên Google, ở trên Facebook hoặc là ở trên những cái trang mà người ta cho tải đấy. Tuy nhiên nó xấu quá, nó không hợp ý thì bắt đầu chúng ta đi học Photoshop. Đó, chúng ta cứ lắp ráp dần mà thôi, đúng không ạ? Khi mà chúng ta đang ở cái thời đại này là thời đại 4.0, và cái thời đại này thì bắt buộc, đúng không ạ, anh em ta phải làm việc phải có kỹ năng tốt, bắt buộc phải có kỹ năng tốt, bởi vì chúng ta cạnh tranh nhau không còn là vì kiến thức nữa, đúng không ạ? Kiến thức thằng nào cũng được học, cái vấn đề là chúng ta có giỏi cái kỹ năng đấy hay không, và kỹ năng nó có khi chúng ta bắt đầu chúng ta hành động và chúng ta làm. Thằng làm giỏi luôn luôn là thằng làm nhiều, chứ không phải rằng làm giỏi bởi vì nó thông minh đâu. Thông minh không làm sẽ không giỏi bằng cái thằng mà làm nhiều, đúng không ạ? Và khi mà anh em ta ở đây rồi, đúng không ạ, nó là một cái môi trường để chúng ta có thể luyện tập. Cái môi trường luyện tập tốt nhất đó là cái môi trường này, đúng không ạ? Có thể chúng ta có thể luyện tập ở trong môi trường quân đội đấy,
là một môi trường tốt tiếp theo nếu như anh em đi được ở môi trường Ấn Độ hoặc là công an cái ngành nào đó. Môi trường tiếp theo là môi trường trường học để chúng ta có thể luyện tập, và môi trường tốt nhất là ở chính quê này. Đó, anh em được học rất rất mà không có cái đội nhóm nào, mà hiếm cái đội nhóm nào mà có khả năng mà ngồi đến cái giây phút này, đúng không ạ, mà lại là cuối tuần nữa đấy. Thì chỉ có một cái lời chúc, lời cuối cùng là chúc anh em chúng ta có nhiều năng lượng, đúng không ạ, có nhiều cái hành động để có thể thành công trong cái mục tiêu sắp tới của Foray Center, cũng như là chính bản thân của anh em. Bởi vì chúng ta đấy luôn luôn tìm kiếm một cái gì đó nó quá xa vời, mà khi mà chúng ta ở đây mà chúng ta không trân trọng thì nó sẽ rất là lãng phí thời gian, đúng không ạ? Bản thân tôi là một người mà đã trải qua rất là nhiều cái công việc kinh doanh rồi, mà cái vấn đề của chúng ta đấy là phải xây dựng được cộng đồng, đúng không ạ, và gắn liền với khách hàng chứ không phải là sản phẩm đâu. Và nếu như chúng ta có cái cộng đồng tốt này, có một cái tệp khách hàng ok này, thì chúng ta sẽ dễ dàng bán bất kỳ một cái thứ gì mà chúng ta muốn. Cái vấn đề là chúng ta tìm hỏi cái cộng đồng đấy muốn gì, và chúng ta họ thiếu thời trang, đúng không ạ, thiếu ngách thời trang. Ngày xưa đấy chỉ có phụ kiện điện thoại thôi, và rồi nhiều người họ bắt đầu liên kết, đúng không ạ. Khi mà chúng ta phát đi thì vũ trụ này sẽ nhận cái tín hiệu đấy và mang đến cho chúng ta, đúng không ạ. Thế bắt đầu có người là liên kết về thời trang này, rồi liên kết về túi sách này, liên kết về ví da này, liên kết về giày này, và rất rất nhiều nữa về mỹ phẩm đấy. Thì khi mà cộng đồng Foray Center cần thì ngay lập tức chúng tôi sẽ tìm kiếm, đúng không ạ, chúng ta sẽ tìm kiếm những cái đối tác, và đối tác họ sẽ hợp tác với chúng ta, không phải là chúng ta đi kiếm nữa, mà đối tác họ đến với chúng ta luôn, đúng không ạ. Thì khi mà chúng ta làm một cái gì đó, tập trung một cái gì đó thì nó sẽ mở rộng, và anh em cứ lựa chọn, đúng không ạ, lựa chọn một cái thứ gì đó để anh em làm đi, đừng có tản mạn, đừng có phải học nhiều quá, đúng không ạ, cứ tập trung vào một thứ, và sau này chúng ta sẽ mở rộng ra mà chúng ta không thể nào biết được, đúng không ạ. Chúng ta sẽ mở rộng rất là nhiều thứ mà chúng ta không thể nào biết được, và nhiều khi mình không thể nào mà mình nghĩ là mình có thể làm được điều đấy. Ok, lời cuối cùng thì chúc anh em có được những cái kiến thức hay, rồi có được nhiều năng lượng để có thể chinh phục cái con đường sắp tới, cái mục tiêu sắp tới, mục tiêu của anh em cũng như là của Foray Center, đúng không ạ. Thì có rất là nhiều cái nội dung mà muốn chia sẻ với anh em, nhưng có lẽ là chúng ta sẽ không thể nào mà nói hết trong cái buổi Zoom này, đúng không ạ. Cái buổi Zoom sau thì chúng ta sẽ nói nhiều hơn đó. Ok, chỉ đơn giản vậy thôi, đúng không ạ. Chúc anh em có một buổi tối vui vẻ, hạnh phúc và thành công, đúng không ạ. Cảm ơn anh Nhất nha, và anh Nhất là một trong những người rất là nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên rằng là anh em mình có những cái khó khăn, đúng không ạ, có những cái vướng mắc nào ấy, thì hãy liên hệ với anh Nhất, và anh Nhất sẽ hỗ trợ cho em rất rất nhiều trong cái các cái lĩnh vực, trong vấn đề về tất cả mọi vấn đề đa phương diện. Tại vì anh Nhất là làm 100% á, nên là lúc nào cũng online, có thể là hướng dẫn nhờ sự hỗ trợ từ anh Nhất nhá. Ok, Thắng có muốn chia sẻ gì không nhỉ? Đã bật mic không? Rồi, mới về xong, nãy cô quen làm tí. Thôi thì này cũng có nói nhiều rồi, thì bây giờ là một số cái lời mà động viên cho anh em thời gian tới thôi. Kiểu giờ này cũng khá là muộn rồi, mà có giờ chỉ có như anh Nhất nói thôi, đó là có những cái động lực cho anh em trong thời gian tới. Thì cái thứ nhất Thắng muốn chia sẻ với mọi người là lý do mà mình đi Foray mà được lâu như vậy, thì thực sự đó là cái đam mê kinh doanh thực sự luôn. Tại vì ở trong đây thì cũng không có phải là anh em gì xa lạ, tại vì Thắng có một xuất phát điểm thì nó cũng khá là suôn sẻ. Thực tế nó là vậy luôn, khá là suôn sẻ trong tất cả mọi việc, từ gia đình cho tới hoàn cảnh hay là kinh tế gì đó. Đó, chẳng qua là chưa có nhiều tiền thôi, còn lại cái hoàn cảnh thì nó rất là thuận lợi để mình làm cái này. Thì có công việc chính luôn, có công việc chính để tự nuôi sống bản thân mình, và mình làm thêm để mình thỏa được cái đam mê. Và chính cái đam mê là cái sẽ giúp các bạn mà đi đến cái cuối con đường
nó như Phạm Hạnh Long có nói cái câu gì mà hai cái mà để luôn giữ lửa ở trong tất cả mọi khi mà cái buổi Zoom là kết thúc thì cái động lực nó sẽ dần mất đi, chắc chắn điều đó luôn, tại vì kiến thức nó còn mất đi nói gì đến động lực, đúng không? Thì những cái mà mình để giữ cái động lực đó, cái giữ được cái lửa mà đam mê của mình thì chỉ có là một cái mục tiêu lớn, một là cái mục tiêu nó đủ lớn, còn hai á là mình phải có được những cái kỹ năng, có điều kiện á, để thực hiện được cái mục tiêu đó. Và trong Fori đây là một môi trường cực kỳ tốt luôn á. Các bạn thử ra ngoài nhé, các bạn mà thử làm những công ty lớn, tôi mặc dù tôi không làm nhưng tôi có rất là nhiều người bạn làm những công ty lớn đó, người ta làm về marketing nhé. Tôi có một đứa bạn làm về marketing mà suốt ngày phải hỏi tôi về chạy quảng cáo, hỏi về fanpage Facebook. Thực tế ở ngoài đó nó không có cái gì hết đó. Nó chỉ có là những cái lý thuyết suông ở những cái trường kinh tế, nó rất là gọi là kiến thức nó hơi bị máy móc một tí. Còn trong đây là một cái môi trường nó vừa thiên về thực chiến, nó vừa thiên về kiến thức. Và ở trong Fori Center tôi cảm nhận đây là một cái mô hình đại học tương lai. Tại vì tôi tin chắc đó, là sau này tương lai nó sẽ là sẽ có một cái ngành nghề để hướng nghiệp cho mình, để sau này mình có thể làm được cái gì. Ở trong đây có rất là nhiều bạn học đại học thì cũng đã biết được cái điều đó rồi. Học đại học thì những kiến thức bạn học đại học chưa chắc ra trường các bạn đã có đã đủ đủ trang bị để mình làm những cái công việc mà có liên quan đến mình, đúng không? Kể cả như tôi đây, tôi học nhưng mà học một cái lĩnh vực mà sau này tôi ra làm một cái lĩnh vực khác, quan trọng là cái thích nghi thôi. Mình học ở trong đó là mình học được là về kỹ năng mềm, về tư duy xã hội, về tư duy của cá nhân, đúng không? Còn cái việc mà rèn luyện thì nó đến từ bản thân mình, và kiến thức nó không có hề nào nó quan trọng quá nhé. Ở trong Mori Center các bạn sẽ được học hết, và cái vấn đề mà để được làm được thì nó đến từ cái tư duy và cái mình phải đặt ra cho mình mục tiêu. Mình vô thôi là gì, trả lời được câu hỏi đó thì các bạn có thể theo được đến cùng, và ít nhất là các bạn theo như bản thân tôi đó, chỉ cần khoảng tầm 1 đến 2 năm mà các bạn vô vào thời điểm này thì khoảng tầm 2 năm sau các bạn sẽ cực kỳ là kinh khủng. Tại vì admin mất khoảng từ 3 đến 5 năm để có được cái lượng kiến thức mà chia sẻ cho tôi ở những cái thời gian đầu tiên, đúng không? Và tôi đã được rút ngắn cực kỳ nhiều, và các bạn vô trong thời điểm này thì các bạn càng đi nhanh thôi. Tại vì các bạn lúc này là team đã gần như là hoàn thiện về cái mảng kiến thức rồi. Cái hồi mà tôi vô á, là nó chưa hoàn thiện về tất cả những cái module. Nó chỉ có đúng một module về công thức thành công thôi. Còn lại những module sau là nó phải dần dần nó build lên. Tới bây giờ là có quá nhiều kiến thức luôn. Và mình có một cái quá trình lâu dài mà mình học hỏi được cái điều đó. Và đây là một điều rất là tuyệt vời ở trong Fori Center. Mà thực tế luôn nhé, cái này mà nói không phải tự hào đâu. Các bạn ở trong đây, nếu mà góc độ mà spam độ nhóm ở Việt Nam, ở trong Fori Center chắc không ai qua được tôi đâu. Tôi đi từ nhóm đa cấp cho tới nhóm tài chính, cho đến những cái nhóm mà khởi nghiệp, những cái nhóm nói chung mà tôi đi rất là nhiều. Nghe rất là nhiều Zoom của những cái người mà admin mod ở trong đó. Nhưng mà không có nơi nào bằng nơi này đâu. Thực tế vậy, tôi đi và cái mục đích của tôi đi đó là hỏi, chứ không phải là mình đứng núi này trong núi nọ. Và luôn luôn tôi nói với admin vậy, là tôi thường xuyên đi spam những cái nhóm đó để xem họ hoạt động như thế nào, để xem mình còn có cái gì thiếu sót. Đó, đặc biệt là từ cái việc mà quấy gọi là việc cộng đồng đó, về việc xây dựng cộng đồng làm sao cho sôi nổi, là tôi học được từ những cái team đa cấp. Thực tế nó là vậy, mặc dù những cái team đó nó bản chất rất là xấu luôn đó, xấu xa, nhưng mà tại sao nó lại có sức hút như vậy? Thì cái đó là cái mà mình cần phải học hỏi. Đó, về kỹ năng marketing nha, kỹ năng digital marketing thì cái điều này mình không có nói nữa. Tại vì chúng ta nếu mà thiếu cái gì thì bổ sung cái đó thôi, tại vì chúng ta còn rất là nhiều thời gian để chúng ta bổ sung. Đúng không? Như chị Chi ở đây 40 tuổi rồi còn học thì lý gì mà chúng ta không học được. Đúng không? Một bà chị, các bạn chưa chắc đã có những cái thành tựu như chị Chi đâu. Chị Chi mới bắt đầu đây thôi đó.
Đó, website, blog, Shopee cực kỳ đỉnh luôn. Đó là cái vấn đề mà chúng ta cần phải học hỏi. Học hỏi trong Product Center này có rất là nhiều người giỏi trong đây. Tôi không dám tự nhận tôi là người giỏi trong Product Center. Nhưng ít nhất ở trong Product Center tôi là một người rất kiên trì. Và cái điều đó thể hiện là tôi đã đi từ cái tên Product Center chưa có và đến đợt thời điểm này. Và tôi đã xác định được cái con đường của mình như vậy rồi. Và nếu các bạn có mục tiêu như vậy thì chúng ta cùng chiến thôi. Tại vì cơ bản á, ở trong Fori, kể cả admin, kể cả anh Nhất, kể cả chị Chi, nó không bao giờ mà giấu một bất cứ một thứ gì ở trong team này. Ít nhất trong team này còn ở ngoài chúng ta phải giấu. Ví dụ như là team quá trình mà hỏi về những cái vấn đề mà liên quan đến hệ thống mình phải giấu. Tại vì mình phải có cái thang giá trị. Còn ở trong team này là coi như là chia sẻ hết rồi đấy. Hoặc là có hết tâm can gì là rút ruột ra chia sẻ cho nhau. Tại sao buổi Zoom gì mà 4 tiếng hồ, giờ là hơn 4 tiếng rồi, 4 tiếng 20 phút rồi. Buổi Zoom này là buổi Zoom mà lâu nhất trong năm nay. Thực tế là vậy. Và đây là một buổi Zoom cực kỳ quan trọng để chúng ta có thể biết được cái con đường mà trong vòng 5 tháng thôi chúng ta phát triển. Đúng không? Giờ tháng 7 rồi đúng không? Còn có 5 tháng mà thôi là hết năm rồi. Và tôi rất là tiếc năm nay là tôi không có làm được nhiều. Thế mà admin cũng biết được tại sao tôi không làm được nhiều. Ở trong đây thì đó, không làm được nhiều chứ không phải là mình không muốn làm. Thực tế là những thời gian rảnh mình rất là muốn lên chia sẻ chung, nhưng mà cái điều kiện mà công việc mình không cho phép. Nhưng mà dưới cái cương vị mà mod thì tôi vẫn hỗ trợ anh em rất là nhiệt tình. Đó, và trong thời gian tới cố gắng phát triển thôi. Cái gì không biết thì hỏi. Và cái hay nhất trong Fori nó có một cái câu này nè. Đó, ai càng hỏi nhiều thì người đó càng thành công. Còn nếu mà chúng ta mà cứ im im mà tự làm thì khó. Tại vì chúng ta là đồng đội ở những cái team mà tối cao nhất mà chúng ta còn không học hỏi lẫn nhau thì trong thời mà chúng ta làm một mình sao mà phát triển được. Vì thời gian đầu bữa nay thì tôi ít hỏi admin rồi, tại cơ bản là tôi cũng nắm được gần như là hết. Chỉ có lâu lâu mình lật hướng thì mình sẽ nhắn tin admin để thứ nhất lấy thêm cái lượng, thứ hai là chỉnh đốn lại cái tư duy cho nó không có lệch lạc. Còn cái việc kiến thức này không có hỏi nhiều nữa, tại vì hầu hết là mình cũng nắm được hết rồi, cơ bản đủ dùng. Do đó ở trong Fori này nên không hỏi nhiều hơn. Thế là vậy, chúng ta hãy cùng kết bạn với nhau và chúng ta cùng trao đổi về những cái vấn đề. Ừ, hôm nay là vấn đề Shopee nó như thế nào, hôm nay Facebook Market là như thế nào, để tất cả chúng ta cùng có kiến thức. Đúng không? Giả sử như là bạn Duy đi, hôm nay tự nhiên tìm ra được một cái tool liên quan Marketplace thì có thể lên chia sẻ cho anh em và anh em cùng vô thảo luận. Đó mới gọi là teamwork. Và teamwork thì đây là một cái mô hình đỉnh cao của Nhật Bản rồi. Và ở Việt Nam thì nó chưa có mặt đâu. Nhưng mà chúng ta hãy chứng minh cho người ta thấy được là chúng ta làm việc teamwork mạnh. Đúng không? Ở đây có 12 người trong Special 2.0. Và trong thời gian tới tôi mong muốn các bạn là sẽ là những chiến binh thực sự ở trong cái mô hình này. Thực tế chúng ta đang là một cái đội nhóm. Thứ nhất chúng ta phải tự hào Fori Center là cộng đồng dropship mạnh nhất Việt Nam. Thực tế là vậy luôn. Hồi xưa là có một thằng nó cạnh tranh với chúng tôi, với chúng ta. Có thằng NetSell mà đóng cửa thì mình tự nhiên đang vị trí như thế này, mình lên đầu là điều đương nhiên rồi. Mình rất là bài bản luôn đó. Cái gì mình cũng có, mình không có cần phải vay mượn ở cái nền tảng nào bên ngoài hết. Fori Center có hoàn toàn. Tất tần tật từ A đến Z, từ tool đến sản phẩm, đến kiến thức, đến người làm, cái gì cũng có. Quan trọng là chúng ta làm như thế nào thôi. Đó, mỗi người cho chúng ta cùng cố một ngày cố gắng thêm 1% thôi. Đó, mỗi một ngày chúng ta chỉ cần cố gắng thêm 1% thôi thì cái thời gian sau nó sẽ là một cái bước phát triển cực kỳ đấy. Ví dụ về kỹ năng như Nhất hay nói là kỹ năng đọc và viết, hai kỹ năng cực kỳ quan trọng đúng không? Và thực tế cái thời gian đầu tôi đang như các bạn như thế này, một ngày tôi có cái target của tôi đó là một bài blog và phải tập nói một lần khoảng từ 1.5 tiếng cho đến 2.5 tiếng. Đó, kể một câu chuyện cho các bạn là tôi không biết là cái này nó bị thâm hay là bị gì á. Thường thường mà tôi đi xe máy á, thường tôi đi làm một quãng đường rất là xa, khoảng tầm nửa tiếng cho đến 40 phút á.
và thường xuyên đi một quãng đường đó thì đi đường thì ai có nghe gì đâu. Xong bắt đầu mình sẽ tự ngồi mình nói trong lúc mình đi luôn. Mình đi xong rồi mình tập nói trong lúc mà đang chạy xe máy luôn. Đó, và một năm qua là tôi toàn như vậy luôn. Mà nhiều lúc mà mình nghĩ mình bị thần kinh luôn á, tự nhiên vừa đi xe máy vừa làm nhạc một mình. Đây là cách của tôi. Còn cái việc mà tôi học thêm kiến thức thì có thể chia sẻ với mọi người là tôi rất ít đọc sách. Mà. Sách thì tôi rất ít đọc. Nhưng mà tôi có một cái phương pháp đó là sách nói. Đó là tôi vừa làm việc, tôi vừa đeo cái tai nghe xong rồi tôi nói là một ngày tôi có thể là nghe được khoảng 2 cuốn sách. Và có đủ rất là nhiều kiến thức để nói về nhiều vấn đề. Đó là cái cách mà học để nâng cao cái giá trị bản thân. Thực tế nó vậy đó. Và cái con đường mà của người thành công nó không có dễ dàng đâu. Và thực tế tôi thấy là tôi thay đổi từng ngày và đây là một cái điều rất là thành công khi tôi đến Forest Center tôi mới có. Chứ hồi trước là tôi cũng lông bông lắm. Trước khi mua Forest Center lười đủ thứ luôn. Rất là muốn làm giàu, rất là muốn bán hàng, rất là muốn bán được rất là nhiều hàng nhưng lười học. Và đây hầu hết là cái tâm lý chung mà bảo nó lười cực kỳ luôn, không chịu học cái gì. Mặc dù biết học, biết là đọc sách thì nó sẽ có kiến thức. Nhưng mà lười đọc quá. Biết là học thêm những cái kiến thức ở trên mạng thì nó sẽ nâng cao được cái giá trị bản thân. Mà không thời gian toàn chơi game thôi. Mà vẫn có muốn làm giàu hay mơ mộng của tôi. Chứ tôi hay mơ mộng. Ừ. Biết đâu ngày nào đó tự nhiên mình làm một tháng làm chục triệu. Đó, sướng. Lúc có tiền nhiều này tiêu như thế nào. Mà thực tế đến bây giờ thì con số đó chỉ là một con số rất là bé đối với thu nhập của tôi. Nó thực tế đó. Do đó chúng ta hoàn toàn có thể mơ ước được những thứ lớn lao hơn. Đó là những cái mà tôi muốn chia sẻ với mọi người. Một cái động lực mà làm cho tôi phát triển đến bây giờ. Đó đúng là những, đó là Forest Center. Tại vì chúng ta có đồng đội. Nếu mà chúng ta đi một mình đó, thì sẽ không bao giờ đi được xa và lâu như vậy đâu. Và có những đồng đội như này thì phải biết trân trọng. Đó là cái lòng biết ơn. Và đây là một nét văn hóa rất là tốt của người Việt Nam. Và chúng ta nên níu giữ nó, nên giữ gìn cái truyền thống đó. Và trong thời gian tới thì chúc đội ngũ Forest Center, chúc đội ngũ Special 2.0 có thể phát triển mạnh mẽ. Đó, chúng ta sẽ gặt hái được nhiều thành công trong thời gian tới. Và chúc mọi người một buổi tối vui vẻ và ngon giấc. Cảm ơn Thắng và khá là cái buổi lương chúng ta vừa kết thúc. Và trong ngày mai thì Vin sẽ có những cái module và là những cái hướng dẫn chia sẻ trong Space 2.0, rồi là chúng ta đồng hành để quá trình đội nhóm, rồi là quá trình member, nó tạo ra những cái nhóm vệ tinh để chúng ta tự phải triển khai, rồi là xem là cái điều mà admin hướng dẫn hay admin đào tạo có đúng không nhá, kiểm chứng lại những cái điều mà tôi nói. Và tất cả những cái điều mà bạn làm đó là cái content trong cái quá trình mà mình chốt sale cao cấp hơn sau này đó, và đó là những cái bí mật chúng ta chỉ cần show kết quả. Và chúng ta nói rằng tất cả những cái điều này tôi đã được học trong phòng receptor, chỉ cần nói như vậy thôi là gì ạ, là chúng ta đã chốt được rất là nhiều sau này. Khi mà các bạn đã làm được những cái cơ bản, chốt được quá trình, chốt được các cái khóa học của New Y, chốt được các cái bộ tài nguyên, chốt được các cái vấn đề về phần mềm, và sau đó là tất cả những kết quả đó bạn sẽ chốt được digital team này đấy, quá trình xây dựng hệ thống vân vân, và đó là mục tiêu cũng như là cái con đường lộ trình của chúng ta. Mình tin chắc là chúng ta sẽ thành công thôi, và chỉ cần 1/10 đúng không, trong đây đi đến cuối cùng đã thành công rồi. Còn lại kiến thức, mọi thứ trong Forest Center đã chuẩn bị và đang chuẩn bị và đồng hành để chúng ta thành công hơn trong cái thời gian tới đây. Và xin chào và hẹn gặp lại. Chúc anh em có một cái buổi học thật là tuyệt vời. Và bây giờ là 4 tiếng, gần 4 tiếng, 4 tiếng rưỡi. Buổi Zoom, buổi quá trình lâu nhất trong 2021 này. Đó, và hy vọng là kết quả của chúng ta cũng phải thật sự là mạnh mẽ như thế nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.